Mời các bạn theo dõi chương 121 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Dạ đình Sâm vốn định chờ nhạc Yên Nhi tắm xong thì sẽ nói chuyện với cô một lát. Chẳng ngờ mãi mà vẫn không thấy cô ra ngoài. Do dự một chút, hắn đến gõ cửa phòng cô. Yên Nhi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Dạ đình Sâm bắt đầu có dự cảm không lành. Nhớ tới thói quen xấu ngủ quên trong phòng tắm của nhạc Yên Nhi. Hắn không do dự nữa mà lập tức mở cửa phòng cô ra. Như hắn đoán, trong phòng trống trơn chỉ có phòng tắm còn đang sáng đèn giả dạ đình sâm đi thẳng tới đó cô gái đang dựa đầu vào một bên thành bồn tắm nhắm mắt ngủ say đôi mắt không cảm xúc của hắn hiện lên ý cười cùng với đó hắn cũng thở dài bất đắc dĩ đúng là chẳng biết phải làm sao cho tốt đây nhạc yên nhi đã ngâm trong bồn tắm rất lâu nước cũng sắp lạnh giả dạ đình sâm sợ cô bị cảm hắn cúi người nhẹ nhàng bế cô lên da thịt cô trơn nhẵn đường cong mượt mà quả thực rất hấp dẫn dạ đình sâm vừa chạm tới đã cảm thấy một cơn khô nóng dâng lên nhưng bây giờ nhạc yên nhi đang ngủ hắn cũng không có lòng dạ nào nghĩ tới những chuyện sắc tình kia hắn vươn tay kéo khăn tắm lau khô nước trên người cô rồi bọc cô trong khăn đôi mắt đen của dạ đình sâm vô tình sượt qua cổ tay cô con người hắn bỗng co lại trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của nhạc yên nhi là một mảng bầm tím đáng sợ nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy vết ngón tay rõ ràng là bị người khác bóp mạnh nhớ tới lúc nhạc yên nhi vừa về nhà dáng vẻ thất hồn lạc vách của cô chắc chắn chiều nay cô đã gặp phải chuyện gì đó Dạ đình sâm muốn gọi nhạc yên nhi dậy hỏi cho rõ ràng xem chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình cùng với quầng thâm nhạt dưới mắt cô hắn lại không nỡ dáng vẻ chìm trong giấc ngủ của nhạc yên nhi lúc này cứ như đây mới là bến cảng an toàn của cô chỉ có ở đây cô mới có thể hoàn toàn thả lòng bỏ qua phòng bị trong lòng chìm vào giấc ngủ say hắn không nỡ quấy giày mặc dù sắc mặt rất khó coi nhưng hành động của dạ đình sâm lại cực nhẹ nhàng. hắn lấy bộ nội y co tần của cô lên, khẽ khàng mặc giúp cô. lúc gần mặc xong, nhạc yên nhi như phát hiện ra, cô nói đừng rồi từ từ mở mắt thiêm thiếp một hồi, nhạc yên nhi vẫn còn mơ màng chưa phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. cô thấy khuôn mặt dạ đình sâm rất gần mình thì khẽ gọi. dạ đình sâm, ừ, dạ đình sâm khẽ đáp lại. nghe thấy giọng nói trầm của hắn vang lên, lúc này nhạc yên nhi mới nhận ra mình không nằm mơ. Cũng đến tận lúc này, cô mới để ý tới hành động của dạ đình sâm. Hắn giúp cô mặc áo ngủ, đang thắt dây lưng áo. Chờ đã, mình đang tắm cơ mà. Cho nên dạ đình sâm vừa mới bế mình khỏi bồn tắm. Lộ, lộ hết sạch sành xanh rồi. Nhạc Yên Nhi không thể tiếp nhận được thông tin này ngay lập tức. Cô ngơ ngác nhìn dạ đình sâm. Dạ đình sâm thấy nét mặt cô, mắt có ý cười, khẽ hỏi, vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tỉnh rồi, thích ngủ trong bồn tắm thế à? hay là đổi giường của cô thành bồn tắm nhé ôi trời ơi mình không nằm mơ giả dạ đình sâm còn biết trêu chọc nữa này nhạc yên nhi không bị hắn đánh lạc hướng cô còn chất vấn hắn sao anh vào phòng tôi mà không gõ cửa giả dạ đình sâm nhìn nhạc yên nhi sao cô không nghĩ là tôi gõ cửa nhưng cô không nghe thấy nhạc yên nhi không cãi lại nữa nhưng khi cúi xuống nhìn áo ngủ của mình cô mới bừng tỉnh không phải vấn đề không phải là chuyện anh vào phòng tôi kể cả anh có vào đi nữa anh cũng có thể gọi tôi dậy mà Sao phải giúp tôi mặc quần áo? Thế này chẳng phải là tôi bị anh nhìn thấy hết rồi à? Trên người cô có thứ gì đáng giá cho tôi nhìn à?" Dạ Đình Sâm lạnh nhạt hỏi, Nhạc Yên Nhi á khẩu, cô không trả lời được câu hỏi này, nếu như người khác nói thì có lẽ chẳng đáng tin, nhưng Dạ Đình Sâm là gay, gay xịn, Dạ Đình Sâm rũ mắt, nhìn vết máu đọng chói mắt trên cổ tay Nhạc Yên Nhi. Ánh mắt hắn lạnh hẳn, cuối cùng mở miệng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra?" Nhạc Yên Nhi không hiểu chuyện gì chỉ nhìn theo ánh mắt hắn lúc này ấy mới nhận ra vết thương trên cổ tay mình đã bị dạ đình sâm nhìn thấy cô cuống quýt giấu tay ra sau lưng nhưng lại thấy mình đúng là vẽ chuyện cuối cùng cô vẫn ngượng ngùng giơ cổ tay ra không không có việc gì chỉ là bất cẩn nên bị một vết thương nhỏ thôi tôi không phải kẻ ngu giọng dạ đình sâm hờ hững ngụ ý là những lời này của nhạc yên nhi chẳng lừa nổi một thằng đần dưới ánh mắt hiểu thấu lòng người của dạ đình sâm nhạc yên nhi không dám nhìn thẳng cô cắn môi dưới lộ ra vẻ mặt khó xử cô không đoán được nếu dạ đình sâm biết những chuyện cũ của mình thì sẽ thế nào tuy nói dạ đình sâm luôn muốn cô tin tưởng hắn nhưng cô thực sự không dám chắc chắn không dám tin tưởng hắn một lúc lâu sau nhạc yên nhi mới chậm rãi lên tiếng hôm nay tôi có gặp lâm đông lục vết thương trên tay tôi là do anh ta tạo ra nghe thấy cái tên lâm đông lục ánh mắt dạ đình sâm thay đổi anh ta dám làm cô bị thương trong lời nói đã thêm mấy phần hung dữ anh ấy cũng không cố ý làm tôi bị thương không phải nhạc yên nhi muốn nói hộ lâm đông lục cô chỉ muốn cố gắng kể lại đúng sự thật tôi cảm thấy tình trạng tinh thần của anh ấy hiện nay khá bất ổn xế chiều hôm nay lúc gặp tôi anh ấy liên tục ép hỏi tôi xem giữa chúng tôi có tồn tại tình yêu năm năm kia không anh ta nhớ ra rồi tôi không biết có lẽ là mơ hồ nhớ lại gì đó thôi nhưng không hoàn toàn nhớ ra nhạc yên nhi nói xong câu này căn phòng hoàn toàn rơi vào yên lặng Dạ đình sâm như đang tự hỏi gì đó một lúc sau hắn mới lên tiếng hỏi nếu như anh ta đã nhớ tới quá khứ của hai người cô có trở về bên anh ta không nhạc yên nhi giật mình cô mở to mắt kinh ngạc nói tất nhiên là không rồi sao anh lại có suy nghĩ như thế gia dạ đình sâm mím môi sau khi xem video mà cố tâm nguyệt đưa cho mình giả dạ đình sâm mới thực sự hiểu rằng nhạc yên nhi đã từng yêu lâm đông lục biết bao nhiêu thậm chí vì lâm đông lục nhạc yên nhi sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cố văn sinh tình cảm như thế làm sao nói buông là buông được nhạc yên nhi ở bên cạnh hắn là vì sợi dây chuyền kia cùng với việc lâm đông lục mất trí nhớ nếu có một ngày hai điều kiện này không còn nữa hắn không thể chắc chắn cô ấy vẫn chọn mình dù sao thì cô cũng từng yêu lâm đông lục rất nhiều nhạc yên nhi khẽ lắc đầu đều là quá khứ rồi tôi đã buông tay từ lâu giả đình sâm không vì câu này của nhạc yên nhi mà yên tâm thế nhưng hắn cũng đã thông suốt Hắn muốn có được cô, vậy càng phải cố gắng, trên thương trường cũng vậy, không có ai chủ động mang lợi nhuận đến tay bạn, bạn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, tự mình đoạt lấy, Nhạc Yên Nhi không hiểu được ánh mắt Dạ Đình Sâm, hắn đang chăm chú nhìn cô, cô há miệng định nói gì đó nhưng Dạ Đình Sâm đã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, đừng nghĩ nữa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, ngủ đi, ngủ ngon, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 122 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhạc yên nhi nhàn nhã vài ngày rồi cũng tới thời hạn đoàn phim tiếp tục quay. giả đình Sâm biết tính nhạc yên nhi, kể cả mình yêu cầu đưa cô tới đoàn phim thì cô cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên hắn sắp xếp lái xe đưa cô đi, gần như là vừa tới nơi, nhạc yên nhi đã nhận ra thái độ của mọi người với mình hoàn toàn thay đổi. Mặc dù trước đây đạo diễn lộ đã cưỡng chế phong tỏa tin tức, không cho người trong đoàn phim truyền tin lung tung nhưng một hạng mục đầu tư lớn như vậy đột ngột ngừng nửa. Tháng, ai ấy đều tò mò, không kìm được mà nghe ngóng xung quanh, vậy nên lời đồn cũng xuất hiện khắp nơi. Về sau, việc ăn chi ý bị thay lại càng là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đoàn phim lắm người nhiều miệng, vậy nên cũng có vài tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài. Có người nói An Chi Ý bị thay là do đắc tội với nhạc Yên Nhi. Trước đó đoàn phim dừng quay cũng vì nhạc Yên Nhi bị thương đám người nghĩ tới cảnh An Chi Ý và Nhạc Yên Nhi mặt ngoài hòa thuận vui vẻ mà bên trong cuồn cuộn sóng. Ngầm, lập tức chấp nhận giả thuyết này, khi đối mặt với Nhạc Yên Nhi, họ vô thức có thêm vài phần kính trọng, An Chi Ý là người lăn lộn trong giới tới 10 năm. Vậy mà có thể bị đổi ngay khi quay được nửa phim. Cuối cùng thì hậu trường của Nhạc Yên Nhi đáng sợ đến mức nào? Con người là sinh vật nịnh bợ, nhất là trong ngành giải trí. Nếu như hậu trường nhỏ thì người khác có thể bàn tán sau lưng bạn. Nhưng chỉ cần hậu trường của bạn đủ mạnh, vậy tất cả mọi người sẽ muốn bợ đỡ bạn, cho nên không thể nói rõ đây là việc tốt hay xấu. Nhưng tất cả nhân viên trong đoàn phim đều ân cần với Nhạc Yên Nhi hơn rất nhiều. Nhạc Yên Nhi cùng Diệp Hiểu như tới nơi, lập tức có khá nhiều nhân viên chủ động tới chào hỏi. "Chào chị Nhạc, nửa tháng không gặp, chị lại đẹp hơn rồi. Chị Nhạc, lần này được nghỉ, em có xem các tác phẩm trước đây của chị, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng cũng cực kỳ đặc sắc đấy." "Chị Nhạc" Em là nhân viên hậu cần mới tới, về sau có việc chị cứ bảo em nhé. Nhạc Yên Nhi thụ sủng nhược kinh, cũng may cô không phải người chưa từng thấy việc đời. Ở bên gia dạ đình xâm lâu, những chuyện khác không học được nhưng gặp chuyện không sợ hãi thì cô học rất khá. Chào mọi người, cảm ơn mọi người, sau này vẫn cần mọi người quan tâm hơn nhé. Nhạc Yên Nhi lễ phép đáp lại, đến nụ cười cũng rất đúng mực, các nhân viên đều nói không dám. Ngay của đạo diễn cũng tới, lo lắng hỏi Han, Yên Nhi, sức khỏe đã tốt hơn chưa? nếu trong quá trình quay phim có bất kỳ vấn đề gì thì nhất định phải nói cho tôi biết đấy. Nhạc Yên Nhi mỉm cười, gật đầu. Vâng, đạo diễn. Các nhân viên thấy ngay cả đạo diễn lộ cũng tới chào hỏi. Họ không khỏi âm thầm giật mình, lập tức càng khẳng định những suy đoán trước đó. Quả thật Nhạc Yên Nhi có hậu trường rất gây gớm. Không ít người cũng bắt đầu nhớ lại xem mình có từng đắc tội với cô hay không. Nhạc Yên Nhi tới một lát thì Diệp Thiên Hạ cũng đến. Nhạc Yên Nhi nghe nói trong nửa tháng này. Diệp Thiên Hạ không nhận thêm việc mà ra nước ngoài nghỉ phép. Nhìn Diệp Thiên Hạ bây giờ tinh thần phấn chấn, có vẻ rất thoải mái, còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa. Diệp Thiên Hạ chào hỏi đạo diễn Lộ và các nhân viên chủ chốt rồi bước nhanh tới trước mặt Nhạc Yên. "Nhi, cô nhìn Nhạc Yên Nhi từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. "Không sao chứ hả? Hôm đó em làm chị sợ chết đi được." Diệp Thiên Hạ gọi cho Nhạc Yên Nhi mấy cuộc điện thoại để hỏi thăm rồi. Nhưng trong điện thoại không thể nói rõ ràng hai người cũng chẳng nói cụ thể về tình hình hôm đó mãi cho tới hôm nay gặp nhau mới có cơ hội hỏi không sao ạ à, cảm ơn chị thiên hạ đã quan tâm em ổn hơn nhiều rồi diệp thiên hạ muốn hỏi gì đó nhưng mãi không lên tiếng do dự một lát cô mới nói em với dạ thiếu gia vừa nghe danh dạ đình sâm nhạc yên nhi thầm giật mình bắt đầu suy đoán xem diệp thiên hạ muốn hỏi gì nhưng diệp thiên hạ chưa nói hết câu đã bị cắt đứt bởi một loạt tiếng ồn cửa chính của studio bị đẩy ra có mấy người mặc đồ nhân viên phục vụ đi thành hàng vào. Hai tay đều bê cà phê, người nhân viên phục vụ đi đầu cười nói với mọi người. Cà phê mà cô tô đặt đã tới à, có hơn 100 cốc cà phê đặt đầy trên khoảng đất trống trong đoàn. Không khí lập tức tràn đầy hương thơm, nhạc yên nhi và diệp thiên hạ nhìn nhau, họ thấy trong mắt nhau vẻ khó hiểu. Cô tô nào cơ, người trong đoàn phim còn chưa kịp phản ứng thì đã có thêm mấy cô gái mặc tạp dề bê hộp bước vào. Bánh quy cô tô đặt đã đến à, vẫn còn chưa hết. Cuối cùng, có mấy người đẩy một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, khuôn mặt tươi cười nói, kem Hagen Da Cô Tô đặt đã tới à, chỗ trống vốn rộng rãi của đoàn phim bây giờ đã bị lấp đầy. Mùi thơm của các loại đồ ngọt lập tức quanh quẩn khắp nơi. Đoàn phim lập tức sôi trào, ôi cà phê ra, một tách này là 50 tệ, vừa ra tay là hơn trăm tách, đủ giàu có nhé, ôi bánh quy này là nhãn hiệu private đấy, nghe nói người làm bánh mỗi ngày chỉ làm đúng 50 hộp thôi. Làm sao cô ấy đặt, trước được nhiều như vậy? Mời cả đoàn ăn kem Häagen-Dazs, cuối cùng là giàu đến độ nào. Trong tiếng bàn luận xôn xao, cuối cùng có người đặt câu hỏi, nhưng mà cô Tô này là ai? Đoàn phim của chúng ta có người họ Tô à? Họ Tô? Nhạc Yên Nhi nhăn mày suy nghĩ, cảm giác như có thứ gì sắp bật ra khỏi đầu. Nếu như không nhớ lầm thì Danny đã nói với mình rằng người mới của đoàn phim sẽ thay thế vai Tiêu Lam có tên là, "Chào mọi người, tôi là Tô Phi." Một giọng chào hỏi nũng nịu vang lên trước cửa ra vào giọng nói không chỉ hấp dẫn nhạc yên nhi mà ngay cả đám người đang châu đầu thảo luận cũng nhìn lại với ánh mắt hiếu kỳ đứng ở cửa là một người đẹp vô cùng sexy trước sau đều có đường cong tóc dài tới eo khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay một đôi mắt phượng có vẻ dụ dỗ người khác đặc biệt là lúc cười lại càng thêm câu hồn bên cạnh người đẹp có ba trợ lý trên tay họ đều cầm đồ đạc của cô một nhân viên lúc này mới sực hiểu ra a à, tô phi chẳng phải là người mới sẽ diễn tiêu lam đấy à Tô Phi nghe thế thì khẽ cười, quyến rũ vô cùng, đúng vậy, tôi chính là tiêu lam mới, sau này sẽ hợp tác với mọi người mấy tháng, hy vọng được mọi người quan tâm chăm sóc. Đạo diễn lộ cũng nói, Phi Phi, sao đến muộn thế, qua để tôi giới thiệu với mọi người, đây là tiêu lam mới của chúng ta, tên Tô Phi, về sau trong quá trình làm việc, mọi người phải hợp tác thật tốt đấy, người của đoàn phim đã ăn đồ ăn Tô Phi mang tới. Lại thêm đạo diễn cũng có lời, tất cả cùng vội vàng đáp lại đạo diễn lộ khách khí rồi, Phi Phi tốt bụng như thế, chúng tôi dĩ nhiên phải quan tâm chăm sóc rồi. Đúng thế, Phi Phi thật hào phóng, ngày đầu tiên tới đã mời mọi người ăn nhiều đồ như vậy. Khách khí quá rồi, ôi Phi Phi thật sự rất hợp với vai tiêu lam đấy. Chắc chắn có thể nổi tiếng, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 124 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Trong trung tâm thương mại cao cấp. Ôn Tố Tố và Tiêu Lam ăn vận đẹp đẽ đang cùng đi dạo phố. Vì Ôn Tố Tố khuyết tật nên khi hai người đi cùng nhau đều là Tiêu Lam líu lo không ngừng còn Ôn Tố Tố mỉm cười lắng. Nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, nhiều năm đã trôi qua, Tiêu Lam luôn ỉ vào tính cách hiền lành, dễ bắt nạt của Ôn Tố Tố để giành nhiều lợi ích cho mình. Lần này, cô ta nói, "Tố Tố này, đôi khuyên tai khi nảy ấy, mình thích lắm, cậu thấy mình đeo có đẹp không?" Ngón tay thon của Ôn Tố Tố ra hiệu hai lần, ý bảo mình cũng thấy đẹp lắm, sau khi nãy không mua, tiêu lam thở dài, hôm trước mình vừa mua một chiếc váy mới, còn mua một chiếc túi bản giới hạn, giờ không còn tiền nữa rồi, chịu thôi, đành nhịn vậy, hâm mộ cậu ghê, tiểu thư nhà thị trường, muốn gì có nấy, nào có giống mình, muốn mua cái gì cũng phải chờ đến ngày lấy lương của tháng tới. Ôn tố tố nghe thấy vấn đề là tiền thì ngẩn ra, lập tức đưa tay ra hiệu, cậu tốt với mình như vậy thì của mình chẳng phải là của cậu à cậu thích đôi khuyên tai kia thì mình tặng cậu làm quà sinh nhật được không? Dù sao cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi không cần đâu. Đôi khuyên kia những tám vạn cơ, tiêu lam tỏ vẻ vừa cảm động vừa do dự, ôn tố tố nắm tay tiêu lam, hướng về phía cửa hàng khi nãy, nhưng vừa quay người thì một cô gái vội vàng bước tới. Đụng vào họ, đây là thẩm ăn nhã đang đi làm thêm, cô định ứng tuyển làm người mẫu của cửa hàng. Thẩm ăn nhã đang vội nên không chú ý tới người trước mặt rồi đụng phải người ta. Giờ cô rất áy náy liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, cô không sao chứ, thật ngại quá, ôn tố tố hiền lành, xua tay tỏ ý không việc gì, thế nhưng tiêu lam thì nổi giận, cô bị làm sao đấy hả, cửa hàng lớn thế này, cô không có mắt à, thẩm ăn nhã cúi người thật sâu, thật sự rất xin lỗi à, ôn tố tố định thần lại, thấy khuôn mặt thẩm ăn nhã, cô nhận ra người này, giật mình trợn tròn mắt, tiêu lam cũng gặp thẩm ăn nhã cách đây không lâu, lập tức nhận ra, thẩm ăn nhã lại là cô đúng là oan ra ngõ hẹp mà thẩm ăn nhã nghe thế mới nhìn kỹ hai người lập tức tái mặt là hai người à làm sao chẳng phải cô không nhận tiền của nhà họ ôn rồi à vậy mà cũng đến được cửa hàng cao cấp thế này tiêu lam nhìn một lượt bộ quần áo rẻ tiền trên người thẩm ăn nhã mở miệng diễu cợt thẩm ăn nhã đâm vào người ta cô biết mình đuối lý nên mới nhường nhìn, nhưng cô không phải người dễ bắt nạt hoàn toàn không có ý định đứng đó cho tiêu lam làm nhục tôi thấy cô ôn hẳn không bị thương Vậy tôi đi trước, Ôn Tố Tố vốn không muốn nói nặng lời với Thẩm Ăn Nhã. Nghe thấy Tiêu Lam nói vậy, cô cũng sốt ruột đến nhíu mày, chẳng qua không thể nói được thành lời nên chỉ đành kéo kéo vạt áo Tiêu Lam. Tiêu Lam hoàn toàn không nhận ra động tác của Ôn Tố Tố, giơ tay cản Thẩm Ăn Nhã lại, "Vội cái gì nào, bất kỳ thứ gì trong cửa hàng này cũng đủ cho cô tiêu dùng cả năm. Chắc hẳn cô không trả nổi, chẳng lẽ định lên khách sạn trên tầng để gặp đại gia à?" Tiêu Lam biết An Vĩnh Hạo có tình cảm với Thẩm An Nhã nên rất hận cô. Đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bôi nhọ thanh danh của Thẩm An Nhã. Nghe thấy lời nói của Tiêu Lam, Thẩm An Nhã dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô Tiêu, tôi luôn dùng lễ để đối mặt với cô, mong rằng cô đừng dùng ánh mắt bẩn thỉu đó để nhìn người khác. Loại con gái thấy người sang bắt quàng làm họ như cô ấy mà, tôi đã gặp nhiều rồi, luôn tìm cách quyến rũ An Vĩnh Hạo, chẳng phải là vì tài sản và địa vị nhà họ An à?" chỉ là cô đẳng cấp cao, biết dùng kế lạt mềm buộc chặt thôi, vì quan hệ với nhà họ Ôn nên thầm ăn nhã hận nhất việc người khác đánh đồng mình với những người ở giai cấp thượng lưu. Kia, sắc mặt cô lập tức tối sầm, ánh mắt nhìn một vòng quanh Ôn Tố Tố và Tiêu Lam. Chẳng biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, hiểu loại cảm giác này như vậy hẳn là vì cô Tiêu đây cũng là người như thế nhỉ? Lấy thân phận của cô mà có thể làm bạn thân với cô Ôn đây nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng tốn rất nhiều công sức. Dựa theo nội dung của cốt truyện, lúc này Tiêu Lam sẽ thẹn quá hóa giận, giơ tay lên tát Thẩm An Nhã, khiến cho khoảng cách giữa Thẩm An Nhã và Ôn Tố Tố càng xa. Tô Phi diễn vai Tiêu Lam cũng đã chuẩn bị xong, giơ tay lên, nhưng ngay lúc này, bỗng một tiếng cát vang lên, Tô Phi ngạc nhiên quay đầu, thấy tiếng cát này là do đạo diễn lộ hô, cô mới bất mãn buông tay, "Đạo diễn, cảnh này có vấn đề gì à?" Tô Phi dịu dàng hỏi, sắc mặt đạo diễn lộ rất khó coi nhưng vẫn nhẫn nại cân nhắc từ ngữ, lựa chọn một số từ khá ôn hòa để nói với Tô Phi. Phi phi, có lẽ cô là người mới nên chưa bộc lộ được cảm xúc đúng chỗ. Ở đoạn này, cảm xúc của Tiêu Lam là xấu hổ và căm phẫn, làm sao cô lại biểu hiện như đang rất vui vậy? Đạo diễn cực không vui, chuyện phải dừng quay vì đổi vai đã khiến cho tiến độ của đoàn phim gấp gáp hẳn lên. Hôm nay trạng thái của Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ đều rất tốt. Nhập diễn rất nhanh, nhưng người mới Tô Phi, này diễn sao cũng không ổn. Nghe đạo diễn Lộ nói thế, Tô Phi cứng người, biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao? Nhưng bây giờ cả Nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạ đều đang đứng bên cạnh. Xung quanh còn có rất nhiều nhân viên của đoàn phim, dù thật hay giả cô cũng không thể thừa nhận, cho nên Tô Phi mau chóng khôi phục vẻ tự nhiên, làm bộ ấy nấy đều là lỗi của tôi, vì tôi là fan hâm mộ của chị Thiên Hạ, lần này có thể quay cùng chị ấy, tôi thực sự rất mừng nên không khống chế được bản thân. Thật có lỗi với mọi người quá hay là chúng ta quay lại thêm lần nữa nhé đạo diễn đáp cảnh này chưa quay vội quay cảnh đối diễn của ôn tố tố và tiêu lam trước đi phi phi cô qua một bên nghỉ ngơi đã cũng tranh thủ học tập xem yên nhi và thiên hạ diễn thế nào đây là cách bày tỏ bất mãn với khả năng diễn xuất của tô phi hôm nay tô phi xuất hiện rất ấn tượng mời cả đoàn phim bữa chiều lập tức có được thiện cảm của tất cả mọi người thế nhưng diễn xuất của cô quá cứng đạo diễn không cho cô quay lần hai mà bảo cô sang một bên học tập đây có thể nói là đã làm hết sức, vẻ mặt Tô Phi cực khó coi nhưng cố gắng nhịn xuống. Miến cưỡng cười, vâng, tôi còn có rất nhiều chuyện cần học mà, xong cô ta đi ra vị trí nghỉ của mình, trợ lý đã sớm chờ ở đó, nghe thấy lời của đạo diễn, họ biết Tô Phi đang không vui, chỉ dám nơm nớp lo sợ hỏi, chị Phi Phi, chị uống nước không, thật ra Tô Phi mới 19 tuổi, mấy trợ lý đều lớn tuổi hơn cô nhưng vì cô là chủ, lại thêm tính cách khó chịu, vậy nên chẳng ai dám gọi tên cô ta. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 125 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Lúc nãy Tô Phi ở trước mặt mọi người vẫn còn miễn cưỡng nở nụ cười. Vừa đến nơi khuất người khuôn mặt cô ta liền xị xuống. Nghe thấy trợ lý hỏi, Tô Phi bực mình xua tay. Không uống, mang đi đi. Một trợ lý khác trông thấy sắc mặt của Tô Phi. Nơm nớp nịnh nọt, chị Phi Phi. Thật ra vừa nãy chị diễn rất tốt. Nhất định là do đạo diễn không biết thưởng thức. Đúng vậy, cũng không kém hơn Diệp Thiên Hạ là bao. Tô Phi không để bọn họ làm cho mờ mắt, lạnh lùng liếc nhìn trợ lý một cái, nói, đạo diễn không biết thưởng thức thì cô biết chắc, cô là cái thá gì mà dám đánh giá kỹ năng diễn xuất của tôi. Trợ lý sượng mặt, không dám tự cho mình là thông minh nữa. Im bạt, Tô Phi hừ lạnh một tiếng, tuy không được học hành chính quy nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngốc. Sẽ bị những lời như thế thuyết phục, Tô Phi xuất thân từ nghề người mẫu, hơn nữa chỉ là loại xoang sau khi dây dưa với Âu Duyên Tây, giá trị mới dần dần được đẩy lên cao, ngay cả vai diễn trong Wild Lover lần này cũng là do Âu Duyên Tây giúp cô ta giành được. Nghĩ đến Âu Duyên Tây, trong mắt Tô Phi hiện lên một tia tình cảm rồi lập tức lạnh trở lại. Không biết cô ta đang nghĩ đến điều gì, giơ tay về phía trợ lý, nói, đưa điện thoại cho tôi. Trợ lý không dám chậm trễ, vội vàng tìm điện thoại trong túi sách rồi đưa cho Tô Phi. Tô Phi cầm máy, đứng dậy đi ra chỗ khác, cắn môi bấm một dãy số. Alo, điện thoại truyền tới một giọng nữ dịu dàng. Alo Tô Phi mấp máy môi, mở miệng nói, chị Nhược Mai, đầu bên kia dừng một lúc, có tiếng bước chân, dường như Bạch Nhược Mai đang đi đến chỗ khác tiện nói chuyện hơn. Không phải đã nói chỉ liên lạc bằng cách nhắn tin, tốt nhất là không cần gọi cho chị à. Bạch Nhược Mai hạ giọng nói, em muốn nói với chị một tiếng. Hôm nay em đã vào đoàn phim rồi, cũng đã gặp được nhạc Yên Nhi và Diệp Thiên Hạc, em không để lộ cái gì đó chứ? Không có, chị yên tâm đi vậy thì tốt em cứ yên tĩnh đợi đi nếu như không muốn có kết cục giống như an chi ý thì không nên ra tay bừa bãi phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến tô phi đáp lời do dự một lúc hỏi chị nhược mai có thật là âu thiếu và diệp thiên hạ từng ở bên nhau không đương nhiên rồi tin chị cha ra làm sao mà sai được hay là em không tin tưởng chị không phải sao em không tin chị được chứ tô phi vội vàng phủ nhận chỉ là có chút khó hiểu thôi chị không nhúng tay vào chuyện của diệp thiên hạ Chị chỉ báo tin cho em biết thôi. Em muốn giải quyết thế nào là việc của em. Nhưng em phải nhớ giao dịch giữa chúng ta. Phải giúp chị giải quyết nhạc yên nhi. Khiến cô ta không thể ngóc đầu dậy được. Thông qua sóng điện cũng có thể nghe được sự hung ác khắc sâu trong giọng nói của Bạch Nhược Mai. Đột nhiên Tô Phi có sự cảm không lành. Tuy không biết nhạc yên nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì đắc tội với Bạch Nhược Mai nhưng ngựa khí của Bạch Nhược Mai như thể muốn lấy mạng cô ấy. Vậy, chị Nhược Mai, em muốn nói trước với chị em đồng ý giúp chị đối phó với nhạc yên nhi nhưng em sẽ không động đến mạng người đâu em cũng không biết dùng những thủ đoạn như của an chi ý bạch nhược mai như bị lời nói của tô phi làm cho giật mình ý thức được bản thân có phần thất thố lập tức lại tỏ ra bình thản dịu dàng bảo dĩ nhiên sao chị lại bảo em đi giết người được chứ chỉ là làm cho cô ta không làm loạn trong giới nữa thôi tốt nhất là có thể khiến cô ta thân bại danh liệt tô phi thở phào nhẹ nhõm chị biết thế là được rồi em tưởng là em đang giúp chị à thật ra đối phó với nhạc yên nhi cũng là giúp chính bản thân em đó em nhìn bề ngoài rồi cả kỹ năng diễn xuất của nhạc yên nhi mà xem cũng được coi là đỉnh cao so với những nữ diễn viên cùng thời rồi cái cô ta thiếu chẳng qua chỉ là cơ hội mà thôi một khi cô ta chính thức bộc lộ tài năng chẳng lẽ không phải sẽ là mối uy hiếp tới em à nếu em thật sự muốn đứng vững trong giới giải trí sớm muộn gì hai người cũng có mâu thuẫn chẳng thà bây giờ chúng ta bắt tay trong lúc nhạc Yên Nhi còn chưa phát triển thì tống cổ cô ta sớm một chút. Tô Phi nghe thấy những lời nói của Bạch Nhược Mai, ánh mắt lướt qua đám nhân viên trong đoàn phim, lại liếc nhạc Yên Nhi đang đứng cùng nhân viên ánh sáng. Cô gái có khuôn mặt cỡ bằng bàn tay, làn da trắng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to trong veo như biết nói, mỗi lần ngước nhìn đều tràn ngập linh khí. Đây là khuôn mặt thuộc về màn ảnh, cộng thêm được đào tạo chính quy, còn có kỹ năng diễn xuất xuất sắc được lưu truyền trên mạng nếu như cho cô ta mấy năm nữa, có thể sẽ nổi hơn cả Diệp Thiên Hạ bây giờ. Tô Phi nhìn phía xa, ánh mắt càng lúc càng lạnh, cuối cùng nói, được, em đồng ý với chị. Trong giọng nói không còn một điểm do dự nào, giọng bạch nhược mai thoáng có ý cười. Em hiểu được là tốt, cố gắng lên, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra tay nhé. Hai người nói mấy câu nữa rồi tắt mát, Tô Phi không vội về chỗ nghỉ ngơi mà chuyển tầm mắt lên người Diệp Thiên Hạ. Cô ta vừa hỏi Bạch Nhược Mai, có thật là Âu? Thiếu và Diệp Thiên Hạ từng ở bên nhau không? Nhưng thật ra không cần hỏi, bởi vì trước khi Bạch Nhược Mai tìm đến cô ta cũng mơ hồ đoán ra rồi. Cô ta biết Âu Duyên Tây Trăng Hoa cỡ nào, không có người phụ nữ nào có thể ở bên cạnh gã quá 3 tháng. Cô ta vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn thử vận may vơ vét một mẻ từ Âu Duyên Tây thôi. Nhưng Âu Duyên Tây tốt như thế, đẹp trai nhiều tiền, lại hào phóng, hài hước, lúc đối tốt với bạn sẽ dịu dàng tới tận xương tủy. Tô Phi sinh ra trong một gia đình thuộc tầng dưới xã hội. Chưa bao giờ được tiếp xúc với người của giới thượng lưu. Căn bản không khống chế được trái tim mình, còn chưa đến ba ngày đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu với Âu Duyên Tây. Đương nhiên Âu Duyên Tây đối xử rất tốt với cô ta. Đi theo gã, cuộc sống của cô không chỉ được nâng lên một bậc, thậm chí, sắp được ba tháng rồi mà Âu Duyên Tây vẫn chưa tỏ ra chán ghét mình. Vậy nên trong lòng cô ta liền dấy lên một khát vọng không nên có. Tô Phi nghĩ, có lẽ âu duyên tây đối xử với cô ta không giống người khác có lẽ giờ âu duyên tây đã mệt rồi không chừng lãng tử hồi đầu nói như thế thì có phải mình có thể trở thành bà âu không chỉ cần nghĩ tới hai chữ này cô ta liền cảm thấy máu huyết sôi trào cả người đều hăng hái cho đến một ngày âu duyên tây uống say cô ta lấy ví của gã ra trả tiền nhìn thấy trong ví ra có một tấm ảnh đó là một tấm ảnh thẻ cô gái trên đó rất trẻ nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc dù cô ấy không hề trang điểm. Hơn nữa, trông cô gái này rất quen mắt, Tô Phi nhìn gương mặt mình phản chiếu trên kính thủy tinh. Bỗng giật mình, cô gái trong tấm ảnh này trông rất giống cô ta. Tô Phi không biết cô gái này là ai nhưng mơ hồ cảm thấy cô ấy mới chính là người Âu Duyên Tây yêu. Âu Duyên Tây giữ cô ta lại bên cạnh cũng chỉ vì gương mặt này mà thôi. Dường như ý nghĩ này đã làm tan nát tất cả những ảo mộng của cô ta. Hơn nữa còn cho cô ta một cái tát vang rồi, cô ta vẫn chưa chấp nhận, tẩy trang sạch sẽ trong gương mặt mộc càng giống cô gái kia hơn, lay nhẹ Âu Duyên Tây, gã mơ màng mở mắt, không đợi cô ta mở lời đã mừng rỡ kêu lên, hạ hạ, khoảng khắc này, Tô Phi như thể bị sét đánh trúng, nhưng đến hôm sau cô ta vờ như không có chuyện gì, vẫn đi theo Âu Duyên Tây như cũ, chỉ là trong lòng có chỗ không giống như lúc trước nữa rồi. Cho đến vài ngày sau, nhìn thấy ảnh đoàn phim Wild Lover trên Weibo mới vỡ lẽ. Hóa ra đáp án kia chính là Diệp Thiên Hạc cho dù hiện tại diệp thiên hạ đã trở thành ảnh hậu nổi tiếng trong nước nhưng gương mặt kia vẫn là gương mặt trong tấm ảnh thẻ cho nên lúc bạch nhược mai liên lạc với cô ta nói về kế hoạch của mình tô phi đồng ý gương chút do dự có câu nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè chỉ cần có thể giải quyết được diệp thiên hạ thì hợp tác với ai cũng không thành vấn đề vì âu duyên tây cô ta chỉ là bị bắt buộc mà thôi những chướng ngại vật kia cô ta sẽ dọn sạch hết cảm ơn bạn đã xem tới đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 126 của tác phẩm Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Từ sau lần đầu tiên, Tô Phi trở nên biết điều hơn rất nhiều. Mỗi lần đến quay phim đều lễ phép chào hỏi từng nhân viên một. Vô cùng khách khí với diễn viên cùng đoàn. Tuy vẫn thường bị đạo diễn lộ no gút, làm chậm tiến độ quay phim nhưng mọi người giống như đều có lòng bao dung vô bờ với người mới trẻ tuổi. Này, nhạc yên nhi nghĩ tới ý thù địch cùng sự kiêu căng mơ hồ của Tô Phi ngày đầu tiên. Tự an ủi bản thân, có lẽ mình nhìn nhầm rồi. Dù sao thì Tô Phi cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi. Biết đâu chỉ là chưa chín chắn mà thôi. Cho nên một tuần kế tiếp quay phim khá là thuận lợi. Nhạc Yên Nhi rất nhanh liền thích ứng được với cuộc sống trong đoàn phim. Ngoại trừ việc mỗi tối gia đình xâm đều kiên trì gọi điện đến. Thời gian còn lại của cô đều là tập luyện và học thuộc kịch bản. Đến cuối tuần, trong lúc nhạc Yên Nhi còn đang nghĩ xem có nên trở về biệt thự Hoàng Đình hay không thì tài xế đã đến khu nghỉ dưỡng đón cô rồi, lên xe xong, Nhạc Yên Nhi khó hiểu hỏi thăm, "Gia dạ đình Sâm bảo anh đến đón tôi à?" "Đúng vậy, thiếu phu nhân, tối mai thiếu gia có chuyện rất quan trọng nên bảo tôi đến đón cô về." Nhạc Yên Nhi hiểu tính Gia dạ đình Sâm, đoán chừng hắn sẽ không nói gì nhiều với tài xế cho nên cũng không hỏi thêm nữa. Đợi về đến biệt thự Hoàng Đình rồi sẽ tự mình hỏi Gia dạ đình Sâm sau. Khi về đến nhà cũng là lúc ăn tối, Nhạc Yên Nhi chỉ có thể tạm thời nuốt xuống nghi vấn. Ăn cơm với Gia dạ đình Sâm, ăn xong cô không đợi được nữa mà hỏi ngay, dạ đình xâm, ngày mai có việc gì vậy, anh còn chưa nói gì mà đã để tài xế đến đón tôi rồi. Dạ đình xâm không trả lời, chỉ lấy ra một phong thư đưa cho nhạc yên nhi, nhạc yên nhi cầm lấy, mở phong thư ra, phát hiện bên trong là một bức thư mời màu trắng mà vàng. Trân trọng kính mời ngày dạ đình xâm tối mai đến hội quán Baker tham gia buổi bán đấu giá từ thiện. Vì một buổi bán đấu giá mà dạ đình xâm đặc biệt đón cô từ đoàn phim về. Chẳng lẽ, trong lòng nhạc yên nhi nhảy dựng một cái nắm chặt bức thư trong tay căng thẳng nhìn dạ đình sâm cái thế này có phải là dạ đình sâm trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng xen lẫn kích động mà trở nên đỏ bừng của cô hơi lạnh trong mắt biến mất thậm chí còn có mấy phần dịu dàng đúng vậy chiếc vòng cổ biển sao của mẹ cô nằm trong buổi bán đấu giá này được xếp vào những món đồ đấu giá cuối cùng chính là vào tối mai vừa nhắc tới mẹ vành mắt nhạc yên nhi lập tức đỏ lên cô nhìn dạ đình sâm nghiêm túc nói dạ đình sâm chỉ cần anh giúp tôi lấy lại được vòng cổ tôi có thể làm mọi thứ cho anh dạ đình sâm nhìn nhạc yên nhi trong mắt có phần thương tiếc biết cô gái này đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng chỉ vì chiếc vòng cổ kia cho nên hắn nhất định sẽ giúp cô vừa là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ yên tâm đi tôi đồng ý với cô nhất định sẽ lấy được vòng cổ về nhạc yên nhi lập tức nhảy lên từ trên ghế sofa vui vẻ ôm lấy dạ đình sâm dạ đình sâm Vô cùng cảm ơn anh, anh đúng là ngôi sao may mắn của tôi. Gia dạ Đình Sâm không quen với việc bị người khác chủ động gần gũi. Khoảnh khắc Nhạc Yên Nhi nhào đến, thân thể cứng ngắc, để mặc cho cô ôm lấy mình, thân thể mềm mại cùng hương thơm ngào ngạt khiến Gia dạ Đình Sâm lập tức có phản ứng. Trái tim cô đơn đã lâu, giờ phút này điên cuồng rung lên, tất cả đều chỉ vì một lần vô ý động chạm của cô mà thôi. Hóa ra sức ảnh hưởng của cô đối với hắn đã lớn đến thế rồi sao? Gia dạ Đình Sâm nở một nụ cười tự giễu nhưng không biết vì sao một người từ trước tới giờ đều ghét bị người khác làm ảnh hưởng như hắn kể cả hiện giờ đã ý thức được nhưng lại không ghét bỏ sự gần gũi của cô nhạc yên nhi đương nhiên không biết rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà nội tâm dạ đình sâm lại có nhiều ý nghĩ đến vậy cô chỉ là vui mừng quá mức không nhịn được nên mới dùng hành động để bày tỏ sự cảm kích đối với dạ đình sâm chứ trong lòng cũng không có ý nghĩ nào khác vì vậy nhạc yên nhi hoàn toàn không phát hiện ra dạ đình sâm có chỗ nào không đúng hào hứng hỏi có việc gì cần tôi làm không? Điều cô phải làm chính là tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai sẽ có người đến đón cô đi chọn lễ phục và trang điểm. Nhạc Yên Nhi giật mình, còn phải trang điểm nữa à? Cô chưa từng tham gia buổi bán đấu giá nào, lần đầu tiên biết được. Hóa ra những người có tiền như bọn họ lại để ý nhiều đến thế. Thời gian diễn ra buổi bán đấu giá là tối mai, trước đó có buổi tiệc từ thiện nên cần phải mặc lễ phục đến tham dự. Nhạc Yên Nhi gật đầu nói, "Được, tôi biết rồi." tối mai tôi còn có chút việc nên chắc sẽ đến muộn cô có thể đợi tôi cùng đi hoặc một mình đến buổi tiệc trước tôi muốn đến đó trước nhạc yên nhi chớp đôi mắt to tròn nhìn dạ đình sâm vừa nghĩ đến việc có thể nhìn thấy vòng cổ của mẹ nhạc yên nhi sao có thể ngồi yên được nữa đừng nói đợi đến đến tối mai cô còn muốn xông qua luôn bây giờ kia dạ đình sâm hiểu tâm trạng của cô cũng đoán ra được cô sẽ quyết định thế nào nói được tôi sẽ thu xếp người tối mai đưa cô qua đó trước đến lúc đấy cô đừng rời khỏi vệ sĩ, đợi tôi đến là được. Nói xong, Dạ Đình Sâm ý bảo Nhạc Yên Nhi cất thư mời đi. Thư mời này chắc không chỉ có một tấm thôi đâu nhỉ. Tôi cầm rồi anh còn có cái khác không? Vẻ mặt Dạ Đình Sâm lạnh nhạt, lại có phần kiêu ngạo. Tôi muốn vào, không cần phải có thư mời. Đúng rồi, lấy quy mô của LN, lấy địa vị của Dạ Thiếu. Ra vào một buổi bán đấu giá nho nhỏ kia sao có thể cần đến thư mời chứ? Nhạc Yên Nhi cất bức thư đi dạ đình sâm giống như đang suy nghĩ điều gì chậm rãi mở miệng nếu như tôi giúp cô lấy được vòng cổ về nhạc yên nhi cướp lời tôi biết anh đang lo gì anh yên tâm dù lấy được vòng cổ về thì giao dịch giữa chúng ta vẫn còn có hiệu lực tôi nhất định sẽ giúp anh đối phó với người trong gia tộc dạ đình sâm nghe vậy liền giờ khóc giờ cười điều hắn nghĩ tới vốn không phải là cái này hắn muốn hỏi cô nếu như hắn giúp cô lấy lại được vòng cổ rồi giữa hai người sẽ không còn ràng buộc nào liệu cô có muốn ở bên cạnh hắn nữa hay không nhạc yên nhi thấy dạ đình sâm không nói gì tưởng là hắn không tiện mở lời liền nói gia tộc các anh hành động chậm thật hơn một tháng rồi mà vẫn chưa cho người qua đây có phải anh lo là không giải quyết được trong vòng nửa năm lại đến thời hạn rồi thì tôi sẽ bỏ đi anh yên tâm tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này cho xong nếu như trong vòng nửa năm thật sự không giải quyết được nhiều hơn một hai tháng cũng chẳng sao dù gì thì tôi cũng không có bạn trai mà nhìn người trước mặt đầy nghiêm túc hứa hẹn Dạ đình sâm nuốt lại những gì định nói vậy nếu nhiều hơn một hai tháng mà vẫn không giải quyết được thì sao gia dạ đình sâm chăm chú nhìn gương mặt của nhạc yên nhi thản nhiên hỏi trên mặt nhạc yên nhi hiện lên vẻ rối rắm nghĩ một lúc gia dạ đình sâm tận tâm tận lực với chuyện của mình như thế cô cũng không thể làm qua quýt cho xong chuyện được liền cắn răng đáp vậy thì trong vòng một năm tôi cam đoan sẽ khiến người trong gia tộc anh tin rằng anh không phải là gay thế này đã được chưa đôi môi mỏng của dạ đình xâm hiện ra một nụ cười quyết rũ chết người. Được, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 127 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi cứ mãi nghĩ về buổi bán đầu giá ngày mai. Không tài nào ngủ được, dạng sáng mới mơ màng chợp mắt. Không biết có phải vì ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy hay không mà cô lại mơ thấy mẹ mình. Đó là năm cô 11 tuổi trong phòng bệnh người mẹ bị căn bệnh ung thư dày vò khiến khuôn mặt càng ngày càng tiêu tụy cô bé nhạc yên nhi ngoài người bên cạnh giường chỉ khóc không biết phải làm sao yên nhi mẹ yếu ớt gọi tên cô nhạc yên nhi vội vàng lau nước mắt ghé sát mặt vào nói với mẹ mẹ con ở đây bởi vì cơ thể mẹ có phản ứng kháng thuốc nên tinh thần vô cùng kém đôi mắt thất thần nhưng vẫn gắng gượng nhìn cô yên nhi con là một đứa bé kiên cường sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt nhưng kiềm chế không để nó chảy xuống gật đầu mạnh đầu nói mẹ mẹ yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân trên gương mặt người mẹ lộ ra nụ cười vui mừng nhưng lập tức nhíu chặt mày vì đau đớn nụ cười như hoa phù dung sớm nở tối tàn bởi vì ngắn ngủi nên vô cùng xinh đẹp người mẹ hít một hơi thật sâu dường như đang cố gắng đè nén cơn đau trong người sau đó lấy ra hộp trang sức tinh xảo từ dưới gối đưa cho nhạc yên nhi Yên Nhi, đây là quà mẹ tặng cho con. Nhạc Yên Nhi nhận lấy cái hộp, cẩn thận mở nó ra, dù gì thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô bé lập tức bị ánh sáng lộng lẫy làm cho giật mình qua một tiếng. Trong hộp là một chiếc vòng kim cương rất đẹp, những viên kim cương nhỏ được mài rũa tỉ mỉ, mỗi mặt cắt đều chiết xạ dạ ra ánh sáng rực rỡ, lóng lánh như sao trời. Chiếc vòng cổ này tên là biển sao, ông ngoại tặng mẹ năm mẹ 18 tuổi, ông hy vọng mẹ có thể đeo nó khi kết hôn tiếc là mẹ đã làm ông thất vọng, ông còn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ, cho đến giờ vẫn không chịu tha thứ cho mẹ. Yên nhi, mẹ hy vọng con sẽ không dẫm lên vết xe đổ của mẹ. Sau này có thể gả cho người thật lòng yêu con, con hãy đeo chiếc vòng này trong hôn lễ của mình, đến lúc đó dù mẹ không được nhìn thấy nhưng cũng sẽ an tâm. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhạc Yên Nhi là người thân duy nhất của mẹ. Bác sĩ cũng không giấu cô về bệnh tình của bà nên cô biết. Mẹ mình sắp không gượng nổi nữa rồi. Nghe thấy di ngôn của mẹ, mắt cô lại ửng đỏ ngập ngừng nói mẹ con biết rồi con nhất định sẽ đeo chiếc vòng cổ này trong hôn lễ của mình con là một đứa trẻ ngoan tiếc rằng mẹ không thể chăm sóc con được nữa mẹ đã liên lạc với cha con rồi ông ấy đã đồng ý với mẹ sau khi mẹ qua đời sẽ đón con về đến lúc đó con phải chung sống với người nhà mới cho tốt nhé đứa trẻ lúc nào cũng nghe lời như nhạc yên nhi lúc này lại lắc đầu nói không không có người nhà mới gì cả người thân của con chỉ có một mình mẹ thôi nụ cười của người mẹ có phần đau khổ. Đứa ngốc, đừng nói những lời này, để nhà họ cố nghe được sẽ đối xử không tốt với con. Nhạc Yên Nhi bướng bỉnh, đây đều là sự thực, sao con lại không được nói. Mẹ nằm viện nửa năm rồi mà ông ta không thèm đến xem lấy một cái. Ông ta làm cha cái kiểu gì vậy chứ, nói cho cùng đều là lỗi của mẹ. Mẹ không nhận ra, không biết lúc đó ông ấy đã kết hôn rồi, còn bỏ trốn với ông ấy. Không chỉ khiến người thân đoạn tuyệt quan hệ với mình mà còn hại con bao nhiêu năm nay thiếu tình thương của cha người mẹ nói đến đây nước mắt trào ra là mẹ hại con nhạc yên nhi nhào vào lòng mẹ vừa khóc cường nói to con không cần ba con chỉ cần mẹ là đủ rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc khung cảnh tiếp theo trong giấc mộng bị vỡ vụn bởi vì đoạn thời gian đó đối với cô mà nói ký ức vô cùng hỗn loạn mẹ mất rồi một mình cô không đủ khả năng lo liệu hậu sự lúc này cô mới gặp qua cha mình vài lần cố văn sinh cuối cùng cũng xuất hiện Cố văn sinh lo liệu hậu sự cho mẹ cô một cách đơn giản. Gần như mọi thứ đều cố gắng giản lược nhất có thể. Nhạc Yên Nhi mất đi người thân duy nhất, mỗi ngày đều ngây ngây ngô ngô mà khóc. Vì vậy càng không được cố văn sinh yêu quý, dù sao cũng là máu ngủ, không thể nào không mang tới cô. Cuối cùng ông ta vẫn đưa cô về nhà họ cố vào một ngày mưa âm u. Chuyện của cố văn sinh đã nói với bà cố rồi, nhưng khi bà ta thấy nhạc Yên Nhi, sắc mặt vẫn khó coi như tiết trời u ám. Đây là đứa con hoang kia à? Nhạc Yên Nhi nghe thấy những lời này liền run rẩy, vô tức chặt lấy bể cá trước ngực, trong bể cá có hai con cá vàng, trước đây được nuôi trong phòng bệnh của mẹ, bây giờ được cô mang đến nhà họ Cố. Cố Văn Sinh không có ý định vỗ về an ủi Nhạc Yên Nhi. Giọng nói của ông ta vẫn đầy vẻ thờ ơ, "Yên Nhi, chào hỏi đi." Nhạc Yên Nhi hạ giọng gọi một tiếng, "Phu nhân." Ánh mắt lạnh như băng của bà Cố quét một vòng trên người Nhạc Yên Nhi. Sau đó tầm mắt rơi vào bể cá trước ngực cô, nuôi chó đã đành, còn nuôi cả cá, sao nào, nhà chúng ta chuẩn bị mở sở thú đấy à, loại dơ bẩn nào cũng có thể vào trong hà, nhạc yên nhi sửng sốt, một cô bé còn nhỏ tuổi như cô còn chưa hiểu được cái gì gọi là chỉ cây dâu mắng cây hoè nhiều năm sau cô mới. Hiểu, nuôi cháu của bà cố, chính là nói cô, cố văn sinh không muốn làm vợ mình khó chịu nên ra lệnh cho nhạc yên nhi. Yên nhi, vứt bể cá đi, nhạc yên nhi nhìn hai người trước mặt, càng ôm chặt bể cá trước ngực hơn, thấy nhạc yên nhi dám chống lại mình bà cố cười lạnh một tiếng đứng dậy đi tới trước mặt cô giật lấy bể cá hung hăng ném xuống mặt đất bể thủy tinh vỡ vụn bọt nước văng tung tóe khắp nơi có mấy giọt nước lạnh buốt còn văng lên mặt cô nhạc yên nhi bỗng bừng tỉnh ngồi bật dậy thở hồn hền đột nhiên tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng nhạc yên nhi còn không rõ đây rốt cuộc là mơ hay là thực sờ lên gò má có vài giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô một cơn gió mát thổi vào nhạc yên nhi quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy trời đã dần sáng không biết mưa tí tách rơi từ lúc nào có mấy hạt mưa bụi bay vào trong phòng rơi trên khuôn mặt cô nhạc yên nhi chậm rãi hít sâu một lần nữa mới ép xuống được giấc mơ đáng sợ kia may mà cô đã trưởng thành rồi may mà hiện tại có thể tự chăm sóc bản thân mẹ con nhất định sẽ lấy lại được vòng cổ con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu nhạc yên nhi thì thầm vừa là nói với chính mình nhưng cũng là nói với người mẹ ở trên thiên đường lát sau trong phòng vang lên tiếng gõ cửa Mở trương nói vọng vào, thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, nhạc yên nhi giống như thường ngày, đáp, được, tôi xuống ngay đây, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 128 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Ngồi phía bên kia bàn ăn, dạ đình sâm trông thấy quầng thâm dưới mắt nhạc yên nhi, mở miệng hỏi, tối qua nghỉ ngơi không đủ à, nhạc yên nhi làm như không có việc gì, bình tĩnh ăn bánh mì nướng, không có gì tôi ngủ mơ thôi, chắc không phải là giấc mơ đẹp đẽ gì. Mới sáng sớm, dạ đình sâm cũng không gặng hỏi thêm. Ăn xong bữa sáng, chuông cửa của biệt thự Hoàng Đình vang lên, quản gia thẩm đi ra mở cửa. Nhạc Yên Nhi tưởng là Trần Lạc đến đón dạ đình sâm đi làm. Cũng không để ý, cứ bình tĩnh uống hết cốc sữa. Kết quả không nghĩ tới người nọ không phải đến tìm dạ đình sâm. Người phụ nữ ăn vận chuyện nghiệp tiến vào biệt thự, chào dạ đình sâm một cái rồi trực tiếp đi đến bên cạnh nhạc yên nhi. Chào hỏi cô, Xin chào phu nhân chủ tịch, nhạc yên nhi không ngờ cô ta lại đột nhiên nói chuyện với mình. Rất bị giặc sữa, khủ, khủ, xin chào, gia đình xâm không hài lòng nhìn nhạc yên nhi, uống chậm thôi, nhạc yên nhi nghi ngờ nhìn qua bên kia, hỏi, đây là, chẳng hiểu sao lại qua chào cô, cũng không có ai giới thiệu gì cho cô biết cả. Phu nhân chủ tịch, chào cô, tôi là Style Ngô Thiến Thiến, hôm nay sẽ là người phục vụ cho cô, nghe thấy câu hỏi của nhạc yên nhi. Ngô Thiến Thiến đáp lại rồi cung kính cúi người. Nhạc Yên Nhi chợt hiểu ra, là vì buổi tiệc tối nay à, nhưng tối mới bắt đầu mà, cần chuẩn bị sớm thế sao? Là như vậy, phu nhân chủ tịch, theo dự tính của chúng tôi về giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi cùng với thói quen sinh hoạt trong thời gian này của cô. Tốt nhất là hôm nay cô nên chăm sóc tóc, chăm sóc da cộng thêm một lần spa chuyên sâu để giảm đi mệt mỏi. Như vậy cô mới có thể giữ được vẻ mặt rạng rỡ cho buổi tiệc tối nay. Nhạc Yên Nhi sửng sốt, hóa ra người trong giới thượng lưu muốn đi ra ngoài đều phiền phức thế này sao bởi vì phải ra ngoài trang điểm thay lễ phục làm tạo hình nên nhạc yên nhi hôm nay không cần make up cũng không cần thay quần áo tùy ý ra ngoài với ngô thiến thiến trực tiếp lên xe đi thẳng tới công quán thục nữ suốt cả một buổi sáng cộng thêm buổi chiều nhạc yên nhi đều ở trong công quán thục nữ làm đủ mọi loại chăm sóc đợi đến lúc nhập tiệc trước hai tiếng đồng hồ chuyên gia cùng thợ trang điểm mới bắt đầu tạo hình giúp nhạc yên nhi lần này Style chọn cho nhạc Yên Nhi một chiếc váy liền màu chân trâu. Trong sáng yêu nhã lại không quá trang trọng cứng nhắc, nhạc Yên Nhi vừa mặc vào, ánh mắt họ liền sáng lên. Chính là bộ váy này. Còn về phần tóc, mái tóc dài của nhạc Yên Nhi được vấn lên một nửa. Lộ ra cần cổ duyên dáng như thiên nga, có mấy lọn tóc rủ xuống xương quai xanh, trông thanh thoát lại xinh đẹp. Sau khi việc chính đã hoàn thành, tầm mắt của Style và những người có mặt ở đây không cách nào rời khỏi nhạc Yên Nhi. Thợ trang điểm xúc động đẹp quá tôi thấy mình trang điểm cho cô cũng đều là dư thừa hết nhạc yên nhi không khỏi mỉm cười nói vẫn là cô trang điểm quá tuyệt chứ vừa tự nhiên lại vừa xinh đẹp tôi từng trang điểm cho rất nhiều ngôi sao có lẽ cô là người nhã nhặn nhất đấy đúng đúng hơn nữa lúc tạo hình đợi lâu đến thế mà không hề phàn nàn lấy một câu cả một ngày trời không hề sốt ruột với ai cũng đều khách khí mọi người đồng thanh khen nhạc yên nhi cũng có người thầm nghĩ trong lòng Nghe nói đây là người phụ nữ của Dạ thiếu, xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, chẳng trách nào Dạ thiếu lại thích cô ấy. Nói chuyện phiếm với mọi người mấy câu, xe đến đón Nhạc Yên Nhi đi dự tiệc cũng đến rồi. Dựa trên nguyên tắc vừa không muốn gây chú ý lại không muốn mất thể diện, Nhạc Yên Nhi từ chối đi xe thể thao của Dạ Đình Sâm mà để tài xế lái chiếc Lincoln. Dù gì thì chiếc xe này có vẻ hợp để đi dự tiệc hơn. Buổi bán đấu giá phải đợi đến 7 giờ mới bắt đầu. 5 giờ tối sẽ tổ chức một buổi tiệc tối ở hội quán Baker. Mục đích là để cho các nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp có cơ hội giao lưu, cũng là để chuẩn bị cho màn đấu giá sau đó. Lúc Nhạc Yên Nhi đến nơi cũng được coi là sớm, những nhân vật nổi tiếng chưa đến nhiều, có vài người đều đi cùng bạn tiệc đến trước cửa hội trường kiểm tra thư mời. Cô đi trên thảm đỏ, hòa vào dòng người đi vào bên trong, trông thấy những bóng lưng có đôi có cặp kia, không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ tới gia đình Sâm. Chợt nghĩ, nếu như đi cùng hắn thì tốt biết mấy nhạc yên nhi bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ vội vàng lắc đầu cố gắng xóa bỏ ý tưởng kỳ quái này rất nhanh liền đến lượt cô kiểm tra thư mời thưa cô mời cô xuất trình thư mời vô cùng cảm ơn bởi vì người đến đây đều là những nhân vật nổi tiếng có máu mặt trong giới thương nghiệp của thành phố a nên nhân viên đều cực kỳ khách khí lễ phép được nhạc yên nhi đáp lại tìm bức thư mời trong túi sách nhưng tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy lông mày nhạc yên nhi nhíu lại Quái, rõ ràng cô nhớ là mình đã bỏ vào túi rồi cơ mà. Nhân viên trông thấy lễ phục cùng với cách trang điểm của cô không giống với người thường, vẫn kiên nhẫn hỏi, có phải cô quên thư mời ở nhà rồi không à? Có cần gọi điện về hỏi một chút không? Nhạc Yên Nhi lắc đầu, không phải, tôi nhớ là đã mang theo rồi mà. Gia đình Sâm đưa một món đồ quan trọng như vậy cho cô mà cô lại làm mất. Nhạc Yên Nhi không khỏi sốt ruột, lục từng ngăn túi mà vẫn không tìm thấy thư mời đâu. Từng phút trôi qua, Người chờ đợi phía sau cô càng lúc càng đông, đây là ai thế, sao lại chắn ở cửa lâu như vậy, chẳng lẽ không có thư mời sao? Một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên sau lưng Nhạc Yên Nhi, vô cùng quen thuộc, Nhạc Yên Nhi quay đầu nhìn, lại là Bạch Nhược Mai, Bạch Nhược Mai mặc bộ lễ phục đuôi cá màu đen, Lâm Đông Lục đi bên cạnh cũng mặc vest cùng màu, hai người khoác tay nhau đứng trên thảm đỏ, y hệt đôi kim đồng ngọc nữ do trời đất tác thành. Nhạc Yên Nhi trông thấy hai người này cũng không có cảm xúc gì nhưng lúc Lâm Đông Lục nhìn nhạc Yên Nhi, đôi mắt tối sầm, ngay cả tay cầm thư mời cũng bất giác dùng lực. Thật ra Bạch Nhược Mai đã sớm nhận ra nhạc Yên Nhi. Có điều vẫn giả bộ che miệng hỏi, ai ra, là nhạc Yên Nhi đây mà, cô cũng tham gia buổi bán đấu giá này sao? Cô nhận một bộ phim mới được có mười mấy vạn nhỉ Đủ để tham gia đấu giá sao? Nhạc Yên Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, không cần cô phải bận tâm. Bạch Nhược Mai nhìn thấy nhạc Yên Nhi mặc chiếc váy trắng lộng lẫy gương mặt được trang điểm trang nhã tinh xảo đến nỗi thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trước cửa ra vào đến lâm đông lục cũng không ngoại lệ trong lòng cô ta liền không thoải mái bạch nhược mai dò xét nhạc yên nhi một lượt hỏi vậy sao cô không vào đi còn đứng ở cửa lâu như vậy hay là cô không có thư mời thực ra tôi có thể hiểu được cô mà chắc chắn cô nghĩ rằng kiểm tra thư mời sẽ không nghiêm ngặt đến thế có thể nhân cơ hội trà trộn vào bên trong phải không ai ngờ lại bị ngăn lại chỉ đành vờ như mình có thư mời thôi. Bạch Nhược Mai nói mấy câu xúi dục khiến ánh mắt nhân viên nhìn nhạc yên nhi thay đổi hẳn. Nhân viên kiểm tra vừa nãy còn khách khí mà bây giờ trong mắt đã có mấy phần ngờ vực. Thưa cô, cô có thư mời thật sao? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 129 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi bất đắc dĩ nói, tôi thực sự có mà, hơn nữa lúc ra khỏi nhà cũng nhớ rõ là đã mang theo rồi bạch nhược mai mềm mại rúc vào trong lồng ngực lâm đông lục yếu đuối nói vậy chúng tôi phải đứng đây chờ đến khi cô tìm thấy một cái thư mời không có thật sao tôi đi giày cao gót đứng như thế này thật là mệt mỏi quá đi mệt sao lâm đông lục nhìn thoáng qua người trong ngực dịu dàng nói chúng ta đi vào trong trước để em nghỉ ngơi nhé vâng bạch nhược mai dịu dàng đáp lâm đông lục ngẩng đầu tựa hồ không nhìn thấy nhạc yêu nhi ánh mắt lướt qua cô nói với nhân viên nếu vị tiểu thư này không tìm thấy thư mời vậy có thể để chúng tôi vào trước không nhân viên do dự một hồi lẽ ra điều này không đúng với quy tắc nhưng nhạc yên nhi cứ chậm trễ không lấy ra được thư mời người chờ đợi đi vào thì càng lúc càng đông suy nghĩ chốc lát rồi nói với nhạc yên nhi thưa cô có thể mời cô đứng sang một bên tìm thư mời không ạ à? theo như quy định của chúng tôi không có thư mời thì không được vào nhạc yên nhi cũng biết mình đứng đây không ổn cho lắm đành phải tránh ra hai bước đứng qua một bên nhân viên kiểm tra qua thư mời của lâm đông lục Bạch Nhược Mai nhỏ nhẹ gắt lên, "Đông Lục, phiền chết đi được, có mỗi việc vào trong thôi mà cũng lâu như vậy." Lúc Lâm Đông Lục nhìn cô ta, trên mặt tràn ngập sự yêu chiều, "Vất vả cho em rồi, đừng vội, chúng ta đợi một lúc là sẽ vào được thôi." Nhân viên có phần lúng túng thưa, "Lâm tiên sinh, ngài có thể vào được rồi." Lâm Đông Lục gật đầu, ôm Bạch Nhược Mai, ung dung đi vào trong, một tấc cũng không rời khỏi cô ta. Anh không hề nhìn Nhạc Yên Nhi, dường như không quen biết người này. Trong nháy mắt, bờ vai Bạch Nhược Mai lướt qua người Nhạc Yên Nhi, cô ta nở nụ cười khiêu khích, giống như một vị vương giả giành được thắng lợi, nhưng đúng lúc Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai sắp đi qua cửa, bỗng có một người đột nhiên kêu lên, "Thiếu phu nhân, thư mời của cô bị rơi trên xe." Không chỉ có Nhạc Yên Nhi vui mừng ngoảnh đầu lại, ngay cả Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai nghe thấy những lời này cũng dừng bước nhìn qua. Trong tay tài xế cầm bức thư màu trắng, chạy tới trước mặt Nhạc Yên Nhi, vừa thở hồng hộc vừa nói, "Tôi, tôi vừa nãy lái xe qua hai con đường rồi mới phát hiện ra thư mời rơi ở ghế sau liền vội vàng mang đến cho cô không làm lỡ việc của cô chứ nhạc yên nhi chân thành đáp tài xế đỗ cảm ơn anh nhiều nhé tài xế thật thà cười một tiếng không có gì đâu không làm lỡ chuyện của cô là được rồi bạch nhược mai nghe hai người nói chuyện lại nhìn thấy thư mời trong tay nhạc yên nhi trong mắt lóe lên sự độc ác bàn tay siết chặt lại sao vận khí của nhạc yên nhi lại tốt như thế Mỗi lần đều thuận lợi vượt qua được khó khăn, cô ta một chứng kiến cảnh Nhạc Yên Nhi té ngã mà khó đến như vậy sao? Bạch Nhược Mai hận đến mức răng lợi đều phát ngứa cả lên nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Nói, sao lại giống như đang quay phim truyền hình vậy nhỉ, tình tiết kịch tính như nào cũng đều có thể xảy ra. Còn trùng hợp như vậy, không biết thư mời này có phải thật không nữa? Nhạc Yên Nhi phớt lờ câu nói của Bạch Nhược Mai, đưa thư mời cho nhân viên, nhân viên mở ra, sau đó nhẹ nhàng ôi một tiếng, hỏi vị phu nhân này xin hỏi thư mời này là của cô sao nhạc yên nhi thành thật lắc đầu không phải đối với bạch nhược mai câu nói này chính là tiếng trời trong lòng cô ta mừng rỡ mở miệng nói với nhạc yên nhi yên nhi cô cũng thật là nếu như muốn tham gia buổi tiệc này thì cứ nói với tôi một tiếng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô chuẩn bị thư mời cần gì phải làm giả đâu bây giờ bị người ta phát hiện rồi đúng là khó coi mà đương nhiên dù nhạc yên nhi có đến tìm cô ta thì cô ta cũng sẽ không giúp đỡ cô Nhạc Yên Nhi nói tiếp câu vừa bị Bạch Nhược Mai ngắt lời. Không phải của tôi, là của chồng tôi, nụ cười trên mặt Bạch Nhược Mai cứng đờ. Ngay cả ánh mắt của Lâm Đông Lục cũng sững sờ. Chồng của Nhạc Yên Nhi, chẳng lẽ là chủ tịch của tập đoàn đế quốc LN? Dạ Đình Sâm, Dạ Đinh Sâm lại coi trọng Nhạc Yên Nhi như vậy. Đến buổi tiệc sang trọng thế này cũng để cô tham gia. Phải biết rằng, những người có mặt ở buổi tiệc này đều là những nhân vật nổi tiếng của thành phố A nếu như nhạc yên nhi lấy thân phận vợ của dạ đình sâm đến tham gia thì cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho cả thành phố a biết thân phận của cô không phải dạ đình sâm chỉ chơi đùa với nhạc yên nhi thôi ư sao lại nghiêm túc đến thế chứ trong mắt bạch nhược mai đều là vẻ không tin và khiếp sợ nhưng nhân viên kiểm tra chắc chắc không sai đâu anh ta đã xác định được tính chân thực của thư mời trong tay lại nhìn khí chất cùng với cách trang điểm của nhạc yên nhi trong lòng cũng đã tin lắm rồi chỉ là âm thầm hối hận vừa nãy sao lại không đối xử khách khí với cô một chút anh ta mất bò mới lo làm chuồng cung kính nói với nhạc yên nhi bà già xin cẩn thận bậc thang nhạc yên nhi biết rất rõ nhân viên này thay đổi nhanh như vậy đều là vì địa vị của dạ đình sâm nhưng cô cũng không muốn làm khó người khác gật đầu nói cảm ơn rồi ung dung đi vào bên trong lầm đồng lục và bạch nhược mai bởi vì việc vừa xảy ra mà vẫn đứng nguyên tại chỗ nhạc yên nhi đi tới lướt qua trước mặt hai người họ vẻ mặt của Lâm Đông Lục không thay đổi nhiều nhưng khi nhìn thấy nhạc yên nhi, sống lưng của anh cứng ngắc, cô nhìn hai người, cười nhạt, hai vị không đi vào trong à, đúng là kiên quyết muốn xem tôi xấu mặt nhỉ, sắc mắt của Bạch Nhược Mai trở nên khó coi, miến cưỡng giật khóe miệng coi như đang nở nụ cười, cô quá lời rồi, tôi chỉ sợ cô không vào trong được, đang nghĩ có thể giúp cô được gì không thôi, bà giả, bà già cô ta nhấn mạnh, không chỉ là xưng hô với nhạc yên nhi, cũng là đang nhắc nhở Lâm Đông Lục, lâm đông lục nghe thấy mấy chữ này ánh mặt càng lạnh lẽo hơn nhạc yên nhi không muốn cùng bọn họ dây dưa nở một nụ cười tao nhã nếu như hai vị đây thích xem kịch vậy thì đứng đây xem đi tôi đi vào trước hẹn gặp hai người tại buổi tiệc nói xong liền bước qua họ đi vào bên trong hội quán bạch nhược mai bị thái độ của nhạc yên nhi làm cho tức giận vì muốn duy trì hình tượng dịu dàng trước mặt lâm đông lục nên chỉ có thể đem nỗi uất ức kia nuốt xuống hờn dỗi nói đông lục cô ta thật quá đáng Sao có thể nói chúng ta như vậy chứ? Lâm Đông Lục nhẹ nhàng trấn an cô ta, "Đừng chấp nhặt với cô ấy, chúng ta cũng đi vào thôi." Bạch Nhược Mai thấy thái độ của Lâm Đông Lục đối với cô ta dịu dàng quan tâm như mọi ngày, lòng cũng dịu đi chút ít, cũng không khỏi có phần đắc ý. "Nhạc Yên Nhi, cô có thể bám vào gia dạ đình Sâm thì đã sao nào? Lâm Đông Lục mà cô yêu nhất, không phải là một lòng với tôi sao?" Nhưng không ai nhìn thấy, trong nháy mắt, đáy mắt Lâm Đông Lục lướt qua một tia tối đen, thâm trầm quỷ dị. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 130 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Buổi tiệc sắp bắt đầu. Giả tiệc của ngày hôm nay được tổ chức theo hình thức buffet. Tự lấy thức ăn và rượu. Có thể lựa chọn dùng cơm ở bàn ăn. Cũng có thể cầm rượu đi quanh hội trường. Đến tham dự buổi giả tiệc này đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn. Mọi người đều hy vọng có thể mở rộng mối quan hệ. Quen biết thêm nhiều người cho nên cả sảnh lớn đều nhộn nhịp vô cùng dường như không có ai lựa chọn ngồi ăn ở sảnh phụ vắng vẻ cả trong đó tất nhiên không bao gồm nhạc yên nhi dù sao dạ đình sâm vẫn chưa tới cả hội quán baker đều không có mấy người cô quen biết nhạc yên nhi vui vẻ ngồi một bên dùng bữa không thể không nói trong hội quán sang trọng này thức ăn cũng ngon hơn bên ngoài rất nhiều nguyên liệu cao cấp nấm tùng nhung gan ngỗng tôm hùm úp các loại dường như lấy mãi không hết cứ có người lấy đi một phần nhân viên phục vụ ngay lập tức sẽ bổ sung thêm lúc này nhạc yên nhi vô cùng biết ơn thợ trang điểm chọn cho cô bộ váy dài không bó chặt lấy eo này khiến cô có thể thoải mái ăn uống mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tạo hình tổng thể bởi vì người ở sảnh phụ rất ít cộng thêm nhạc yên nhi quá mức xinh đẹp thu hút ánh mắt mọi người nên ngay cả nhân viên cũng chủ động phục vụ cô vừa nhìn thấy gan ngỗng trong đĩa cô sắp hết một nhân viên lập tức bưng tới đĩa nữa phu nhân mời cô dùng Nhạc Yên Nhi giật mình, cảm ơn anh, cô cần thêm gì cứ gọi tôi một tiếng là được, không phải đứng dậy đi lấy đâu. Được, vậy thì cảm ơn anh nhé. Nhạc Yên Nhi ở bên này ăn rất vui vẻ mà trong sảnh lớn phía bên kia cũng xảy ra một số chuyện. Những nhân vật nổi tiếng trong thương giới trò chuyện vui vẻ với nhau. Phụ nữ đeo châu báu quý giá, đàn ông cầm ly rượu trên tay, ai nấy đều rạng rỡ người người dưới ánh đèn. Cả sảnh náo nhiệt ngợp trong vàng son, Lâm Đông Lục và Bạch Nhược Mai đứng cùng với nhau trong tay đều cầm ly rượu vang, trông họ quả thực giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Một vài người vây quanh bọn họ hệt như sao vây quanh mặt trăng. Âm thanh cực kỳ hâm mộ vang bên tai không ngớt, sau mười mấy ngày không gặp mà nhược mai lại đẹp hơn thế này. Chắc chắn là đông lục chăm sóc cho cậu tốt quá mà. Nghe nói bây giờ nhược mai không diễn mấy cảnh ôm hôn nữa rồi. Chắc là vì đông lục nhỉ, thật khiến người khác hâm mộ quá đi thôi. Đúng rồi, hai người đúng là trời sinh một cặp nhìn thế nào cũng đều thấy xứng đôi không chịu được đính hôn lâu như vậy rồi chuẩn bị khi nào thì kết hôn đấy bạch nhược mai giống như đang thẹn thùng khẽ nghiêng mặt ra vẻ oán trách bạn tốt sao lại nói thế cứ như tớ là gái ế vậy người nọ quay sang nói với lâm đông lục đông lục thế này là anh không đúng rồi người con gái tốt như nhược mai mà anh còn không mau lấy về nhà đi không sợ cậu ấy chạy mất sao thật ra đây là những lời bạch nhược mai dặn dò lúc trước cô ta không thể tự mình bức hôn Lâm Đông Lục nên đành nói bóng nói gió qua người khác. Lâm Đông Lục cầm ly, nhấp một ngụm rượu vang, nghe thấy những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, đương nhiên không sợ, tình cảm của chúng tôi lẽ nào đến cả thời gian thử thách ngắn như vậy cũng không vượt qua nổi sao. Nghe xong, nụ cười trên gương mặt bạch nhược mai khẽ cứng lại, thầm cắn chặt răng, Đông Lục, anh nói như vậy là không đúng rồi, dù sao nhược mai cũng là con gái. Quãng thời gian đẹp đẽ của con gái có mấy năm đâu chứ? nếu anh là một người đàn ông có trách nhiệm hẳn là nên cưới cậu ấy sớm một chút hai người cũng có thể sớm sinh quý tử lời này có phần vượt qua giới hạn nhưng bạch nhược mai lại không mở miệng ngăn cản trái lại cũng chờ đợi câu trả lời của lâm đông lục lâm đông lục cũng không phủ nhận gật đầu nói điều cô nói tôi cũng nghĩ tới rồi yên tâm đi tôi sẽ cho nhược mai một hôn lễ long trọng chắc chắn không để cô ấy thiệt thòi đâu vẻ mặt lâm đông lục mang theo ôn nhu cùng cưng chiều hoàn toàn là một người bạn trai kiểu mẫu hoa wow, người ta phát cầu lương này thật khiến người khác hâm mộ mà thật là hai người này ân ân ái ái như vậy mà tôi lại đố kỵ không nổi bởi vì xứng đôi quá đấy người xung quanh lại rộn cả lên bạch nhược mai mỉm cười trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm cho dù thế nào có lời này của lâm đông lục ít nhất cũng chứng minh trong lòng anh có cô ta lúc mọi người đương cười cười nói nói cửa sành lớn đột nhiên được mở ra cả sành bỗng chốc lặng như tờ một người đàn ông cao to mặc vest thẳng tắp tiến vào. Dù rất đẹp trai nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt đen như ngọc vừa sắc bén lại vừa sóng sánh. Cả người tản ra khí chất bể nghệ thiên hạc. Người vừa đến chính là dạ đình sâm. Sảnh lớn trầm mặc trong phút chốc rồi lại xôn xao cả lên. Đây là dạ thiếu sao? Trời ơi, tôi còn chưa bao giờ được gặp dạ thiếu. Không ngờ hắn không chỉ trẻ tuổi, yêu tú mà còn quyến rũ thế này. Không ngờ dạ thiếu lại đích thân tham gia buổi đấu giá lần này. Trời ạ, à, tôi lại càng có hứng thú với buổi đấu giá này hơn. Dạ Đình Sâm không để ý tới những lời bàn tán, ung dung sải bước, dường như không để ý tới bất cứ điều gì, đôi mắt Phượng nhìn thẳng về phía trước, ít có ai dám đối diện với ánh mắt đó, đến cả những người xung quanh Bạch Nhược Mai cũng lặng yên. Tựa hồ đang nín thở trông theo Dạ Đình Sâm, nhưng ánh mắt hắn lại không nhìn bọn họ lấy một cái, đi thẳng vào giữa sảnh, dừng trước mặt người đàn ông mặc vest may tủ công, ngài Baker, đã lâu không gặp. Giả dạ Đình Sâm đứng lại, bắt tay với Baker tiên sinh, dùng giọng lân đần êm tai chào hỏi. Baker chính là chủ nhân của hội quán Baker này, tọa lạc tại địa giới thương nghiệp đắt đỏ nhất thành phố A cùng với phòng đấu giá có tiềm năng nhất. Thậm chí trong hai hãng bán đấu giá lớn nhất thế giới đến từ Anh là Sotheby và JC ông ta cũng có cổ. Phần, nhìn thấy Giả dạ Đình Sâm, Baker tỏ ra rất mừng, lập tức đưa rượu vang cho người phục vụ bên cạnh, sau khi bắt tay cũng thuận thế ôm lấy Giả dạ Đình Sâm. Ôi sâm yêu quý của tôi lần trước gặp anh vẫn là đang ở sơ bên anh công việc của anh quá bận tôi muốn gặp cũng không hẹn được thời gian không ngờ hôm nay anh lại đích thân đến tham gia buổi bán đấu giá của tôi trời ơi tôi thật sự rất vui trước đây bởi vì công việc của dạ đình sâm rất bận hội quán baker đều đưa đồ đấu giá đến thản ln sau khi dạ đình sâm chọn ra những thứ mình muốn trực tiếp thêm 10% vào mức cao nhất lần này dạ đình sâm lại tự mình tới đây đã là vô cùng nể mặt baker rồi đương nhiên phải đến rồi hôm nay có món đồ tôi đang cần ngữ khí của dạ đình sâm nhàn nhạt lại lộ ra sự quả quyết không thể nghi ngờ bây cơ tiên sinh thích thú hỏi không biết thứ thần kỳ gì lại có thể khiến anh đích thân tới đây sau này tôi nhất định sẽ thu thập những món đồ tương tự như thế là một chiếc vòng cổ vợ tôi muốn có nó nên tôi tới đây giúp cô ấy đấu giá trên mặt bây cơ lộ ra sự ngạc nhiên trời đất ơi anh có vợ rồi sao là người con gái xinh đẹp nào thế mau giới thiệu cho tôi biết đi Cô ấy đến hội quán trước tôi, bây giờ tôi cũng đang tìm cô ấy. Nói đến đây, Dạ Đình Sâm khẽ cau mày, lúc hắn tiến vào hội trường, ánh mắt đã quét qua một lượt nhưng không thấy Nhạc Yên Nhi. Vậy thì cô ấy ở đâu? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 131 của tác phẩm Kết hôn chớp nhoáng tổng tài Ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi được Dạ Đình Sâm và Baker nhắc tới lúc này đã ăn uống no nê rồi. Không có ai đến làm phiền lại không cần đi xã giao nhạc yên nhi đánh chén rất vui vẻ quên cả việc khống chế cân nặng ăn xong còn uống thêm một ly rượu mùi nhân viên phục vụ mang tới cô hạnh phúc đến híp cả mắt lại sau đó lau miệng một cách tao nhã đứng dậy chuẩn bị đi dạo quanh hội quán không thể không nói hội quán baker không hổ danh là nơi cao cấp của thành phố a khắp nơi không chỉ trang hoàng đẹp đẽ sang trọng không hề có hương vị nhà giàu mới nổi mà ngược lại còn mang theo hơi thở nghệ thuật từng cái bình hoa trong hội quán đều được vận chuyển từ châu Âu theo đường hàng không. Những đoà hoa cắm bên trong cũng được thay mới vào mỗi buổi sáng. Trên trần nhà ngoài hành lang, phù điêu được khắc bởi chính tay những bậc thầy beo dầm. Tất cả đều đẹp đẽ và vô cùng xa hoa. Nhạc Yên Nhi vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm những bức phù điêu. Không nhịn được tán thưởng, không ngờ lúc này va phải thứ gì đó. Lực va chạm cực mạnh khiến cô lùi về sau hai bước. Nhạc Yên Nhi đi giày cao gót, vất vả lắm mới đứng vững được. Ngẩng đầu, trông thấy một ông chú trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Khuôn mặt béo ị, ánh mắt mơ màng vì uống say, mang đến cho người khác cảm giác không đàng hoàng. Về lý mà nói, nhạc yên nhi ngẩng đầu ngắm phù điêu, người trước mặt có thể thấy được động tác của cô, chỉ cần đi trách về phía bên cạnh là có thể tránh được va chạm. Nhưng người đàn ông này lại đụng thẳng vào cô, vừa nãy hai người va chạm nhau không nhẹ, nhạc yên nhi quả thực có điểm nghi ngờ người này cố tình. Có điều ông chú này cũng chịu thiệt rồi, ly rượu vang ban đầu cầm trên tay bởi vì cú va chạm bất ngờ mà đổ hết lên người. Trước ngực áo bộ tây trang màu xám cho thấm một khoảng đỏ sẫm. Vì vậy Nhạc Yên Nhi vẫn xin lỗi trước, ngại quá, và phải ông rồi, vừa nãy tôi không để ý xung quanh. Gã cười ha ha, trên mặt càng lúc càng thể hiện rõ sự bỉ ổi, chỉ vào vết rượu trước ngực, nói, và phải tôi cũng là chuyện nhỏ thôi, nhưng bộ quần áo này do nhà thiết kế đẳng cấp của Italy may thủ công. Là bộ vest mà tôi thích nhất, cú va của cô làm nó hỏng mất rồi. Đau lòng quá đi, nhạc yên nhi đánh giá một lúc, từ đường may nét cắt có thể nhìn ra bộ vest này đúng là không tầm thường. Trong lòng càng thêm áy náy, có lẽ tôi không đền nổi bộ quần áo của ông, nhưng cũng không phải là không thể giặt sạch vết rượu vang. Tôi sẽ gửi ông tiền giặt là, ông xem thế có được không? Nhưng gã lại cười, lắc đầu nói, tiệc rượu vừa mới bắt đầu thôi, một lát nữa còn có buổi bán đấu giá, tôi có thể mặc bộ quần áo bẩn này cả một buổi tối sao? cô nói xem mặt mũi tôi để đi đâu được thế này đi tôi cũng không bắt cô phải đền cô lau cho tôi thì chuyện này coi như xong nhạc yên nhi nhíu mày cứ thấy gã ta không tốt lành gì rượu đổ cũng đã đổ rồi sớm đã thấm sâu vào vải làm sao mà lau đi được nhưng suy cho cùng thì chuyện này cũng là lỗi của cô không nhìn kỹ đường làm hỏng mất bộ đồ đắt giá như thế nếu như thật sự phải bồi thường cô cũng không đền nổi bây giờ đối phương đã mở đường có ý tư lỗi cho cô nếu cô còn không chịu thì đúng là không biết điều may là trong túi sách của nhạc yên nhi có khăn giấy cô rút một tờ giơ tay về phía trước ngực của người kia lau giúp gã kết quả nhạc yên nhi vừa mới giơ tay ra còn chưa chạm đến quần áo đã bị gã túm lấy bộ vest của tôi đắt như thế sao có thể lau bằng loại khăn giấy rẻ tiền này chứ phải dùng thứ mềm mại nhất để lau mới được chạm được vào đôi bàn tay mềm mại nên gã không còn tiếp tục che giấu dục vọng trần trụi trong mắt nữa nhạc yên nhi bị đôi bàn tay dơ bẩn kia nắm lấy nổi hết cả da gà lập tức dùng hết sức rút tay về không ngờ gã đã sớm có dự mưu nắm tay thật chặt khiến cô cố hết sức nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được bỏ tay ra tôi bồi thường theo giá tiền là được rồi nhạc yên nhi không thể nhịn được nữa cũng không muốn tỏ ra lịch sự làm gì tên quỷ háo sắc này rõ ràng là muốn sàm sỡ cô cũng trách cô ngốc nghếch đi tin lời gã lại còn lau giúp gã gã đàn ông này không để tâm đến việc cô dãy rùa. còn cho rằng cô đang ve vãn bàn tay như móng heo một bên nắm lấy tay cô một bên kéo cô vào lồng ngực mình tôi không thiếu tiền căn bản không cần cô bồi thường cô gái nhỏ da thịt mềm mại như cô chỉ có dùng tay mình lau giúp tôi mới coi như là không xỉ nhục bộ vest này nắm lấy tay cô cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới xúc cảm tuyệt vời mềm mại như không có xương cốt và làn da nhãn mịn đôi mắt híp của gã không kìm chế được liếc nhìn thân thể nhạc yên nhi tỉ mỉ dò xét từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra gã không nhịn được mà liên tưởng đến cơ thể mềm mại phía dưới bộ váy này quả thật đã lâu lắm rồi chưa từng thấy cô gái nào khiến gã rung động như vậy thật ra ban nãy gã đã nhìn thấy nhạc yên nhi từ xa trông thấy cô đang ngẩng đầu lộ ra cần cổ cùng xương quay xanh xinh đẹp cặp mắt to tròn thấp thoáng sự kinh ngạc sen lẫn vui vẻ khi chất xuất chúng kia thoáng tai đã thu hút tầm mắt gã dõi theo. Đặc biệt là sự thuần khiết, trong sáng trên người cô giống như một đóa sen mới nở. Vừa nhìn đã biết là trước giờ chưa có ai chạm vào. Trên giường, gã thường gặp loại phụ nữ quyến rũ nên trông thấy bông hoa bạch trà sạch sẽ này. Thực sự khó mà giữ được lòng mình. Thậm chí bây giờ mới chỉ vuốt ve tay cô thôi nhưng gã đã thấy cơ thể mình có phản ứng. Nhạc Yên Nhi còn đang liều mạng dãy ra. Ông buông tôi ra, ở nơi công cộng ông muốn làm gì hả? còn không buông ra tôi gọi bảo vệ đấy. Gã đàn ông nhếch mép, cười, để lộ hàm răng vàng. Cô gọi đi, xem có ai quan tâm không? Tôi là ông chủ của thương mại quốc tế An Bình. Đến ngày Baker cũng phải nể tôi mấy phần. Tôi nhìn chúng người trong hội quán chẳng phải là chuyện rất nhỏ sao? Tôi khuyên cô nên biết điều thì hơn. Đi theo hầu hạ tôi cô còn sợ chịu thiệt à? Vừa nói vừa giơ tay muốn đặt lên eo của nhạc Yên Nhi. Sức gã rất mạnh, nhạc Yên Nhi không thể thoát ra được chợt nghĩ tới đôi giày cao gót 8cm của mình. Cô cắn môi, dẫm mạnh lên chân gã, gã đàn ông bị đau, lập tức cúi người xuống, buông lỏng tay nhạc yên nhi ra. Ai ra, chân của tôi, nhạc yên nhi được giải thoát, đâu dám ở lại lâu. Cô nhanh chóng xoay người bỏ chạy, hành động này đã chọc giận gã đàn ông kia. Vừa nãy là vì thương hoa tiếc ngọc nên gã mới duy trì phong độ. Lúc này không còn sót lại chút gì, giận dữ quát tên vệ sĩ sau lưng. Đi, mau bắt con đàn bà kia về cho tao. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 132 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi mặc một bộ lễ phục đắt tiền, còn đi đôi giày rất cao, vốn dĩ chạy không được nhanh, mới được mấy bước đã bị hai tên vệ sĩ một trái một phải tóm lấy. Đẩy cô đến trước mặt gã đàn ông nọ, cô cắn răng, tức giận nhìn gã, hô lên, ông muốn làm gì, như vậy là phạm pháp đấy, ông không biết sao, dù ông có thể rời trò ở hội quán bay cơ nhưng lẽ nào cả thành phố a ông cũng có thể tùy ý ông chắc tuy người ở sảnh phụ không nhiều nhưng vì tranh chấp động tĩnh quá lớn nên cũng có không ít người dừng bước nhìn về bên này người vây quanh càng lúc càng đông khiến nhạc yên nhi thêm phần tự tin cô nhìn một vòng muốn tìm kiếm sự trợ giúp nhưng lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình đều không giống nhau có thương cảm có diễu cợt cũng có bàng quan hả hê chẳng ai có ý định ra tay giúp đỡ cô trong lòng nhạc yên nhi lạnh ngát gã đàn ông cũng thấy đám đông đang vây xem nhưng lại không để ý cười ha ha ngay cả tôi mà cô còn không nhận ra chắc cô cũng không phải con nhà danh giá gì cô còn không đi nghe ngóng xem ngô năng tôi là ai chỉ cần tôi dậm chân một cái là cả thành phố a đều rung truyền ở đây trừ gia dạ đình sâm ra tôi còn chưa để ai vào mắt đâu cô gái tôi khuyên cô không nên vùng vẫy nữa đừng chọc cho tôi không vui nghe thấy tên của gia dạ đình sâm ánh mắt nhạc yên nhi bỗng sáng lên nếu ông đã biết Dạ Đình Sâm thì có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của Dạ Đình Sâm, ông mau thả tôi ra, để anh ấy biết được. Ông không xong đâu." Trong lòng Nhạc Yên Nhi thực sự không muốn cáo mượn oai hùm. Dùng danh nghĩa của Dạ Đình Sâm như thế, nhưng giờ bị ép không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ đành thầm xin lỗi hắn, nhưng mà lời vừa thốt ra, Ngô Năng không chỉ không buông tha cho cô, ngược lại còn giống như là nghe phải chuyện hài hước, gã cười lớn, nói với người bên cạnh, "Ha ha ha ha." anh nghe thấy cô ta nói chưa cô ta nói mình là vợ của dạ đình sâm đấy ha 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 buồn cười chết mất cô thật sự bị ép đến phát điên rồi nói đến người khác thì thôi đi lại còn nhắc đến dạ đình sâm đám người vây quanh cũng xì xào bàn tán đúng là không biết sống chết lại còn nhắc tới tên dạ đình sâm cô gái này sợ đến ngốc rồi thà nói mình là người của âu thiếu còn hơn chết cười mất thôi không ngờ cô ta ngu xuẩn đến mức đấy ai mà dám đắc tội với ngô năng vì cô ta chứ những lời đàm tiếu cùng chế diễu lọt vào tay nhạc yên nhi cộng thêm vẻ mặt thờ ơ của ngô năng khiến nhạc yên nhi nôn nóng cô nói tôi chính là vợ của dạ đình sâm nếu không tin ông có thể đi hỏi trong mắt ngô năng người đẹp này khăng khăng nói mình là vợ của dạ đình sâm chẳng qua chỉ là cố gắng để thoát thân thôi vậy nên gã cũng không quan tâm đến thời gian nhẫn nại cười nói nghe cô nói là biết cô chưa từng gặp dạ thiếu rồi dạ thiếu bận trăm công ngàn việc sao có thể đích thân đến những nơi thế này được để tôi nói cho cô biết tại sao mọi người không tin lời cô nói nhé. Là vì cả giới thượng lưu ở thành phố A đều biết dạ thiếu không có hứng thú với phụ nữ. Nhạc Yên Nhi không biết phải làm sao, lúc này luận võ, cánh tay mấy tên vệ sĩ này còn to hơn đùi cô. Luận văn, tên ngô năng này căn bản không nghe cô nói, hơn nữa cô cũng không có đủ chứng cứ chứng minh thân phận của mình. Lúc này cứ như là cô đang ăn nói lung tung vậy. Cứ coi như sau này dạ đình xâm biết chuyện thì cũng đã muộn. Đến lúc đó cô cũng đã chịu nhục rồi có đi truy cứu tên ngô năng này đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngô năng trông thấy trong mắt nhạc yên nhi hiện lên sự tuyệt vọng. Không nhịn được cười vui vẻ. Tôi không ép cô, bọn tôi chỉ là đang nhìn nhận đúng sai từ bản chất sự việc thôi. Cô làm bẩn quần áo tôi thì nên trả giá chứ. Tôi cũng không bắt cô phải bồi thường. Chỉ cần cô lau cho tôi, chịu nhận lỗi của mình thì tôi đảm bảo sẽ thả cô đi. Nói đến đây, trong mắt ngô năng lướt qua một tia ác ý. Vất tay ra hiệu cho vệ sĩ mang một cái ghế đến gã nghênh ngang ngồi xuống trước mặt bao nhiêu người, rõ rành rành là đang đợi nhạc yên nhi đến lau. Đừng mơ, nhạc yên nhi tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, chỉ có thể nói ra mấy từ này từ trong kẽ răng. Không muốn lau cũng được, cái này cũng đơn giản thôi. Ngô năng cố ý xuyên tạc lời cô, nâng ly rượu lên, đổ đầy vào phần dưới thân mình. Ung dung bảo, không lau quần áo thế thì lau chỗ này đi. Nhạc yên nhi sợ ngây người, đây không phải là giở trò lưu manh, đùa bỡn cô trước mặt mọi người sao. Tên biến thái khốn khiếp này, Nhạc Yên Nhi nhìn về phía kia, Ngô Năng có thể nhìn ra được sự xấu hổ cùng ngây ngô trên người Nhạc Yên Nhi. Trong lòng càng vui vẻ hơn, gã âm thầm đưa mắt ra hiệu cho hai vệ sĩ, bọn vệ sĩ giữ chặt, lấy cánh tay Nhạc Yên Nhi, lôi cô đến bên cạnh Ngô Năng. "Các người buông tôi ra, buông ra." Nhạc Yên Nhi sắp tức điên rồi, loại người mà hành vi vô sỉ hạ lưu nào cũng đều làm ra được. Nếu cô lau cho hắn thật, thì đêm nay chạy trốn làm sao nữa? cánh tay của hai tên vệ sĩ như thanh sát, cô không có cách nào giấy dụa thoát ra, được, thậm chí họ còn không mảy may nhúc nhích khi cô vùng vẫy. Bất kể cô có cố gắng thế nào, khoảng cách với ngô năng lại càng lúc càng gần, một tên vệ sĩ cầm lấy tay phải của cô ấn xuống nơi dơ bẩn kia của ngô năng. Trông thấy càng ngày càng gần, vành mắt nhạc yên nhi ửng đỏ, cắn chặt răng, tay, tay sắp chạm vào rồi, người xung quanh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, mang theo vẻ mặt tràn ngập hứng thú chính vào lúc mọi người đều tưởng rằng sắp đến đoạn cao trào. Nhìn thấy tay của nhạc yên nhi càng lúc càng gần, hướng gió bỗng biến đổi, nhạc yên nhi không thoát được liền rơi chân lên, hung hăng đạp mạnh một cái, cả người ngô năng lẫn chiếc ghế đều bị đạp đổ trên mặt đất. Quan trọng là, cô đạp vào vị trí kia, ngô năng nằm trên mặt đất, đau đến mức lăn qua lộn lại, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mẹ kiếp, a a a, đau, trứng, trứng sắp vỡ rồi cú đạp này làm những người đàn ông ở đây đều thấy sợ. Cảm giác được phần dưới của mình đau âm ỉ, hai tên vệ sĩ cũng bị dọa cho ngu người, không ngờ Nhạc Yên Nhi lại hung hãn như vậy, lợi dụng khoảng trống, Nhạc Yên Nhi đá rơi đôi giày cao gót, mau chóng chạy về hướng ngược lại, trên mặt Ngô Năng nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt, trông thấy Nhạc Yên Nhi chạy mất, nghiến răng nghiến lợi hét lên, đám vô dụng chúng mày, con mẹ nó, mau bắt con bé kia lại cho tao, tao không giết nó không được vệ sĩ làm theo lệnh gã, còn ngô năng cố gắng ngồi dậy, không ngờ còn chưa ngồi thẳng người thì một đôi giày da đã từ trên trời giáng xuống. hung ác dẫm lên mặt gã, ngô năng chịu nhục nhã trước mặt mọi người, vốn đã tức đến phát điên rồi, bây giờ thân dưới đang rất đau đớn, không có sức phản kháng nữa, chỉ có thể để mặc cho đôi chân kia dẫm lên mặt mình. Khiến gã càng thêm nhục, ngô năng tức giận gào lên, ai, đứa nào chán sống à, dám dẫm lên mặt bố mày, không muốn sống nữa à bố giết chết mày đấy đồ khốn nạn, nghe thấy lời gã, người kia dây dây đôi giày ra, đổi lại, ngô năng càng thêm đau đớn rên lên, gã còn đang định uy hiếp thêm, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng mang theo sự tức giận vô biên vang lên từ phía trên. Ngô năng, người của tôi mà ông cũng dám động vào, chắc ông không muốn sống nữa rồi nhỉ, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 133 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Ngô năng lập tức cứng đờ người quên cả việc giấy rùa. Giọng nói này, quá quen thuộc, trong lòng ngô năng run lên, ra sức an ủi bản thân, sẽ không phải là người đó đâu, sẽ không đâu, từ động tác cứng ngắc của ngô năng dường như có thể đoán ra được trong lòng gã đang nghĩ gì. Người kia nhấc chân ra, ngô năng cuối cùng cũng có thể mở mắt, từ góc độ của một con kiến nhìn lên, người đàn ông mặc bộ vest phẳng phiêu, bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, dưới ánh đèn giống hệt thần thánh dáng trần, dung mạo vô cùng anh Tuấn nhưng đôi mắt phượng nhìn từ trên cao xuống lại mang theo lãnh ý chết người quả thật là dạ đình sâm ngô năng nuốt nước bọt hồi tưởng lại những lời dạ đình sâm vừa nói ban nãy hắn nói cái gì mà người của tôi mà cũng dám động vào chắc ông không muốn sống nữa nhỉ con mắt chỉ bằng hạt đậu xanh của ngô năng thoáng chốc trợn trừng lên người của hắn người phụ nữ kia ư lẽ nào cô ta là vợ dạ đình sâm thật sao ngô năng ông có còn nhận ra tôi không giọng nói của dạ đình sâm vẫn lãnh đạm như mang theo xương tuyết nhưng nghiêm lão đứng phía sau dạ đình xâm biết rất rõ. Thiếu gia giận thật rồi, ngô năng lăn lộn trong giới làm ăn nhiều năm như vậy. Đương nhiên biết rõ người nào không thể chọc tới, không ngờ hôm nay tự mình lại đá trúng khối thép cứng này. Thầm kêu một tiếng đen đuổi, tuy nhiên trong lòng gã cũng không quá lo, suy cho cùng gã vẫn chưa kịp làm gì nhạc yên nhi. Bản thân ngược lại còn bị cô đá bị thương, dù có là dạ đình xâm thì chắc cũng phải nói lý lẽ chứ nhỉ. Dạ, dạ thiếu, đã lâu không gặp, Ngô năng nhe răng trợn mắt vì đau, chỉ có thể miễn cưỡng giật khóe miệng coi như là đang nở nụ cười. Không ngờ lại gặp anh vào lúc này, dạ đình xâm hoàn toàn không để ý đến gã, đôi mắt lạnh lẽo quét một vòng qua đám người xung quanh. Ánh mắt như băng tuyết khiến trong lòng bọn họ đều dùng mình một cái. Các vị vui vẻ quá nhỉ, rất tốt, đều đứng một bên chứng kiến cảnh vợ tôi bị bắt nạt. Những người này đều là người có máu mặt của thành phố A nhưng cũng bị áp bức trước khí thế và ánh mắt của dạ đình. Xâm, thậm chí còn không ai dám thở mạnh nếu các vị đã xem xong kịch rồi vậy thì nhờ các vị giúp tôi một chuyện mọi người vội vàng nói giả thiếu cứ việc giao phó các vị đã xem kịch hay rồi thế thì phiền mọi người lau cho sạch quần của ngô tổng đi vừa dứt lời trên mặt mọi người đều lóe lên vẻ khó xử nhưng không ai dám đáp trả một câu nào giả dạ đình sâm lãnh đạm bổ sung thêm hai chữ dùng chân dùng chân trả quần cho ngô năng vậy chẳng phải là cú đoạn tử tuyệt tôn như lúc nhạc yên nhi bỏ chạy sao Dạ đình xâm phân phó xong liền có mấy người đàn ông mặc vest đen đè ngô năng bị dọa ngây người xuống. Tầm mắt lạnh như băng quét một vòng, đôi môi mỏng mở hé, phun ra ba chữ, ai làm trước, trong lòng bọn họ đều đang cân nhắc. Tuy rằng về sau sẽ đắc tội với ngô năng, nhưng vừa rồi bọn họ bằng quan chứng kiến người phụ nữ của gia đình xâm bị sỉ nhục mà không ra tay giúp. Đỡ, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội với hắn, so sánh hai bên với nhau, đương nhiên gia đình xâm quan trọng hơn rồi, vì vậy hầu như chỉ do dự trong chốc lát. Những người vây xem vừa nãy liền hô hào, tranh nhau hung hăng đá vào vị trí giữa hai chân ngô năng. Bởi vì bị vệ sĩ của gia dạ đình xâm ấn xuống cho nên ngô năng không tài nào vùng vẫy được. Chỉ có thể thảm thiết kêu lên, người nào không biết còn tưởng rằng chỗ này đang giết heo. Tiếng kêu thê lương, thảm thiết như sắp đứt hơi đến nơi. Những người đàn ông ở đây nghe vào trong tai, sợ hãi trong lòng, e là cái này sắp ứng nghiệm câu nói ban nãy của ngô năng. Chứng, vỡ thật rồi, bên này đá nhiệt tình, bên kia sau khi nhạc yên nhi chạy được mấy trăm mét nhưng cũng không địch lại được hai tên vệ sĩ bị bọn họ bắt được vệ sĩ ra tay rất nặng hung hăng tóm lấy cánh tay của nhạc yên nhi khiến cô có cảm giác cánh tay sắp bị chật khớp không nhịn được kêu lên đau quá tên vệ sĩ khinh bỉ nhìn cô thế này mà đã đau rồi nói cho cô biết nhé đắc tội với ngô tổng của chúng tôi đau còn ở phía sau cơ đi đừng có dở trò nữa bị vệ sĩ đẩy về phía trước trong lòng nhạc yên nhi trào lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao vừa nãy cô đã cởi giày cao gót ra rồi bây giờ trên người đến cả vật phòng vệ cơ bản cũng không có tay nhạc yên nhi nắm chặt thầm nghĩ trong lòng cùng lắm thì hai bên cùng chết chỉ cần tên lợn béo kia dám động vào cô cô nhất định sẽ khiến gã phải trả giá điều cô không ngờ tới chính là khi trở lại chỗ lúc nãy chạy trốn vốn dĩ mọi người còn lạnh lùng bàng quang đứng xem lúc này lại náo nhiệt hẳn lên nhưng nhạc yên nhi không có tâm trạng để ý tới những người xung quanh. Tất cả chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi thân hình cao lớn đứng ở giữa. Thoáng chốc khi thấy hắn, bức tường rào kiên cố trong lòng cô từng chút một rụp xuống. Không còn sót lại chút quật cường nào, vô thức cảm nhận được sự sợ hãi và hoảng hốt. Cô khẽ run lên, dạ đình xâm, cánh môi đá, sớm không còn huyết sắc hé mở, gọi ra cái tên này một cách khó khăn. Vừa mở lời, giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má. Thật kỳ lạ, vừa nãy bị ngô năng làm khó cô không hề khóc bị mọi người sỉ nhục cô không hề khóc thậm chí gặp phải tên vệ sĩ đối xử thô bạo cô cũng không hề khóc hiện tại mới chỉ trông thấy dạ đình sâm từ xa liền thấy như sự kiên cường trong lòng mình đã không còn sót lại gì nữa chỉ có mềm yếu cùng với một loại an tâm vô bờ bởi vì lòng cô biết rất rõ dạ đình sâm sẽ không vứt bỏ cô bọn họ không có huyết thống không có tình cảm chỉ có hợp tác nhưng dạ đình sâm đáng tin hơn bất kỳ ai trên thế gian này Dạ đình sâm nghe thấy giọng nói của cô lập tức quay đầu lại trong khoảnh khắc nhìn thấy cô con người hắn tối sầm giải đôi chân dài nhanh chóng đi tới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi ánh mắt bất lực cùng thân hình gầy yếu đang run lên lòng hắn như có kim châm hắn biết dù là sinh lý hay tâm lý cô cũng đều đã sức cùng lực tận cần một người trở che vì vậy dạ đình sâm tăng tốc một giây trước khi nhạc yên nhi khuỵu xuống cuối cùng cũng kịp ôm chặt cô vào lòng cảm nhận được người trong lòng mình không kìm được mà run lẩy bẩy. Lòng hắn đau như cát, ánh mắt như tìm được đường sống giữa thời khắc nguy hiểm của cô khiến hắn đau nhói. Hắn không dám nghĩ, nếu như mình tới chậm một bước thôi thì Nhạc Yên Nhi sẽ gặp phải chuyện gì. Ban nãy cô một mình đối diện với biết bao gương mặt xa lạ, phải chịu được biết bao sự sỉ nhục, hắn lại không đến kịp, chỉ cần nghĩ tới đây liền tự trách chính mình, từ trước tới nay, hắn không thích náo nhiệt, còn định chuẩn bị lên phòng nghỉ ở tầng 2 tìm Nhạc Yên Nhi nếu không phải động tĩnh ở đằng sau quá lớn nên nghiêm lão mới đi xem thử thì hắn đã thực sự bỏ lỡ mất cơ hội giải cứu cô người con gái hắn coi như châu báu sao có thể tha thứ cho lũ đàn ông có ý đồ dơ bẩn với cô đây tất cả những kẻ cả gan dám dòm ngó đến cô đều phải trả giá bằng máu giả dạ đình sâm cảm nhận được sự bất lực của cô càng ôm chặt lấy cô hơn chỉ cảm thấy người trong ngực mình nhẹ bẫng như lông vũ hắn càng thêm tự trách bản thân nói xin lỗi tôi đến muộn cảm ơn bạn đã xem tới đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 134 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Thấy nước mắt của nhạc yên nhi, dạ đình sâm đau lòng, chẳng qua hắn luôn lạnh lùng, cũng không biết cách an ủi người khác. Trong tình huống thế này hắn lại càng chẳng biết dỗ dành cô thế nào. Chỉ đành để cô khóc cho thỏa, những gì hắn có thể cho cô chỉ là một câu hứa hẹn. Yên tâm, có tôi ở đây rồi, về sau chắc chắn sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Không có ai có thể bắt nạt được cô câu này không chỉ nói cho nhạc yên nhi nghe mà còn là để khuyên răn chính bản thân hắn nếu như ngay cả người con gái của mình mà cũng không bảo vệ được vậy thì hắn có quyền thế ngập trời cũng đâu có ý nghĩa gì nhạc yên nhi khóc thật lâu cuối cùng cũng dần ngưng dạ đình sâm khẽ hỏi khá hơn chút nào chưa nghe thấy giọng nói của dạ đình sâm nhạc yên nhi cũng tỉnh táo hơn lúc này cô mới nhận ra mình đang rúc vào ngực hắn cô lập tức đỏ mặt vội vàng ngồi dậy tôi tôi không sao cả trời ạ à mình đã làm gì thế này vì quá thoải hãi nên đã khóc trong lòng dạ đình sâm cũng may dạ đình sâm không thích con gái chứ không hắn lại cho là mình cố ý ôm ấp yêu thương hắn cũng nên dạ đình sâm thấy cô vẫn khách khí với mình thì trong mắt lộ vẻ mất mát nhưng trong lòng hắn cũng biết chuyện này phải từ từ không thể vội vàng dạ đình sâm không muốn nhắc lại chuyện khi nãy hắn chuyển chủ đề bắt đầu nói vào việc chính phiên đấu giá sắp bắt đầu rồi nếu cô vẫn không thoải mái thì tôi có thể về biệt thự cùng cô trước còn về chiếc vòng cổ, tôi có thể thông báo với ông Baker, cho tới khi hội đấu giá kết thúc, dù là giá cuối cùng cao đến đâu, tôi cũng sẽ mua lại với giá cao hơn 10%. Sau đó để họ mang về, vừa nhắc tới vòng cổ, nhạc yên nhi lập tức nghiêm túc hẳn lên, cô cố gắng bỏ qua cảm xúc yếu mềm và mất mát khi nãy. Trở về với vẻ kiên nghị và quật cường thường ngày, không, nhất định tôi phải tự tay cầm được sợi dây chuyền kia mới yên tâm được. Bạch Nhược Mai làm thế nào để có sợi dây chuyền kia? tại sao lại quyên góp nó những hành vi kỳ quái của lâm đông lục gần đây là vì sao từng nghi vấn từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong lòng cô mà tất cả đều liên quan mật thiết tới di vật của mẹ cô nếu không thể làm rõ những vấn đề này tự tay cầm lấy biển sao vậy thì cô không thể yên lòng đó là lý do cô ưng ý ký hợp đồng với dạ đình sâm bởi lẽ sợi dây chuyền này vô cùng quan trọng với cô dạ đình sâm thấy đôi mắt hạnh của nhạc yên nhi đã một lần nữa sáng lên hắn biết rằng cô đã quyết tâm Khẽ gật đầu, hắn nói, được, 40 phút nữa sẽ bắt đầu phiên đấu giá. Nhạc Yên Nhi đứng lên, sửa sang lại váy áo. Vậy chúng ta cùng ra ngoài thôi, dạ đình sâm nhớn mày. Đôi mắt Phượng có vẻ trêu chọc, cô chắc chắn sẽ ra ngoài như thế này chứ. Ban đầu, Nhạc Yên Nhi không hiểu ý dạ đình sâm. Ngay sau đó cô nhớ tới mình vừa mới quần nhau với ngô năng. Cuối cùng còn khóc rất lâu, chỉ sợ tóc và lớp trang điểm đã không ra gì nữa rồi. Cô vội vàng lấy gương nhỏ trong túi sách ra quả nhiên mái tóc dài vốn buộc một nửa giờ đã rối tung. Lớp trang điểm cẩn thận đã bị nước mắt làm nhòe, cũng may chuyên viên trang điểm dùng những đồ tốt nhất nên vẫn có hiệu quả chống nước cơ bản. Cô không biến thành gấu trúc, nhưng nhớ tới mình đã tựa trong lòng dạ đình sâm rất lâu với bộ dáng thế này. Nhạc Yên Nhi cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để nhìn hắn nữa. Nhạc Yên Nhi che mặt, có chút lúng túng, anh đi trước đi, tôi trang điểm lại rồi đến tìm anh. Dạ đình sâm bị cô chọc cười, Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên một độ cong mê người. Cuối cùng cũng tốt bụng không trêu cô nữa. Nói, tôi đã bảo với ông baker mượn chuyên viên trang điểm tốt nhất ở đây tới rồi. Người ta đang chờ bên ngoài, lát nữa để họ giúp cô trang điểm lại là được. Nghe thấy thế, Nhạc Yên Nhi giật mình mở to mắt, quên cả việc che mặt, bàn tay cô dần hạ xuống. dạ Đình Sâm thật sự quá cẩn thận, khi nãy cô vẫn cứ ngây ngốc khóc, không hề để ý tới việc hắn đã liên hệ với ông baker thế nào những chuyện người bình thường không để ý dạ đình sâm đều nghĩ tới mà còn giải quyết ổn thỏa giúp cô nữa tâm tình nhạc yên nhi có điểm phức tạp cô nhìn dạ đình sâm nói một câu từ tận đáy lòng dạ đình sâm cảm ơn anh tôi đã nói rồi mà không cần phải nói cảm ơn với tôi dạ đình sâm nhìn vào mắt nhạc yên nhi đôi mắt hắn sâu thảm có khả năng nhìn thấu lòng người bị đôi mắt đó nhìn nhạc yên nhi có chút hoảng hốt cũng may dạ đình sâm không nhìn cô quá lâu dường như nhận ra cô không được tự nhiên, hắn mau chóng rời ánh mắt đi, đứng lên sửa sang lại những nếp gấp trên áo vest, tôi cũng phải thay bộ đồ khác, lát nữa trang điểm xong thì đừng tự ra ngoài, cứ chờ tôi tới đón cô, nhạc yên nhi mau chóng nhìn sang, thấy trên áo dạ đình sâm có một vệt nước lớn, biết mình là kẻ gây tội khiến hắn phải đi thay quần áo. Cô trột dạ cúi đầu, được, tôi biết rồi, vì cảm kích và trột dạ, nhạc yên nhi cực kỳ dịu dàng và ôn hòa, dạ đình sâm lại cười hắn vươn bàn tay to xoa đầu cô ngoan hệt như đang vuốt ve thú cưng vậy nhạc yên nhi oán thầm nhưng không để lộ ra mặt cô nhìn dạ đình sâm ra ngoài dạ đình sâm ra khỏi phòng nghỉ nghiêm lão vốn đứng chờ lập tức tiến tới thiếu ra dạ đình sâm không dừng bước vừa đi vừa nói giải quyết xong chưa nghiêm lão theo sát dạ đình sâm kính cẩn đáp vâng, dựa theo dặn dò của ngài đã xử lý xong rồi à dạ đình sâm ừ một tiếng rồi không nói nữa nghiêm lão lại không nhịn được do dự một lát rồi cắt lời. Thiếu gia, ngô năng bị thương nặng như vậy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện lần này. Chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với thương mại quốc tế An Bình rồi. Thương mại quốc tế An Bình là công ty môi giới thương mại quốc tế lớn nhất thành phố A. Bình thường có rất nhiều hạng mục hợp tác với LN, bây giờ là thời điểm tranh đấu gay gắt trong nội bộ nhà họ ra. Lúc này trở mặt với họ hoàn toàn không phải một hành động sáng suốt. Những chuyện này nghiêm lão nghĩ được, đương nhiên gia dạ đình xâm cũng thế cho nên không cần ông lên tiếng nhắc nhở. Nghiêm lão chỉ có thể lòng vòng nói, lần này không giống với phong cách làm việc của ngài. Nghiêm lão, nhiều năm trước ông từng nói tôi mặt nào cũng tốt, chỉ là thiếu tình cảm. Nghiêm lão nghe thế thì giật mình, lập tức nhớ lại, quả thật mình đã nói thế. Chẳng qua đây là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Khi đó, đối với dạ đình xâm, ông vẫn có thể coi là trưởng bối của hắn. Vậy nên mới có tư cách cậy ra mà nói những lời này. Nhưng bây giờ hắn là người thừa kế cao quý của nhà họ ra ông không còn tư cách để nhận xét hắn nữa nghiêm lão không hiểu dạ đình sâm nhắc tới chuyện này với mục đích gì ông chỉ có thể càng thêm cung kính đáp lại trí nhớ của ngài vẫn luôn tốt như vậy dạ đình sâm vẫn như bình thường đôi mắt nhìn thẳng thế nhưng trong mắt hắn có thứ gì đó đang cuộn trào vậy bây giờ tôi có thể nói với ông rằng tôi đã có thể bù đắp được khoảng trống tình cảm kia là nhạc yên nhi đã bù đắp khoảng trống của hắn cho nên với chuyện của cô hắn không thể duy trì sự tỉnh táo và chấn định thông thường không thể tính toán được mất. Nghe vậy, nghiêm lão giật mình, vội khom lưng, là tôi đã quá phận. Đi thôi, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 135 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Chuyên viên trang điểm của Baker vô cùng chuyên nghiệp, chỉ mất 20 phút đã giúp nhạc Yên Nhi trang điểm và sửa lại tóc xong xuôi. gia đình Sâm không để nhạc Yên Nhi tới sàn đấu giá một mình mà đích thân tới phòng nghỉ đón cô. Trước khi ra ngoài, gia dạ đình sâm nhìn sâu vào mắt nhạc yên nhi nghiêm túc nói cô đã nghĩ kỹ chưa nếu như không muốn nhìn thấy những người kia cô có thể về cùng tôi nhạc yên nhi cảm thấy ấm lòng cô biết gia dạ đình sâm lo lắng mình gặp lại những người qua đường thờ ơ lạnh nhạt kia sau đó tâm trạng sẽ không tốt nhưng cô cũng biết có những việc bản thân mình phải tự đối mặt cho nên cô ngửa đầu lên mỉm cười khuôn mặt lại xuất hiện vẻ kiên cường quen thuộc tôi không sao những người kia sẽ không làm tôi bị ảnh hưởng chúng ta đi thôi dạ đình sâm không khuyên nữa điều hắn muốn làm không phải là để nhạc yên nhi né tránh mọi nguy hiểm mà là khi cô gặp nguy hiểm hắn sẽ bảo vệ cô nhạc yên nhi khoác tay dạ đình sâm hai người sóng vai bước vào đại sảnh của hội đấu giá hội quán của baker là hội quán thương mại cao cấp nhất thành phố a mức độ xa xỉ có thể thấy từ đại sảnh dưới lầu hành lang và những chi tiết trang trí bên trong hội quán nơi quan trọng nhất là phòng đấu giá Baker đã đổ ra rất nhiều tâm huyết và tài chính nên đây có thể coi như địa điểm tốt nhất toàn quốc. Không hề có sự ồn ào náo loạn của những hội đấu giá thông thường. Ở đây có sân khấu lớn với sức chứa một ngàn người. Vậy nhưng luôn được duy trì trong tình trạng trật tự và ổn định. Trước mỗi bàn có một màn hình LCD cỡ nhỏ, giúp cho tất cả khách khứa có thể quan sát vật phẩm kỹ hơn. Sau đó ra giá kịp thời, đây là lần đầu tiên nhạc Yên Nhi tham dự sự kiện thế này. Cô khá tò mò quan sát xung quanh gia dạ đình sâm luôn kiệm lời nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với nhạc yên nhi. hắn tỉ mỉ giảng giải cho cô quá trình đấu giá và cách dùng màn hình lcd. hội đấu giá rất nhanh được bắt đầu. baker là người chủ trì hội đấu giá lần này. ông lên sân khấu giao lưu ngắn gọn một lát. vô cùng cảm ơn các vị đã tới dinh thự baker để tham gia hội đấu giá lần này. những món hàng triển lãm trong hội đấu giá này đa phần được các vị thương gia có tiếng quyên tặng. một số là đồ siêu tầm của bản thân tôi lần này lấy chúng ra đấu giá với mục đích quyên góp tài chính cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh vậy nên các vị tới tham gia hội đấu giá lần này không chỉ mua được vật phẩm yêu thích mà còn là một dịp làm từ thiện đáng quý tôi xin thay mặt cho những trẻ em được cứu trợ nói lời cảm ơn với các vị ông baker dù gì cũng là người anh nên tiếng trung không lưu loát tuy nhiên sau khi ông nói xong mọi người bên dưới cũng vỗ tay không dứt nhạc yên nhi rất xúc động nói không ngờ ông baker lại tốt bụng như vậy giả đình sâm nhìn cô Khẽ cười, vậy thì cô nhầm rồi, Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, sao cơ? Trong giới kinh doanh này, cho đến bây giờ chưa bao giờ tồn tại thiện hay ác tuyệt đối. Chỉ có lợi ích là tuyệt đối mà thôi, với ông Baker và tất cả mọi người ở đây mà nói. Họ không quan tâm tới những đứa trẻ kia, họ chỉ quan tâm tới việc mình trả giá bao nhiêu thì thể hiện được tài lực của bản thân với bên hợp tác để về sau đạt được càng nhiều giao dịch, hoặc quyên tặng bao nhiêu thì về sau có thể xin chính phủ giảm thuế, gia tăng lợi nhuận của công ty giả đình sâm là người trời sinh để tung hoành trong thương trường nói tới chuyện của giới kinh doanh quả thực hắn mang theo thần thái khác biệt vậy ý anh là cho dù những người quyên tặng vật phẩm cũng không hoàn toàn lương thiện giả đình sâm khẽ gật đầu trong thương giới từ xưa tới nay đều là trong lòng có quỷ nếu bàn về chuyện thiện lương thì trong cả hội trường này chỉ có nhạc yên nhi là người lương thiện nhất ngây thơ nhất phía sau mỗi món đồ quyên tặng đều bao hàm những giao dịch và lợi ích phức tạp không có món nào được tặng bởi lòng tốt đơn thuần cả Nhạc Yên Nhi mím môi, cô vốn nghĩ dù sao đây cũng là một hội đấu giá từ thiện. Có lẽ Lâm Đông Lục có nỗi khổ riêng nên mới quyên góp chiếc vòng kia. Dù gì cũng là làm việc thiện, bây giờ xem ra chỉ cô không biết những gút mắc lợi ích ẩn giấu phía sau mà thôi. Vật phẩm đấu giá đầu tiên nhanh chóng lên sàn, đó là một chiếc cài áo. Đây là món đồ siêu tầm của ông Baker, theo lời giới thiệu thì nó từng được công nương Diana đeo. Đã có từ lâu đời, giá khởi điểm là 50 vạn, mỗi lần tăng giá 10 vạn vì là món đồ đấu giá đầu tiên nên mọi người đều nể mặt bay cơ ra giá rất náo nhiệt nhạc yên nhi không có lòng giả để ý tới những món khác cô chỉ chờ đợi đến khi biển sao được đấu giá căn bản không hề chú ý xung quanh cô chỉ nhìn những con số không ngừng tăng lên trên màn hình lcd rồi ngẩn người thấy thế nào nhạc yên nhi nghe thấy giọng nói quyên rũ của dạ đình sâm chưa kịp phản ứng xem hắn nói gì đã vô thức gật đầu được đẹp đấy chẳng ngờ vừa nghe vậy dạ đình sâm đã vươn tay nhấn mấy lần trên màn hình, con số 500 vạn hiện lên, sau đó, nhấn xác nhận, bây giờ mới đấu giá tới hơn 300 vạn, hắn đã bỏ qua quy tắc đấu giá, không chỉ thêm 10 vạn mà lập tức ra giá cao vượt trội. Người chủ trì trên sân khấu thấy giá này thì ngẩn ra một lát rồi vội vàng báo giá. Vị khách số 16 ra giá vượt trội, 500 vạn, xin hỏi có còn ai ra giá cao hơn không ạ? À? Trong phòng bắt đầu xôn xao, chỉ là một chiếc cải áo thôi, dù được gắn thêm tên tuổi của công nương Diana đi nữa mọi người mua về cũng chỉ để tặng bạn gái. Bây giờ có người trả cao như vậy, ai này cũng bắt đầu thử đoán xem người ra giá là ai. Nhạc Yên Nhi lúc này mới nhận ra vị khách số 16 chính là Dạ Đình Sâm. Cô trợn tròn mắt nhìn, anh mua cái cải áo này làm gì? Dạ Đình Sâm rất bình thản, chẳng phải là cô thích sao? Nhạc Yên Nhi bị logic bất thường của Dạ Đình Sâm đánh bại. Cô đỡ chán, nói, anh hỏi có đẹp không? Tất nhiên tôi nói là đẹp rồi, nhưng tôi không nói là tôi muốn có nó vẻ mặt dạ đình sâm vẫn hờ hững, dường như không phải hắn vừa tiêu 500 vạn mà là 500 đồng vậy. Đẹp thì mua thôi, cũng không đắt đỏ gì, nhạc yên nhi nghẹn họng, cũng phải, giá trị bản thân của dạ đình sâm là mấy chục tỷ. Muốn mua cái cải áo 500 vạn thì có khác gì mua thức ăn đâu. Nhưng nhạc yên nhi vẫn cảm thấy là lạ, lạ, cô nói đẹp, hắn lập tức mua, cứ như đang cố tình cưng chiều cô vậy. Đây chính là điểm khó khăn nhất khi ở chung với dạ đình sâm. Hắn qua yêu tú, cô nhất định phải luôn luôn chú ý mới có thể không đánh mất trái tim mình dù sao hắn cũng không thích phụ nữ nghĩ tới đây nhạc yên nhi có chút mất mát nhưng cũng thấy may mắn tuy nhiên về sau cô không dám nói gì trong hội đấu giá nữa dù dạ đình sâm hỏi gì cô cũng chỉ nói bình thường để cho qua dạ đình sâm hiểu ý khẽ cười vì tính toán nhỏ của cô cuối cùng hắn vẫn mua cho cô vài món trang sức nhạc yên nhi đành tự an ủi bản thân rằng dù sao mình cũng không đồng ý chủ tịch dạ có muốn tiêu hoang thì mình cũng chẳng ngăn nổi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 136 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Một số vật phẩm quý đã đấu giá xong, nhạc yên nhi được mở mang tầm mắt một phen, tuy nhiên cô vẫn không quên mục đích tới đây là gì. Không bao lâu sau, nhân viên cẩn thận mang lên một hộp trang sức, đặt lên sân khấu, người chủ trì mở hộp ra, ai nấy đều bị ánh sáng lấp lánh bên trong làm cho lóa mắt. Nhạc Yên Nhi vừa thấy món đồ này, lập tức ngồi thẳng dậy, người chủ trì thấy ánh mắt hoảng hốt vì vẻ đẹp của mọi người thì nở một nụ cười đắc ý. Giới thiệu một cách tỉ mỉ, đây là sợi dây chuyền được quyên tặng nặc danh, nó có tên biển sao, được tạo thành từ một ngàn mảnh kim cương, mỗi một mảnh kim cương đều được cắt thủ công rất tỉ mỉ để đạt được trạng thái 8 tâm tám cạnh. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng có thể cảm nhận được một biển sao lấp lánh. Vài người phụ nữ vừa thấy sợi dây chuyền này thì đôi mắt lập tức sáng lên làm nũng với người bên cạnh cái này đẹp quá em muốn chiếc vòng này đám đàn ông thì không có cảm xúc gì chẳng qua chỉ thấy đây là một chiếc vòng cổ kim cương cũng khá được thôi có thể đấu giá lên được bao nhiêu tiền đâu họ lập tức đồng ý không thành vấn đề anh sẽ lấy được nó cho em khi thấy sợi dây chuyền này bạch nhược mai và lâm động lục cũng sửng sốt sau khi quyên góp bạch nhược mai cũng quên chuyện này bây giờ thấy nó cô ta mới nhớ chiếc vòng là do mình đưa ra Lâm Đông Lục vốn dĩ không chú ý tới chiếc dây chuyền này. Khi ấy Bạch Nhược Mai nói với anh về chuyện quyên tặng. Anh cũng chỉ nhìn thoáng qua. Thế nhưng dạo gần đây anh luôn nghĩ về nhạc Yên Nhi. Vậy nên thấy sợi dây chuyền này là anh lập tức nhớ tới chuyện nhạc Yên Nhi nói với anh đây là dây chuyền của cô. Ấy, phải, hôm nay nhạc Yên Nhi cũng tới dinh thự Baker. Chắc hẳn là vì sợi dây chuyền này, Bạch Nhược Mai nhanh chóng nhận ra Lâm Đông Lục đang thất thần cô ta sợ Lâm Đông Lục nhớ ra chuyện gì đó nên vội dịu dàng lên tiếng. Đông Lục, đây là sợi dây chúng ta quyên tặng, anh có nhớ không? Lâm Đông Lục gật đầu, trong mắt sáng lên cảm xúc khó lường nhưng không hề lộ ra ngoài. Lúc ấy em bảo mua nó ở châu Âu nhỉ, em có nhớ mua ở nơi nào không? Bạch Nhược Mai thoáng bối rối, nhưng cô ta lập tức giả vờ bình tĩnh. Ừm, chuyện lâu rồi em cũng không nhớ rõ lắm, hình như là ở Pháp thì phải, chẳng biết nhớ tới điều gì. Lâm Đông Lục đứng phát dậy, bạch nhược mai giật mình kêu lên đông lục anh tới nhà vệ sinh lâm đông lục nói xong không thèm nhìn bạch nhược mai mà ra ngoài luôn bạch nhược mai quá sợ hãi cô ta vô thức đứng lên định đuổi theo thế nhưng cảm thấy hành động của mình quá kỳ cục chỉ đành ngồi xuống khi nhạc yên nhi vừa thấy sợi dây chuyền cô đã không còn nghe thấy thanh âm xung quanh nữa ánh mắt cô dán chặt trên sợi dây khóe mắt đỏ lên có lẽ trong mắt người khác thì đây chỉ là một sợi dây chuyền xinh đẹp thế nhưng với cô mà nói nó là di vật chứa đựng hy vọng và mong đợi của người mẹ đã mất cô nhất định phải lấy lại được nó bàn tay đặt trên bàn của nhạc yên nhi vô thức nắm chặt có chút run rẩy dạ đình sâm nhìn xuống trong mắt lộ vẻ thương tiếc hắn duỗi bàn tay to lớn của mình ra nhẹ nhàng phủ lấy tay cô đừng lo tôi sẽ giúp cô lấy nó về giọng nói của hắn rất êm tai có sức mạnh chấn an tinh thần bằng bất cứ giá nào lượt đấu giá mau chóng bắt đầu Mặc dù sợi dây chuyền rất đẹp, nhưng nó cũng chỉ là chiếc vòng cổ kim cương bình thường. Không thể sử dụng được vào việc gì, cho nên giá khởi điểm không cao, chỉ có 20 vạn, mỗi lần sẽ nâng giá 5 vạn, lúc đầu rất náo nhiệt, màn hình lớn trên sân khấu thể hiện rằng luôn có người đang cạnh tranh. Chỉ vài phút mà giá đã lên tới 100 vạn, Gia Đình Sâm không tham gia, dường như đang đợi gì đó. Nhạc Yên Nhi nhìn tốc độ nhảy số trên màn hình, lòng bàn tay ra mồ hôi, những người giàu có này ra giá quả thực không thèm chớp mắt giống như mấy số không dài rằng giặc phía sau không phải nhân dân tệ ấy. Chờ tới khi màn hình nhảy lên 200 vạn, dạ đình sâm cuối cùng cũng ra tay, hắn không cạnh tranh mà lập tức ra giá bùng nổ luôn. Quả quyết ấn 400 vạn, người chủ trì cũng giật mình, vị khách số 16 ra giá 4, 400 vạn, trời ơi, thật sự là một vị khách vô cùng hào phóng, không biết có ai trả giá cao hơn vị khách này không ạ? À? Đám người bên dưới lại bắt đầu ồn ào bàn tán, đây là ai, ra giá, giá gấp đôi luôn. Không được rồi, ngoan, anh mua cho em sợi dây khác, chúng ta chắc chắn không tranh nổi đâu, một cái vòng cổ thôi, đến mức đó sao, thế nhưng cũng có người bị hành động này khơi dậy lòng háo thắng. Hừ lạnh, sao nào, chỉ hắn có tiền chắc, tôi theo, trên màn hình lớn, con số biểu thị giá đã yên lặng mấy giây rồi nhanh chóng thay đổi. Nhưng mỗi lần tăng 5 vạn mà thôi, cho tới khi giá lên tới 500 vạn, giả đình xâm mới từ từ vươn tay, nhấn 10 triệu trên màn hình. Lần này hội trường thực sự nổ tung. Trời ạ, à, 10 triệu, mắt mình không nhìn nhầm chứ hả? Đây là ai vậy? Có phải bị dở hơi không? Nhất định phải tăng giá đến thế. À, một sợi dây truyền giá 10 triệu. Sợi dây này có điều huyền bí gì sao? Người chủ trì cũng kinh ngạc hai giây mới lắp bắp lên tiếng. Vị khách số 16, ra giá, ra giá 10 triệu. Đây là vật phẩm được ra giá cao nhất của ngày hôm nay. Quả là một con số kinh người. Không biết có vị khách nào còn muốn ra giá không ạ? À? Mặc dù hỏi như vậy nhưng người chủ trì đã thấy phong cách ra giá, giá của dạ đình xâm. Y cảm thấy không còn ai có thể theo được nữa. Vậy nên y cầm búa đấu giá lên. Nói, 10 triệu lần thứ nhất. Nhưng lúc này, màn hình lại thay đổi. Số 44 ra giá, giá, 20 triệu. Không khí trong hội đấu giá đã lên tới cao trào. Sự hào phóng của số 16 vốn đã khiến đám người khiếp sợ. Thế nhưng sự khiếp sợ ấy đã bị đánh đổ. Một lần tăng thêm 10 triệu. Nhạc Yên Nhi đã đứng phát dậy. Cô không tin nổi mà nhìn màn hình. Tại sao lại như thế? Là ai đang cạnh tranh với dạ đình xâm? Nếu như cạnh tranh đơn thuần thì thôi. Nhưng kiểu bắt trước dạ đình xâm thế này chính là cạnh tranh ác ý. Mục đích của người kia là biển sao hay là dạ đình xâm? Dạ đình xâm cũng khẽ nhíu mày. Hắn vươn tay, chuẩn bị nhập giá. Nhạc yên nhi thấy thế. Vội vàng nắm lấy tay hắn. Dạ đình xâm, không phải anh lại định gấp đôi đấy à? Phải, nhạc yên nhi lắc đầu. Không cần tăng giá nữa. Dạ đình xâm, thật đấy. 20 triệu đã vượt xa giá trị của sợi dây chuyền rồi. Không cần đâu, biển sao đương nhiên quan trọng với cô. Nói ra lời như vậy, cô cũng rất đau lòng, nhưng cô tự nhận những gì mình làm cho gia dạ đình Sâm không thể nhiều tới mức này. Nếu như gia dạ đình Sâm cố gắng vì cô như vậy, cô không biết phải trả lại thế nào. Gia dạ đình Sâm khẽ cầm lấy tay cô, nhìn cô, lên tiếng, "Không phải giá trị của dây chuyền, là giá trị của em." Nửa câu sau, gia dạ đình Sâm không nói ra. Hắn tranh thủ lúc Nhạc Yên Nhi đang hốt hoảng, nhẹ nhàng nhấn một con số, số tiền trên màn hình lại thay đổi, số 16 ra giá, 30 triệu, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 137 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Có lẽ vì quá mức kinh ngạc, một phòng bán đấu giá có sức chứa vài trăm người giờ đây lặng ngắt như tờ. Phiên đấu giá một sợi dây chuyền đã biến thành chiến tranh không khói súng. Tất cả mọi người đều ngừng thở, dự đoán xem số 44 có tiếp tục ra giá nữa không mặc dù họ không có khả năng ra giá tiếp nhưng chẳng mấy khi được xem màn diễn đặc sắc như vậy. Quả thực còn gây cấn hơn phim, số 44 nhanh chóng ra giá tiếp, 50 triệu, nhưng giá tiền này khiến nhiều người thất vọng, có phải số 44 này hết tiền rồi không, chỉ tăng có 10 triệu thôi, bị ngu à, chỉ 10 triệu, lợi nhuận của công ty ông mỗi năm có lên tới 10 triệu hay không, nhưng so với số 16 thì đã thua về mặt khí thế rồi. Số 16 người ta tăng là tăng gấp đôi luôn. Ôi! Anh nói xem số 16 có phải là có nâng giá không? Làm gì có ai tăng giá kiểu này? Nói lời này ở hội quán Baker. Không muốn ngồi đây nữa hả? Nhưng đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng nhạc yên nhi. Cô thấy những con số đại diện cho giá cả đang mỗi lúc một tăng cao. Mỗi lúc càng gần tới con số thiên văn. Hốt hoảng đến độ móng tay ngón giữa đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Dạ đình xâm, sao số 44 cứ nhất định phải cạnh tranh với anh? Liệu có chuyện gì không? Mặc kệ bầu không khí xung quanh thế nào. Dạ Đình Sâm vẫn cứ bình thản như thế, trong mắt tuy có ý nghĩ sâu xa nhưng luôn duy trì thản nhiên. Không có phản ứng nào thái quá, yên tâm, hai chữ khẽ thoát ra khỏi đôi môi mỏng tựa như đang nói cho cô biết thái độ của hắn là gì. Nhạc Yên Nhi nhìn quanh, cô đếm vị trí trong phòng đấu giá để tìm xem số 44 là thần thánh phương nào. Đếm tới vị trí đó, Nhạc Yên Nhi nhíu mày, chỗ ngồi của cô chỉ có thể thấy một bên của vị trí kia. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen ngay cả quần áo cũng là màu đen nốt, toàn thân không lộ ra một chút da thịt nào. Anh ta cúi đầu, chằm chằm nhìn vào màn hình LCD trước mặt, không thể thấy được biểu cảm, rốt cuộc người đó là ai. Trong khi nhạc yên nhi nhìn quanh, không lưu ý tới hành động của dạ đình xâm, hắn đã lại ra giá một lần nữa. Người chủ trì trên sân khấu tựa hồ không cầm chắc mic. Một tiếng cạch vang lên làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày. Tuy nhiên nó cũng tạo ra hiệu ứng lan truyền, những âm thanh xôn xao đã ngừng lại phòng đấu giá lập tức yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người chủ trì vẫn thường thấy sóng to gió lớn giờ phút này đã run rộng. Vị khách số 16 đã ra giá thêm lần nữa. Người chủ trì nuốt nước miếng, không thể tin nổi, nói giá lần này là 100 triệu. Tất cả mọi người đều không tin vào tay mình nữa. 100 triệu, đây là khái niệm gì? Dù những người ở đây đều là người có tiếng trong giới kinh doanh của thành phố A. Thế nhưng chẳng có ai dám tùy tiện bỏ ra 100 triệu để mua một sợi dây chuyền bất luận sợi dây chuyền này có giá trị thế nào người chủ trì cầm búa đấu giá tay khẽ run từ ngày hành nghề đến nay bây giờ mới thấy chiếc búa nặng đến thế nhìn quanh một lượt những gương mặt khiếp sợ ở đây người chủ trì thận trọng hô lên nếu không có ai ra giá cao hơn vậy thì 100 triệu lần thứ nhất trong phòng đấu giá mọi người nín thở chờ đợi hoặc là số 44 ra giá cao hơn hoặc là mọi chuyện được giải quyết dứt khoát số 16 sẽ dùng con số thiên văn này đoạt được sợi dây chuyền kim cương một trăm triệu lần thứ hai cây búa trong tay người chủ trì giơ lên cao trái tim nhạc yên nhi đã sắp nhảy ra ngoài lồng ngực ngay lúc này một nhân viên hậu trường bỗng chạy lên sân khấu vẻ mặt lo lắng người nọ kéo vạt áo người chủ trì ghé vào bên tai y khẽ thì thầm cậu bảo sao cơ nào có tiền lệ như thế vì mic chưa tát câu nói người chủ trì kinh ngạc thốt lên đã truyền ra bên ngoài ai cũng nghe rõ ràng ý thức được sự thất thố của mình ông ta vội vàng chữa cháy thật xin lỗi quá trình đấu giá xảy ra một số vấn đề, xin mọi người chờ một lát, sau đó, ông ta đóng mic, đi tới một bên, thì thầm với nhân viên khi nãy, người bên dưới sân khấu đang chờ, trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này có thể xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cho hội đấu giá phải phá lệ dừng lại thế. Này, mấy phút sau, ông ta quay lại, các vị, rất xin lỗi, người quyên tặng nhất thời đổi ý, quyết định thu hồi sợi dây chuyền này, sắc mặt người chủ trì cực kỳ khó coi, nhưng hết cách rồi ông ta nhất định phải thông báo tin tức này cho mọi người trong lúc người chủ trì thông báo nhân viên hậu trường cũng khép hộp dây chuyền lại mang nó xuống hậu trường nhìn thấy chiếc dây chuyền trị giá trăm triệu bị lấy đi như vậy không khí trong phòng đấu giá triệt để sôi trào đấu giá lâu như vậy rồi bảo thu hồi là thu hồi thật là không phù hợp với quy củ mà đồ đã quyên tặng còn thu hồi được à hội quán baker làm thế này là không đúng quy tắc sợ rằng người quyên góp thấy sợi dây chuyền này có thể đấu giá được quá nhiều tiền giờ mới nhận ra mình đánh giá thấp giá trị của nó cũng nên nhạc yên nhi hoàn toàn không ngờ biến cố thế này sẽ phát sinh cô vẫn đang thầm tính xem mình phải đóng bao nhiêu bộ phim mới trả nổi tiền cho dạ đình sâm kết quả sợi dây truyền lại bị thu hồi dạ đình sâm thế này là thế nào chúng ta không thể lấy được nó sao nhạc yên nhi gần như đã coi dạ đình sâm như cây cọc cứu mạng cô quay đầu hỏi hắn dạ đình sâm cau mày hiển nhiên hắn cũng không ngờ chuyện thế này sẽ xảy ra hắn nói với nhạc yên nhi chờ lát nữa tôi sẽ tự đi hỏi Baker. cơ. Nhạc Yên Nhi khẽ gật đầu, dạ đình sâm đứng dậy, đi ra ngoài, nhạc Yên Nhi ngồi đó, nghe tiếng bàn tán của những người xung quanh, cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Lúc này, điện thoại của nhạc Yên Nhi vang lên, ngay lúc lòng dạ dối bời, cô cầm di động lên, thấy màn hình hiện tên Lâm Đông Lục, cô chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức cúp máy, lần trước cũng là vì gặp Lâm Đông Lục mà bị hạ nhục ở quán cà phê. Cô thực sự không muốn có thêm bất cứ liên quan nào với anh ta nữa bây giờ cô chỉ muốn ngồi yên ở đây, chờ dạ đình xâm về, nhạc yên nhi định tắt nguồn di động, ai ngờ tin nhắn của Lâm Đông Lục tới, biển sao không được đấu giá tiếp, tôi đã thu hồi nó, nếu cô muốn lấy về thì đến nhà kho dưới tầng hầm gặp tôi. Quá thời hạn tôi không đợi nữa, nhạc yên nhi đọc hết tin nhắn, cô tức tới run cả người, đúng, sao cô lại quên chuyện dây chuyền là do Bạch Nhược Mai quyên tặng, mà Lâm Đông Lục là hôn phu của cô ta, anh cũng có phần trong chuyện này. Vậy nên đang đấu giá bỗng thu hồi vật phẩm có lẽ là trò quỷ của hai người kia. Bây giờ Lâm Đông Lục liên lạc với mình. Chắc chắn họ còn có kế hoạch phía sau. Lâm Đông Lục, vì sao anh lại trở nên hèn hạ như vậy? Dùng sợi dây chuyền để uy hiếp tôi. Tất nhiên cô không muốn để cho anh ta đạt được mục đích. Tuy nhiên sợi dây chuyền này không tầm thường. Nó là di việc duy nhất mẹ để lại cho cô. Hôm nay, trước tiên là người ngồi ở vị trí 44 đã ngang ngược ngăn cản. Buộc gia đình xâm phải tăng giá cao. Sau đó lại là chuyện Lâm Đông Lục thu hồi lại nó, khiến cho hy vọng nhận lại dây chuyền của cô bị dập tắt. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao? Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 138 của tác phẩm Kết hôn chớp nhoáng tổng tài Ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi cảm thấy uất ức cả ngày hôm nay đang dồn nén trong lồng ngực. Cô cầm điện thoại lên, bấm số của Lâm Đông Lục, điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức, như đã dự tính chỉ cần nhắc tới biển sao, nhạc yên nhi sẽ không thể ngồi yên, chẳng chờ lâm đông lục lên tiếng, nhạc yên nhi đã giành lời, mắng, lâm đông lục, đồ điên kia, anh cho rằng hội đấu giá là trò đùa hay sao, anh thích thì quyên tặng, không thích thì thu hồi, cuối cùng anh muốn gì, anh đang lấy tôi ra làm trò đùa à, lâm đông lục có vẻ không để tâm tới thái độ của nhạc yên nhi, giọng nói của anh ta vẫn bình tĩnh, chỉ là có thêm vài phần nham hiểm, hỏi tôi muốn làm gì à, cứ xuống đây rồi cô sẽ biết, anh, Thái độ này của anh ta khiến nhạc yên nhi chán nản. Cô còn muốn nói tiếp gì đó. Thế nhưng Lâm Đông Lục hoàn toàn không cho cô cơ hội. Anh ta lập tức cúp máy. Có vẻ như đã chắc chắn nhạc yên nhi nhất định sẽ xuống hầm. Nhạc yên nhi nắm chặt điện thoại. Lòng còn do dự chẳng biết nên đi hay không. Lâm Đông Lục như đã biến thành một con người khác. Không còn là chàng thiếu niên ấm áp cô từng quen nữa rồi. Anh ta của bây giờ là hung ác, nham hiểm, đáng sợ khiến người khác không thể nhìn thấu nhớ lại chuyện lâm đông lục làm với mình ở quán cà phê cô cảm thấy mình bắt đầu sợ anh ta nhưng phải nói rằng lâm đông lục quả là biết cách khống chế lòng người anh ta hiểu tầm quan trọng của sợi dây chuyền đó đối với nhạc yên nhi vậy nên dùng nó để uy hiếp cô gần như là nắm chắc được yếu điểm của cô nhạc yên nhi cắn răng cuối cùng cũng quyết định trên khuôn mặt cô lộ vẻ kiên quyết đi thì đi để giúp mình lấy lại biển sao gia đình sâm đã bỏ ra biết bao công sức như vậy mình không thể không làm gì ỉ lại tất cả vào hắn mà ngồi mắt ăn bát vàng được. Nhạc Yên Nhi chỉnh trang lại váy, cầm túi sách, cô đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng đấu giá. Cô không hề nhận ra sau khi mình rời đi, người số 44 luôn nhìn thẳng về phía trước kia đã quay đầu lại. Đôi mắt giấu trong bóng tối nhìn theo hướng đi của cô. Con người lóe lên cảm xúc khó tả. Trong phòng đấu giá lúc này rất náo nhiệt, ở ngoài không người, Nhạc Yên Nhi mau chóng đi xuống nhà kho dưới hầm, vì lý do vị trí, nhiệt độ trong tầng hầm thấp đáng sợ nhạc yên nhi chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng manh cảm thấy rợn cả tóc gáy cửa kho đang khép bên trong tối om chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô tận con người luôn có một sự sợ hãi bản năng với bóng tối sẽ luôn phỏng đoán xem liệu trong bóng tối có mãnh thú đáng sợ hay không nhạc yên nhi đặt tay lên nắm cửa vào lúc này cô do dự không nói tiếng nào với gia đình sâm mà tùy tiện chạy một mình xuống hầm thế này có phải là quá liều lĩnh không nhưng nghĩ tới dây chuyền của mẹ cô lại lập tức có thêm dũng khí bất kể phải đối mặt với chuyện đáng sợ tới đâu, mình cũng phải tự bước vào đây, nếu không mình còn mặt mũi nào đến gặp mẹ nơi thiên đàng. Cô dò dẫm từng bước, từng bước, tiến vào sâu trong bóng tối dày đặc, quá yên tĩnh, quá lạnh, nhạc yên nhi sợ run, cô cất tiếng hỏi, lâm đông lục, anh ở đâu, trả lời cô là một khoảng lặng chết chóc. Tiếng giày cao gót của nhạc Yên Nhi nện xuống sàn vang vọng trong kho khiến cô cảm thấy lo sợ bất. An, nhạc Yên Nhi không biết đèn ở đâu, cô đành lấy di động ra, Mở đèn pin lên, tạo thành một khoảng sáng chỉ có thể chiếu phạm vi nhỏ ở trước mặt. Cô cầm di động, chiếu xung quanh một lượt, cô thấy ở đây có rất nhiều kệ hàng, bên trên bày biện những bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo. Mỗi bộ đều như một tác phẩm nghệ thuật, hẳn đây là bộ đồ ăn sẽ dùng cho bữa tiệc tối nay. Vậy nơi này chính là nhà kho đặt dụng cụ của phòng bếp. Nhạc Yên Nhi soi mãi, nhưng vì phạm vi chiếu sáng có hạn nên cô không thấy bóng người nào. Đang do dự xem có nên đi tiếp hay không, một tiếng cạch bỗng vang lên. Ánh đèn chiếu sáng nhà kho trong nháy mắt, khó khăn lắm đôi mắt Nhạc Yên Nhi mới quen với bóng tối. Bây giờ cô bị ánh sáng đột ngột làm cho giật mình, hệt như một con thỏ bị kinh hãi, hoảng hốt quay lại, Lâm Đông Lục vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở cửa kho hàng ngay từ đầu. Chẳng trách cô đi mãi vẫn không thấy ai, Nhạc Yên Nhi tắt đèn pin di động đi, bước thẳng tới chỗ Lâm Đông Lục, Lâm Đông Lục nhìn cô với vẻ mặt khó đoán rồi đột ngột đóng cửa kho lại. Nhạc Yên Nhi không có tâm tư chú ý tới những hành động này của anh ta cô hung hăng hỏi luôn, lâm đông lục đừng dở mấy trò mèo này, anh nói cho tôi biết sợi dây chuyền đâu rồi. nghe thấy cô vừa mở miệng là hỏi sợi dây chuyền, trong mắt lâm đông lục thoáng qua vẻ thất vọng, tuy nhiên anh ta che giấu sự thất vọng cực tốt, không nói lời nào, anh ta giơ một chiếc hộp ở sau lưng ra, lâm đông lục từ từ mở hộp, chiếc đèn sợi đốt trên đỉnh đầu chiếu rọi làm cho một ngàn mảnh kim cương sáng chói rực rỡ, hệt như một biển sao. nghe mẹ nói những mảnh kim cương này từng mảnh từng mảnh đều được cắt đến độ hoàn mỹ nhất. Nếu không đạt đủ 8 tâm 8 cạnh thì sẽ bị bỏ đi. Điều này là để đảm bảo rằng mỗi một góc độ, kim cương đều có thể phản quang một cách hoàn hảo nhất. Để nạm được 1.000 mảnh vỡ kim cương này, người thợ thủ công giỏi nhất của Bỉ đã phải mất một năm dòng giá. Cho nên biển sau này, bất luận là chất liệu hay nhân công, đều có thể nói là có một không hai, sẽ không thể có sợi dây chuyền thứ hai như vậy xuất hiện trên thế giới. Vừa thấy sợi dây chuyền sắc mặt nhạc yên nhi lập tức thay đổi cô vươn tay định cướp lấy cả vòng lẫn hộp nhưng lâm đông lục đã sớm dự đoán được ý đồ của cô anh ta đậy nắp hộp lại nhanh chóng cất nó vào ngực mình nhạc yên nhi dùng hết sức để nhào tới đã không thể tu hồi lực lại nữa người cô đổ về phía trước theo quán tính như vậy thật hợp ý lâm đông lục anh ta không né tránh thậm chí còn chủ động bước lại gần nửa bước đỡ lấy nhạc yên nhi để cô nhào vào ngực mình giây phút nhạc yên nhi nhào vào ngực lâm đông lục cảm thấy hoảng hốt cứ như mình đã tìm lại được một thứ quan trọng từng mất đi trái tim cũng đập nhanh hơn dường như suốt thời gian dài bôn ba dãy ruộng trong khốn khó của anh chính là để chờ cái ôm trong khoảnh khắc này lâm đông lục không khống chế được tình cảm bộc phát anh chuẩn bị duỗi tay kia ra siết chặt ôm nhạc yên nhi vào lòng thế nhưng động tác của nhạc yên nhi nhanh hơn cô đẩy mạnh lâm đông lục ra tránh khỏi ngực anh vịn vào kệ hàng bên cạnh để đứng lên động tác kia quả có ý tránh né hành vi của nhạc yên nhi như một chậu nước lạnh dội tắt tình cảm nóng như lửa của lâm đông lục làm anh nổi giận lâm đông lục đứng đó nhìn cô đôi mày nhíu chặt trong đôi mắt đen tràn đầy hung ác nham hiểm và điên cuồng trông cực kỳ đáng sợ cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo mời các bạn theo dõi chương 139 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi nhạc yên nhi thấy ánh mắt của lâm đông lục cô thầm thấy kinh hãi lạnh buốt tâm can anh hận tôi đến vậy sao rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ cũng đã rút lui khỏi cuộc sống của anh vậy mà anh cứ dây dưa không ngừng chẳng chịu buông tha tôi tôi vốn không làm gì sai thế nhưng cứ phải nhận lửa giận của anh hết lần này tới lần khác không một ai suy nghĩ tới cảm giác của tôi những ấm ức của tôi biết tỏ cùng ai bây giờ nhớ tới những hành vi gần đây của lâm đông lục nhạc yên nhi cũng nghiêm mặt lại cô càng lạnh lùng hơn khi nói với anh lâm đông lục đừng cố ra vẻ bí ẩn nữa anh tốn công gọi tôi xuống đây chắc chắn là có chuyện cần nói Vậy anh cứ nói thẳng đi, bây giờ anh muốn thế nào? Nhất định tôi phải quỳ xuống xin lỗi, anh mới bằng lòng buông tha cho tôi phải không? Lâm Đông Lục vẫn giữ nguyên dáng vẻ đáng sợ kia, anh nhìn chằm chằm vào mặt Nhạc Yên Nhi, trầm chậm lên tiếng, "Nhạc Yên Nhi, cô đề cao bản thân quá rồi, với tôi thì lời xin lỗi của cô chẳng đáng giá một xu." Nhạc Yên Nhi cũng rất tức giận, nhưng dây chuyền đang trong tay Lâm Đông Lục, cô chỉ có thể xuống nước. "Được, anh không quan tâm tới lời xin lỗi của tôi." vậy anh cứ nói điều kiện của anh đi rốt cuộc thì phải làm sao anh mới chịu trả lại biển sao cho tôi trả lại cho cô nó rõ ràng là dây chuyền của nhược mai lâm đông lục cô ý nói vậy anh muốn tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đó là dây chuyền của tôi là di vật mẹ để lại cho tôi chẳng biết vì sao nó lại rơi vào tay cô ta mà thôi nghe thấy lâm đông lục không tin mình nhạc yên nhi cũng cuống lên nhưng cô chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời này mà không thể đưa ra bằng chứng bản thân cô cũng cảm thấy rất bất lực Kỳ lạ thay, Lâm Đông Lục lại có cảm giác nhạc Yên Nhi nói thật, nhưng vì sao có cảm giác này thì anh không hề biết. Tựa như anh không biết tại sao cứ đối mặt với nhạc Yên Nhi là bản thân sẽ tuôn trào cảm xúc vậy. Loại suy nghĩ mờ mịt này dày vò đến độ khiến anh sắp nổi điên. Dù cô nói thế nào đi nữa thì dây chuyền cũng đang trên tay tôi. Nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi, "Được, anh nói điều kiện đi, phải làm sao anh mới bằng lòng trả nó cho tôi? Chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều gì." đáp ứng bất cứ điều gì à, nghe thấy lời của nhạc yên nhi, đôi mắt lâm đông lục híp lại, trong tích tắc, anh rất muốn yêu cầu cô vĩnh viễn ở lại bên mình, để xem liệu cô có đồng ý hay không, ý nghĩ này quá đáng sợ, anh phải cố hết sức mới có thể ngăn bản thân lại. Lâm Đông Lục nhìn chăm chăm vào nhạc Yên Nhi giống như một con sói dữ đang tập trung vào con mồi. Tiếp tục nói, vậy tôi hỏi cô một câu, nhạc Yên Nhi đồng ý ngay. Được, anh hỏi đi, tôi hỏi cô, Trước đây cô luôn miệng nói tôi và cô yêu nhau 5 năm. Cuối cùng thì đó là lời cô biện đặt hay là chuyện đã từng xảy ra. Lâm Đồng Lục biết mình không nên hỏi như vậy. Thế nhưng đây là chuyện anh muốn biết nhất vào lúc này. Biết rõ là không nên tới gặp cô. Biết rõ không nên thu hồi lại dây chuyền. Biết rõ không nên cắt ngang buổi đấu giá. Cứ để cô cầm dây chuyền về. Vậy là từ nay về sau hai người không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Đây mới là kết quả tốt nhất. Nhưng anh không làm được. Anh muốn gặp cô. Muốn đến phát điên thậm chí anh không tiếc bỏ ra một món tiền cách dù để bồi thường vi phạm hợp đồng không quyên tặng nữa mà lấy lại sợi dây chuyền tất cả chỉ để có thêm một lý do gặp cô mà thôi tuy nhiên anh không hề bộc lộ loại tâm tình này ra ngoài anh quyết tâm không để cô thấy mình dao động vậy nên lâm đông lục đành giả vờ mình rất căm thù cô để cô chán ghét mình vậy mà nhạc yên nhi lại yên lặng cô khẽ nghiêng đầu đi tránh khỏi ánh mắt đáng sợ của lâm đông lục không đáp một động tác nhỏ nhưng đã làm cho lòng anh nổi sóng to gió lớn. Chẳng phải trước đây cô đã liều mạng để nói về mối tình 5 năm đó sao? Chẳng phải trước đây cô luôn cố gắng tạo cơ hội để anh nhớ lại sao? Vì sao tất cả đã thay đổi rồi? Khi cô nhìn vào mắt anh, đã không còn dịu dàng và hoài niệm, thay vào đó là sự xa cách. Lâm Đông Lục nheo mắt, giọng nói khàn khàn như rít qua kẽ răng, "Cô không nghe thấy tôi hỏi gì à? 5 năm đó có phải là thật hay không?" Anh nhìn xoáy vào Nhạc Yên Nhi, không hề chớp mắt chờ đợi đáp án của cô. Nhạc Yên Nhi như đã quyết tâm gì đó, cô hít sâu, từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lâm Đông Lục, bình tĩnh và lạnh lùng đáp lại, không phải là giả hết, Lâm Đông Lục trợn mắt nhìn, không dám tin, cô nói gì, lần trước tôi nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ anh thấy hỏi thêm mấy lần thì tôi sẽ đưa ra đáp án khác sao? Tôi nói rồi, tôi và anh chưa bao giờ yêu nhau, những lời đó là do tôi dựng lên, chỉ vì thân phận của anh là người thừa kế của bất động sản Quảng Thịnh mà thôi tất cả đều là lừa anh, anh nghe rõ chưa, trong giọng nói cô mang theo sự mỉa mai, Lâm Đông Lục nghe được, càng thêm nổi giận, đôi mắt anh như rắn độc, lạnh lẽo lướt trên khuôn mặt cô, đè xuống cơn giận dữ đang muốn dâng cao, anh gàn từng chữ, nói cho tôi biết, cô yêu dạ đình xâm phải không, hình ảnh nhạc yên nhi đứng bên dạ đình xâm như đã khắc sâu vào ký ức anh. Mỗi khi anh không khống chế được bản thân mà nhớ về nhạc yên nhi, anh cũng sẽ nhớ luôn tới cả chuyện cô đã lập gia đình bây giờ người bên cạnh cô là dạ đình sâm mà anh đã không còn tư cách hỏi về chuyện của cô nữa ý nghĩ này ngày ngày dày vò anh gần như đã làm anh phát điên nghe thấy câu hỏi này mắt nhạc yên nhi sáng lên cô quả quyết gật đầu không hề do dự đáp tất nhiên rồi tôi yêu anh ấy nếu không tôi lấy anh ấy làm gì anh đã rõ chưa giữa tôi và anh chẳng có năm năm nào hết từng lời cô nói đều đanh thép không hề có khoảng trống để bác bỏ lâm đông lục đã hoàn toàn bị kích thích bởi những lời này Cô vừa dứt lời, anh ta đã đột ngột nhào tới như mãnh thú nổi điên. Tốc độ quá nhanh, Nhạc Yên Nhi liên tục né tránh, còn chưa kịp nghĩ gì cả, cô đã bị Lâm Đông Lục xô đi, thân thể mảnh khảnh bị đẩy về phía sau, cả người đâm vào kệ kim loại sau lưng, và đập với kệ kim loại lạnh như băng khiến cột sống của cô đau đớn. Những đồ sứ trên kệ đã rơi xuống vì lực va đập, chúng vang kinh dị trong kho hàng yên tĩnh và trống trải. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 140 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi đau đến hít sâu. Trong tích tắc, chán cô đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bây giờ cô thực sự nghĩ rằng cột sống của mình gần như đã bị lâm đông lục làm gãy. Nhưng cô cắn răng cố nhìn, ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lạnh lùng quát, cút ngay, anh có tư cách gì để đối xử với tôi như thế? Những lời này tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi vì sao anh còn không chịu buông tha cho tôi buông tha cho cô cô chưa bao giờ buông tha tôi vì sao tôi phải buông tha cho cô lâm đông lục gào thét chán nổi gân xanh anh ta lúc này đã mất đi lý trí nhạc yên nhi kinh ngạc nhìn anh lâm đông lục thế này là một lâm đông lục cô chưa bao giờ biết mặc dù lần trước ở quán cà phê thái độ của lâm đông lục cũng rất hung dữ thế nhưng không điên cuồng như bây giờ hiện giờ anh ta hệt như phát điên nhạc yên nhi thực sự sợ hãi đôi tay của lâm đông lục ghi chặt lấy vai nhạc yên nhi lực ghi rất mạnh gần như bóp nát vai cô hệt như hai người họ có thâm cừu đại hận vậy nhạc yên nhi sợ rồi nếu lâm đông lục còn lý trí thì dù anh không nhớ rõ cô nhưng ít ra anh cũng sẽ nghe lời cô nói nhưng nhạc yên nhi cảm thấy dù cô có nói gì đi nữa lâm đông lục lúc này cũng sẽ không nghe vào cô liều mạng rằng co chỉ muốn thoát khỏi đôi tay đang ghi lấy mình anh điên rồi mau buông tôi ra lâm đông lục làm ngơ lực giấy rụa của cô chẳng ảnh hưởng gì, anh ta vẫn cứ nhìn cô chằm chặp. trong đôi mắt đen kia đã không thể thấy ánh sáng và sự dịu dàng của ngày xưa. Giờ tất cả đều là oán độc lan tràn như cỏ dài. Mặc kệ nhạc yên nhi nói gì, lâm đông lục đều như không nghe thấy, anh ta đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chẳng biết đang suy nghĩ gì mà đột nhiên từ từ nâng một tay lên. Sát lại gần cổ của nhạc yên nhi, bàn tay anh ta vuốt ve ra thịt non mịn trên cổ cô. Cảm nhận nhịp đập của mạch máu, Nhạc Yên Nhi thấy nơi yếu hại bị người khác giữ lấy. Cô hoảng hốt không biết cuối cùng Lâm Đông Lục muốn làm gì. Nhưng mỗi một hành động của anh ta đều không giống người bình thường. Lâm Đông Lục, anh đang làm gì thế? Thả tôi ra, nhưng mặc kệ cô có dãy ruộng thế nào. Lực tay của Lâm Đông Lục chỉ có mỗi lúc một tăng. Từ từ siết chặt, Nhạc Yên Nhi nhìn thấy tơ máu điên cuồng trong mắt anh ta. Dường như có cả sát ý. Cứu, cứu với, nghe thấy giọng nói cô bàn tay to lớn của Lâm Đông Lục lại càng siết nhanh hơn. Sức mạnh mỗi lúc một tăng trên cần cổ yếu ớt của nhạc yên nhi khiến cô cảm thấy ngạt thờ. Muốn thốt lên một tiếng cũng vô cùng gian nan. Trong mắt Lâm Đông Lục, nhạc yên nhi thấy một thứ cảm xúc gọi là cùng chết. Não dần thiếu dưỡng khí, mắt nhạc yên nhi mỗi lúc một hoa hơn. Tiếp đó là u tai, mí mắt cô đã không thể khống chế được. Dần dần sụp xuống, nhạc yên nhi cảm thấy mình sắp chết thật rồi. Cô muốn nói gì đó nhưng vì không thở nổi những âm thanh cô có thể phát ra chỉ là hự và khục mà thôi. Cô không ngừng giãy giụa nhưng một chút lực yếu ớt ấy với Lâm Đông Lục đang điên cuồng thì chẳng thấm vào. Đau, một giọt nước mắt vô thức trượt xuống từ khóe mắt Nhạc Yên Nhi. Bỗng nhiên, cô cam chịu, thế cũng được, dù sao mẹ còn đang chờ mình trên trời. Rầm, ngay lúc này, cửa kho hàng bị đá văng ra, vì lực va đập mạnh, cánh cửa đập vào tường rồi bật lại. Nhạc Yên Nhi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một bóng người lao đến với tốc độ cực nhanh đấm lâm đông lục một cái làm anh ta ngã lăn xuống đất mất đi điểm tựa nhạc yên nhi sội lơ trượt theo kệ hàng kim loại ngã xuống cô quỳ gối trên mặt đất thở hồn hền cảm nhận không khí vất vả mới có được sau khi bình ổn lại nhịp thở nhạc yên nhi mới ngẩng đầu nhìn người vừa tới người đàn ông cao lớn đang từ trên cao nhìn xuống chỗ cô khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt đen thờ ơ bây giờ là tức giận ngập trời chưa bao giờ xuất hiện dù gia đình sâm luôn không nhiều cảm xúc nhưng khi đối mặt với Nhạc Yên Nhi, hắn luôn cố gắng để bản thân dịu dàng hơn, không khiến cô cảm thấy áp lực. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt này nhìn Nhạc Yên Nhi. Cô cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Dạ Đình Sâm nổi giận, nhận ra điều này, cô há miệng định nói gì đó để giải thích, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm không có lòng dạ nghe cô nói. Hắn vươn tay kéo cô dậy, ôm cô vào lòng rồi đi ra phía ngoài nhà kho. Lúc này, Nhạc Yên Nhi nhìn thoáng qua Lâm Đông Lục, một đấm khi nãy của Dạ Đình Sâm nện lên đầu Lâm Đông Lục không nhẹ. Hiện giờ anh ta đang nằm sấp dưới đất, không còn sức sống, tóc đen che khuất đôi mắt, chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt lúc này ra sao. Thấy thế, Nhạc Yên Nhi ma xui quỷ khiến rút tay lại, dừng bước, đôi mắt phượng của Dạ Đình Sâm hờ hững nhìn cô, vẻ mặt Nhạc Yên Nhi không được tự nhiên lắm, thế nhưng cô vẫn lấy dũng khí lên tiếng, "Chờ chút đã, tôi xem Lâm Đông Lục thế nào." Nghe vậy, đôi mắt của Dạ Đình Sâm nheo lại, Cảm xúc cuộn trào trong con người đen, hệt như những thanh đao bằng băng đang lăng trì Nhạc Yên Nhi. Cô rất sợ, nhưng cố kìm lại sự sợ hãi đó, không lùi bước, "Nhạc Yên Nhi, cô biết mình đang làm gì không?" Nghe câu hỏi lạnh lùng của hắn, Nhạc Yên Nhi trột ra, nói cũng là, rõ ràng giữa cô và Lâm Đông Lục không có chuyện gì. Thế nhưng bị ánh mắt sáng rực của Dạ Đình Sâm nhìn chằm chằm, cô cảm thấy như đang bị bắt gian tại giường vậy, nhưng dù Dạ Đình Sâm vô cùng đáng sợ, cô cũng nhất định phải làm điều đó. Cô thực sự không thể bỏ mặc Lâm Đông Lục ở đây một mình. Hành vi vừa rồi của Lâm Đông Lục đã không thể giải thích là nhất thời xúc động nữa. Rõ ràng đây là một loại bệnh trạng, sự liều lĩnh điên cuồng khiến người ta sợ hãi. Cô nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều liên quan tới việc mất trí nhớ của anh. Rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến anh hoàn toàn quên cô? Thậm chí tính tình thay đổi đến thế? Dạ Đình Sâm, tôi biết mình đang làm gì. Xin lỗi anh, anh chờ tôi vài phút được không? cho tôi chút thời gian để giải quyết chuyện này. Cô nhìn dạ đình xâm, trong mắt là vẻ cầu khẩn, dạ đình xâm nhìn xoáy vào cô, không nói một lời, vào lúc nhạc yên nhi cho rằng sẽ bị từ chối thì hắn lại xoay người bước đi. Nhạc yên nhi biết dạ đình xâm thật sự nổi giận, nhưng việc cấp bách bây giờ là xử lý chuyện của lâm đông lục. Còn dạ đình xâm cô đành chờ lát nữa xin lỗi hắn vậy. Nhạc yên nhi cắn môi, quay người đi tới chỗ lâm đông lục, sau đó ngồi xổm xuống, khoảng cách rất gần, nhạc yên nhi nhìn thấy đôi mắt bị che dưới tóc mái của lâm đông lục điên cuồng và dữ tợn khi nãy không còn nữa bây giờ chỉ còn vẻ mông lung lâm đông lục anh không sao chứ nhạc yên nhi cảm thấy anh ta có chút đáng thương mờ mịt và bất lực y hệt một đứa trẻ chợt nghe thấy giọng nhạc yên nhi người lâm đông lục nhúc nhích như bừng tỉnh lại anh run rẩy nâng bàn tay vừa bóp cổ cô lên ngang mặt trong mắt đều là bàng hoàng cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 141 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Thấy Lâm Đông Lục thế này, nhạc yên nhi lại cảm thấy anh ta thật đáng thương. Lâm Đông Lục, anh không sao chứ, có cần tôi gọi bác sĩ không? Nhạc yên nhi vừa nói vừa tới gần để xem xét tình hình của Lâm Đông Lục. Nhưng anh ta lại hét lên, tránh xa tôi ra, vị trí cổ bị bóp khi nãy còn đang đau. Nhạc yên nhi sợ Lâm Đông Lục sẽ mất kiểm soát lần nữa nên nghe thấy tiếng quát này cô giật mình dừng. Lại, không dám nhúc nhích đầu lâm đông lục đau như búa bổ nhưng anh ta vẫn cố gắng vịt lấy kệ hàng. Cố gắng đứng lên, cút ngay, tránh khỏi tôi càng xa càng tốt, nếu không tôi không dám chắc mình có tiếp tục làm tổn thương cô nữa hay không đâu. Nghe thấy thế, nhạc yên nhi sững sờ, cau mày, rốt cuộc anh làm sao thế, chẳng lẽ anh không tự kiểm soát bản thân được à, lâm đông lục dễ nổi khùng, nghe thấy thế liền tiện tay qua một cái đĩa xứ trên kệ. Ném về bên chân nhạc yên nhi, làm cô sợ hãi lùi lại hai bước cút ra ngoài, cô không hiểu à, cút, vừa gào thét anh ta vừa liên tục ném hết chiếc đĩa này tới chiếc đĩa khác. Nhìn lâm đông lục hệt như ác quỷ trong đêm tối, bầu không khí xung quanh anh ta trở nên thật đáng sợ. Lâm đông lục ném đĩa khá chuẩn, tất cả đều hướng về phía bên chân nhạc yên nhi làm cho cô liên tục phải lùi về sau. Cuối cùng cô chỉ có thể đứng ở cạnh cửa, nhưng lời nên nói nhạc yên nhi vẫn phải nói, lâm đông lục, tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Là một năm trước sao? Lúc anh ở Mỹ đã xảy ra chuyện gì? Anh có biết tình hình hiện giờ của anh không? Đã liên hệ với bác sĩ chưa? Có rất nhiều nghi vấn Nhạc Yên Nhi muốn hỏi, tất cả những nghi vấn này đang xoay mòng mòng trong đầu cô. Nhưng chẳng chờ cô hỏi xong, Lâm Đông Lục đã như một con sư tử nổi điên, giận dữ gào thét, "Ý cô là gì? Cô cảm thấy tôi điên rồi phải không? Nói cho cô biết, tôi không bị bệnh, tôi không cần gặp bác sĩ, cũng không cần cô thương hại. Hút ngay." Nói xong, anh ta nhặt một giá đựng nhỏ bên cạnh ném về phía cô dù có phòng bị nhưng nhạc yên nhi vẫn bị hành động cuồng loạn của anh ta làm giật nảy mình cô vội quay người ra ngoài nhà kho rồi đóng cửa lại cùng lúc cô vừa đóng cửa tiếng giá đựng đồ đập vào cửa sắt vang lên một tiếng vang rất lớn cửa nhà kho bằng sắt rất chắc chắn cũng đã vì bị giá đựng đồ đập vào mà tạo thành một vết lóm khá lớn có thể thấy được khi nãy lâm đông lục đã dùng hết sức để ném thấy dấu vết trên cửa nhạc yên nhi thực sự hoảng sợ cô không biết lâm đông lục bị làm sao nhưng cô không dám bước vào nữa. Bây giờ mới nhớ tới dạ đình xâm, cô tìm xung quanh nhưng hắn đã đi thật rồi, nhớ tới ánh mắt thất vọng của hắn trước khi đi. Nhạc Yên Nhi thấy trái tim mình quặn lại, cô nhất định phải giải thích rõ ràng với hắn, nhưng trước đó, cô cũng cần xử lý cho xong chuyện của Lâm Đông Lục. Nhạc Yên Nhi rút di động, gọi cho Hanh, số điện thoại này Hanh đã cho cô khi vào viện thăm Lâm Đông Lục. Anh ta nói nếu sau này có chuyện gì không tiện tìm Lâm Đông Lục thì có thể liên hệ với anh ta cô vốn nghĩ cả đời mình cũng không cần dùng tới giấy số này chẳng ngờ lúc này lại phải bấm nó tiếng chuông reo thật lâu nhưng mãi không có người nghe nhạc yên nhi đành dập máy gửi một tin nhắn cho hanh để lát nữa anh ta tới đón lâm đông lục về chuyện lâm đông lục phát cuồng khi nãy cô không đề cập dù chỉ một chữ cô cảm thấy chuyện này rất kỳ quái cũng không biết có thể tin tưởng hanh được hay không cho nên tốt nhất là không cần để anh ta biết làm xong những việc này nhạc yên nhi cắn môi lấy dũng khí gọi cho dạ đình sâm nghe thấy tiếng tít tít nhạc yên nhi thầm khẩn cầu dạ đình sâm nhất định phải nghe điện thoại cô sợ vô cùng bởi lẽ khi nãy dạ đình sâm nổi giận bỏ đi cô sợ hắn sẽ không thèm nghe điện thoại của mình nữa cũng may là sau vài giây điện thoại kết nối được dạ đình sâm không nói gì tuy nhiên nhạc yên nhi vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hắn thông qua điện thoại điều này chứng minh hắn đang nghe máy nhạc yên nhi an tâm hơn vội nói dạ đình sâm anh đang ở đâu tôi đến tìm anh ngay đây Giả dạ đình Sâm lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng, không cần xem xét lâm đông lục à. Tính tình giả dạ đình Sâm vốn lạnh nhạt, cho tới nay tuy không quá dịu dàng với nhạc Yên Nhi nhưng hắn cũng cố gắng giảm bớt sự lạnh lùng của bản. Thân, đó đã là một điều không hề dễ dàng. Bây giờ, nghe thấy giả dạ đình Sâm nói chuyện với cô cũng như nói với những người khác. Điều này khiến nhạc Yên Nhi khó chịu. Tôi, giả dạ đình Sâm, anh nghe tôi giải thích được không? Giả dạ đình Sâm yên lặng hai giây, cuối cùng cũng nói. Phòng VIP tầng 16, nhạc Yên Nhi bấm thang máy lên tầng 16, đến trước phòng VIP, thấy cánh cửa chỉ khép hờ, cô khẽ thở vào, đẩy cửa đi vào, chân vừa bước vào, cổ tay đã bị nắm chặt lấy, cô bị kéo vào trong, một tiếng sập cửa rất mạnh vang lên sau lưng, nhạc Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì đã bị dạ đình xâm đè lên cửa. Lưng cô khi nãy bị va mạnh vào kệ kim loại, lúc này lại càng đau hơn, nhạc Yên Nhi đau đến, nỗi nhíu chặt mày, cô đau vô cùng cảm thấy dạ đình xâm đúng là kỳ lạ. Tất cả ấy nấy và trột dạ khi nãy đã bớt đi nhiều. Cô không vui, lên tiếng, anh làm gì đấy, vừa nói, cô vừa vươn tay chống trên ngực hắn, định kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lưng cô thực sự rất đau, nhưng hắn gần quá, mùi hương của hắn quanh quẩn trước mũi cô, dù mát lạnh nhưng vô cùng áp lực, khiến người ta hoảng sợ. Cô chưa bao giờ thích thái độ này của dạ đình xâm. Luôn cao cao tại thượng, vành váo hung hăng, cứ như những người khác toàn là cỏ rác, hắn không thèm để vào mắt, điều này khiến cô cảm nhận sâu sắc về sự chênh lệch giai cấp. Khí thế của Dạ Đình Sâm dọa người, ánh mắt cũng sắc bén đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm vào cô, cứ như có một thanh đao băng đang lăng trì cô vậy. Hành động của Nhạc Yên Nhi khiến Dạ Đình Sâm nổi giận. Hắn híp mắt, trầm giọng nói, vừa rồi tôi cứu cô, vậy mà thái độ của cô với tôi lại thế này ư? Nghe vậy, Nhạc Yên Nhi nhớ tới cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi nãy dạ đình sâm đã kịp thời xuất hiện cứu mình nếu không có hắn hậu quả đúng là khó lường nghĩ vậy nhạc yên nhi bớt giận cô dịu giọng chủ động xin lỗi dạ đình sâm xin lỗi anh thái độ của tôi khi nãy không tốt cảm ơn anh về chuyện ở nhà kho vừa rồi thần sắc dạ đình sâm cũng dịu xuống nhưng ánh mắt lạnh lùng vẫn cứ nhìn cô chăm chú nhạc yên nhi bị nhìn như thế cô cảm thấy không được tự nhiên do dự nói tiếp nhưng mà anh có phải nên lùi lại một chút không không cần áp sát thế đâu anh thế này khiến tôi không thoải mái, vì sao cô đi gặp Lâm Đông Lục, dạ đình xâm bỏ qua vấn đề của nhạc Yên Nhi, hắn quát hỏi, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, mời các bạn theo dõi chương 142 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nghe thấy câu hỏi của gia dạ đình xâm, nhạc Yên Nhi hiểu rằng hắn tức giận như vậy là vì cô đã tới gặp Lâm Đông Lục một mình. Cô vội giải thích là vì anh ta đột nhiên thu hồi dây chuyền rồi nói cho tôi biết tối nay sẽ không đầu ra nó nữa. Bảo tôi tới gặp mặt nói chuyện, vậy nên tôi mới đi. Chẳng ngờ khi cô vừa dứt lời, Dạ Đình Sâm dường như đã cực kỳ giận dữ, hắn đấm vào cánh cửa sau lưng cô làm cánh cửa phát ra một tiếng rầm rất lớn. Nhạc Yên Nhi sợ đến run lẩy bẩy, hình như cô càng giải thích hắn càng giận hơn. Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn Dạ Đình Sâm, rốt cuộc thì anh làm sao? Dạ Đình Sâm nhìn cô, lạnh nhạt, "Nhạc Yên Nhi, rốt cuộc cô không tin tưởng tôi đến mức nào?" Nhạc Yên Nhi lập tức phủ nhận, "Tôi tin anh mà." tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này vì sao cô không nói với tôi là lâm đông lục liên hệ với cô vì sao cô lại một mình đi gặp anh ta vì sao khi nãy không chịu đi cùng tôi những câu hỏi liên tiếp làm nhạc yên nhi yên lặng cô há miệng muốn phản bác điều gì đó nhưng mãi mà không thể tìm được một lời giải thích hợp lý cuối cùng cô chỉ đành yên lặng mình có tin hắn không mặc dù mình vừa phủ nhận rất quả quyết thế nhưng thật ra trong lòng mình không tin hắn họ mới quen biết nhau trong một tháng ngắn ngủi Liên hệ giữa họ chỉ là một tờ hợp đồng, vị trí của họ chưa bao giờ ngang hàng. Cho tới bây giờ, những gì cô hiểu về gia đình Sâm thực sự ít đến đáng thương. Dù quản gian thẩm gọi cô là thiếu phu nhân, dù Trần Lạc gọi cô là phu nhân chủ tịch, dù cô đang ở trong biệt thực hoàng đình giá trị đắt đỏ. Nhưng trong lòng cô hiểu, tất cả những điều này đều có thời hạn, ngay cả thời hạn mà cuộc hôn nhân này kết thúc cô cũng hoàn toàn không chắc chắn. Vậy cô tin tưởng hắn bằng cách nào đây? Làm sao cô dám dựa dẫm hoàn toàn vào hắn? dám ký thác sợi dây chuyền còn quý hơn sinh mạng lên hắn đây nhạc yên nhi rũ mát tránh né ánh nhìn của dạ đình sâm bầu không khí yên lặng bao trùm trong phòng nghỉ một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình chậm rãi lên tiếng xin lỗi anh lần này là lỗi của tôi vì sợi dây chuyền này quá quan trọng với tôi dù cho phải sử dụng cách nào tôi cũng muốn lấy nó về lần này không báo trước với anh là tôi sai lần sau tôi sẽ cố gắng tránh trường hợp như vậy lời này không dễ nghe nhưng là lời từ đáy lòng cô, vì sợi dây chuyền này có ý nghĩa đặc biệt, dựa trên mối quan hệ hợp tác lỏng lẻo của họ, cô không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, điều cô có thể làm là cố gắng tôn trọng người hợp tác với mình khi tình huống tương tự xảy ra trong tương lai mà. Thôi, cố gắng, dạ đình xâm mỉa mai hỏi lại, giọng lạnh như băng, trong đôi mắt phượng đen là lạnh lẽo như đất băng trời tuyết. Hắn phải cực kỳ nhẫn nhịp mới có thể đè ép giã thú trong lòng. Không chút giận với người đứng trước mặt, cô vốn dĩ vẫn không hề tin hắn. Cô nói xin lỗi là để chấn an hắn, là để giữ gìn mối quan hệ hợp tác giữa hai người họ. Thế nhưng trong lòng cô thì hắn vẫn chỉ là người ngoài. Không phải lựa chọn đầu tiên của cô khi xảy ra chuyện. Hiểu được điều đó, tìm gia đình xâm lạch buốt. Với cô, tất cả những cố gắng và nỗ lực trong thời gian qua của hắn dường như hoàn toàn không đáng giá nhắc. Tới, nếu cô đã có thể đàm phán với Lâm Đông Lục bằng bản lĩnh của mình để lấy lại dây chuyền. Vậy hợp tác giữa chúng ta có ý nghĩa gì nữa đâu? Người chồng là tôi đây với cô mà nói cũng chỉ là một thứ đồ trang trí thôi à dạ đình sâm gằn từng chữ giọng nói lạnh buốt lộ ra thất vọng vô hạn lần đầu tiên hắn cảm thấy mình quá yếu ớt người hắn muốn bảo vệ lại không hề tin tưởng hắn hắn đang cảm nhận được sự thất bại trước nay chưa từng có đồng thời hắn cũng nhận ra trong lòng nhạc yên nhi không có mình nghe dạ đình sâm nặng lời như vậy nhạc yên nhi hoảng hốt cô bối rối ngẩng đầu khi đối mặt với đôi mắt lạnh thấu xương của hắn cô giật mình lời này có ý gì mình không hiểu lắm, hắn muốn ly hôn ư, vì sao vừa nghĩ đến đây, mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhạc Yên Nhi lúng túng lên tiếng, không phải, dạ đình xâm, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, tôi không thể dùng sức của riêng mình để lấy lại biển sao. Tôi vẫn cần anh, dạ đình xâm không lay chuyển, lạnh nhạt nói, nhưng cô chưa bao giờ thực sự tin tưởng tôi. Lần này, Nhạc Yên Nhi đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng, hắn đã sớm nói mình không cần cô xin lỗi, cũng không cần cô cảm ơn thứ hắn muốn là sự tin tưởng của cô, nhưng cô không thể cho hắn điều đó. Giống như lúc này đây, dù cho nhạc yên nhi nói xin lỗi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật là cô đã lừa hắn để đi gặp Lâm Đông. Lục, chỉ cần dạ đình xâm nhớ tới lúc đuổi theo tới nhà kho. Nhìn thấy cảnh tượng kia là tim hắn đã quặn thắt, hắn không dám tưởng tượng nếu mình đến muộn một bước thôi. Nhạc yên nhi liệu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Chỉ vừa nghĩ thế thôi, dạ đình xâm đã không thể kìm nén cơn giận nữa. Nhạc Yên Nhi cũng thấy mình thật oan uổng, cô không hiểu vì sao mình xin lỗi gia dạ đình Sâm rồi mà hắn vẫn không chịu bỏ qua. Cứ liên tục xoáy vào chủ đề này không thôi, cô cũng giận đến độ nói không lựa lời, "Nếu như tôi tin anh, vậy anh có tin tôi hay không? Anh điều tra hết mọi thứ về tôi nhưng chuyện trong gia tộc anh, anh chẳng nói với tôi dù chỉ một chữ, anh thật sự coi tôi là một đối tượng hợp tác đáng tin cậy à? Hay tôi chỉ là một thứ đạo cụ để anh tùy tiện lợi dụng mà thôi?" Sắc mặt gia dạ đình Sâm khó coi đến đỉnh điểm hắn quý trọng cô, yêu cô, bảo vệ cô, vậy mà trong mắt cô, tất cả những thứ đó đều không đáng nhìn, nhưng thói quen lâu năm khiến hắn không mở miệng giải thích dù chỉ một từ. Hắn chỉ nheo mắt, bàn tay lạnh như không có độ ấm chạm vào mặt cô, nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngửa mặt lên đối diện với mình, có phải do tôi tốt với cô quá nên cô cho là cô có tư cách để chống đối tôi đúng không? Nghe thế, vẻ lạnh lùng trên mặt nhạc yên nhi cũng tuyệt không kém so với dạ đình xâm. Đôi mắt hạnh trừng hắn tức giận vô cùng chống đối anh cảm thấy đây là phản kháng à anh tiêu chuẩn kép quá rồi đấy anh giấu giếm tôi thì được còn tôi không thể che giấu anh sao tôi chỉ hỏi có hai câu mà anh đã nói là tôi chống đối chẳng lẽ vì anh có tiền có thế nên anh làm gì cũng đúng à lẽ ra tôi không cần phải giải thích với anh làm gì anh lừa tôi tôi lừa anh thế là công bằng nhạc yên nhi nói đồng thời cô cũng cảm thấy lực tay trên cằm mình tăng mạnh đau đến độ cô nhíu mày nhưng cô quật cường không kêu lên mà chỉ đẩy người trước mặt ra. Anh thả tôi ra, tránh xa tôi ra, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 143 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi tức tới đỏ bừng mặt, hoàn toàn quên đi sự trột dạ và hốt hoảng khi nãy. Cô bất mãn chừng dạ đình xâm nhưng chẳng ngờ lại đối diện với đôi mắt sâu thảm của hắn. Trong đôi mắt đen bây giờ cuồn cuộn màu mực, có thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào như sóng biển. Chẳng biết vì sao khi nhìn vào mắt dạ đình xâm, nhạc yên nhi có dự cảm không tốt, đang định giơ tay đẩy dạ đình xâm, chẳng ngờ hắn bỗng dùng một tay để nắm lấy eo nhạc yên nhi. Tay kia thì giữ gáy cô khiến cô không thể tránh, nhạc yên nhi mở to mắt, thấy gương mặt dạ đình xâm đột ngột tới gần, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống, nụ hôn này không hề dịu dàng mà như mang theo ý trừng phạt. Giống hệt bão rông trên biển, bao hàm trong đó là lửa giận không biết chút vào đâu cứ thế mạnh mẽ ép xuống nhạc yên nhi không thể lui lại cũng không thể tránh ra chỉ có thể đón lấy dạ đình sâm vốn chỉ muốn trừng phạt cô muốn ngăn cái miệng nhỏ nhắn này thốt lên những câu làm tổn thương người khác nhưng chẳng ngờ vừa chạm vào làn môi mềm mại kia hắn không thể kìm lòng được bắt đầu hôn sâu chẳng biết qua bao lâu mùi máu ngay ngái tràn ra giữa răng môi hai người vậy mà dạ đình sâm vẫn không có ý bỏ qua nhạc yên nhi thực sự luống cuống cô đã cắn lưỡi hắn vậy mà hắn không hề có ý dừng lại Nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo điên cuồng chút xuống khiến cô không hề có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cách hôn này giống như hắn đang muốn nuốt cô vào bụng vậy. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, tay Dạ Đình Sâm cũng bắt đầu trở nên không an phận. Bàn tay vốn đặt trên lưng cô đã dần dần rời xuống, lướt qua eo và hông cô, đi đến đâu là mang tới lửa nóng khiến người ta run rẩy đến đó. Cảm giác này, đêm ấy, trong khách sạn, giữa bóng tối dày đặc, là đau đớn và triền miên vô tận. Không ai biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy cô đã tuyệt vọng đến nhường nào đó là nỗi nhục nhã của cô chẳng lẽ giờ đây hắn lại định thêm một lần như thế nữa đừng ngay khi phòng tuyến tâm lý của nhạc yên nhi sắp sụp đổ người đàn ông kia bỗng buông lỏng cô ra dường như hắn đã phải dùng hết khả năng tự chủ của mình để ngẩng đầu lên thở hồng hộp bỗng nhận lại được tự do nhịp thở của nhạc yên nhi cũng đã rối loạn thế nhưng cô vội tránh xa vài bước nhanh như một chú thỏ đã vậy đôi mắt hồng hồng còn nhìn hắn với ánh mắt đề phòng Dạ đình sâm thấy vậy thì sờ lên khóe miệng, lau sạch chút máu tươi vừa dỉ ra, vết thương ở đầu lưỡi bị cô cắn đang rất đau. Nó chứng tỏ sự bài xích và chống cự của nhạc yên nhi khi nãy lớn tới đâu. Không ai nói gì, chỉ có thể nghe tiếng thở dốc của hai người quanh quẩn trong phòng. Đôi mắt đen như ngọc của dạ đình sâm híp lại, hắn lạnh lùng nhìn cô, quanh thân là bầu không khí đáng sợ. Dù đã cách xa như vậy, nhạc yên nhi vẫn bị đôi mắt đó làm cho sợ hãi run rẩy. Người đàn ông này quá nguy hiểm, đôi môi non mềm đau rát khiến nhạc yên nhi bắt đầu cảm thấy ấm ức. Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì mà dạ đình xâm lại đối xử với mình như thế? Nhạc yên nhi run giọng dạ đình xâm, anh trêu đùa tôi như thế này thì hay lắm ư, anh không có chút tôn trọng nào với tôi sao? Anh làm vậy là đang sỉ nhục tôi, nếu đây là một người đàn ông bình thường, nhạc yên nhi sẽ không cảm thấy nhục nhã như vậy, nhưng dạ đình xâm là gay, anh ta thậm chí còn không thích phụ nữ. Một người đồng tính mà làm vậy với cô chẳng phải sỉ nhục thì là gì? Lâm Đông Lục muốn giết cô, bóp cổ cô gần chết, nhưng cô vẫn quan tâm đến hắn. Còn tôi chỉ hôn cô một cái thôi, vậy mà cô đã thẹn quá hóa giận, đây là thứ tôn trọng của cô à. Ánh mắt gia đình xâm cực kỳ nguy hiểm, tối tăm như mặt biển đêm, đó không phải cùng một vấn đề. Thấy có người nguy hiểm tới tính mạng, cho dù tôi không quen thì tôi cũng sẽ giúp. Chưa chưa cần nói tới Lâm Đông Lục ít nhất cũng là người quen của tôi. Nhưng anh thì sao, khi nãy rõ ràng là anh đang sỉ nhục tôi, anh đùa giỡn lưu manh dạ đình sâm nghe vậy thì cười suy một tiếng có vẻ trào phúng nhìn cô đùa giỡn lưu manh có phải cô quên rằng chúng ta đã đăng ký kết hôn còn là chính cô đến cục dân chính cùng tôi tôi là chồng hợp pháp của cô tôi làm gì cô cũng đều là hợp tình hợp lý thôi nói xong dạ đình sâm lại đến gần đè nhạc yên nhi vào tường áp lực đến từ hắn nặng như núi khiến nhạc yên nhi không thở nổi đôi mắt phượng bút lạnh phức tạp nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy mình không còn chỗ trốn tim nhạc yên nhi đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Thật ra cô đã sợ chết đi được, với tính cách của Dạ Đình Sâm, hắn làm gì cũng đều không ngạc nhiên, nhưng cô quá tức giận, nghe thấy Dạ Đình Sâm nói vậy, cô ưỡn thẳng lưng, không sợ chết mà nhìn hắn, có đăng ký kết hôn thì làm sao, cũng không phải là cưới thật, giữa chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi, chẳng phải yêu đương thật lòng gì, lúc nào cũng có thể chia tay được, tới khi đó ai đi đường đấy, không gặp lại, mặt Dạ Đình Sâm lạnh xuống ánh sáng lạnh lẽo trong mắt ẩn hiện hay hay cho câu ai đi đường nấy hay cho câu không gặp lại nếu ngay từ đầu cô đã nghĩ vậy thì nhạc yên nhi à trái tim cô còn cứng hơn cả sát lời vừa ra khỏi miệng nhạc yên nhi đã hối hận dạ đình sâm giúp đỡ cô nhiều như vậy mà cô lại nói những lời này quả thực khiến lòng người nguội lạnh nhưng căm phẫn luôn khiến người ta mất đi lý trí nhạc yên nhi chịu đựng cảm giác run rẩy toàn thân cô vẫn quật cường nói chúng ta quen nhau vốn đã là một sai lầm sau khi hợp đồng chấm dứt cũng chỉ là ai trở về vị trí của người đó mà thôi. Tiếng hít thở rõ ràng của dạ đình xâm bên tai cô bỗng ngừng lại một nhịp. Giọng hắn rét căm như đến từ địa ngục. Nhạc yên nhi, tôi thực sự muốn giết cô cho xong hết mọi chuyện. Nói xong, hắn không nhìn cô nữa mà đi thẳng về phía phòng ngủ. Tấm lưng kia ẩn chứa lạnh nhạt đến cùng cực. Dầm một tiếng, cửa bị đóng mạnh lại khiến nhạc yên nhi đang ngẩn người bỗng giật mình. Chân cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, ngồi trên sàn nhà lạnh buốt cô nhớ lại những lời cuối cùng của Dạ Đình Sâm, cứ cho là họ đang cãi vã, nhưng chỉ như vậy thôi mà Dạ Đình Sâm đã muốn giết người. Mới đây thôi, cô đã bị Lâm Đông Lục bóp cổ, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, cho nên nghe thấy lời này của Dạ Đình Sâm, cô hoàn toàn không hề nghi ngờ khả năng thực hiện của hắn. Vết máu đọng do bị bóp cổ vẫn còn đau, Nhạc Yên Nhi vuốt ve cổ, lẩm bẩm, không thể nào có chuyện Dạ Đình Sâm hận mình như vậy. Hận đến độ muốn giết mình, Nhạc Yên Nhi hoảng hốt, Cô vội đứng lên, muốn rơi khỏi nơi thị phi này nhưng ngay khi cô vừa đứng lên. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, qua lớp cửa sổ sát đất, cô nhìn ra bên ngoài, thấy có một bóng người treo lơ lửng giữa không trung. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 144 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nhạc Yên Nhi giật nảy người, cô còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Rụi rụi con mắt, mới phát hiện thật sự có một người đàn ông đang lơ lửng ngoài cửa sổ đây là tầng 16 đó, cô nuốt nước miếng, lấy dũng khí đi về phía trước hai bước, đứng trước cửa sổ sát đất, lúc này cô mới nhìn rõ ràng người đàn ông kia không phải là treo lơ lửng giữa trời. Trên không trung có một chiếc máy bay trực thăng đang thả thang dây xuống, người đó đang thoải mái đứng trên bậc thang, chỉ dùng một tay nắm dây thần, dường như không hề sợ hãi việc lơ lửng giữa bầu trời. Máy bay cách nhạc yên nhi quá xa, cho nên vừa rồi cô không nghe thấy tiếng vang, hiện tại đứng ở phía trước cửa sổ, cô mới mơ hồ nghe được tiếng ầm ầm của cánh quạt máy bay người kia mặc một bộ đồ tối màu đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ mặt chỉ có thể nhìn ra thân hình y vô cùng mảnh mai đứng trên bậc thang dây càng có vẻ nhỏ bé khoảng cách rất gần nhạc yên nhi mới thấy trên tay của người kia cầm một cái camera đang chữa về phía cô người này là ai đứng bên ngoài đã bao lâu có mục đích gì những nghi vấn liên tiếp xuất hiện trong đầu nhạc yên nhi đang lúc thần kinh căng thẳng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong bóng đêm dày đặc, ánh mắt y mang theo vẻ lạnh lẽo quỷ dị, cô không nhìn rõ lắm nhưng có thể cảm giác được mình đang bị nhìn chăm chú. Tựa như sói hoang nhìn chăm chăm con mồi, lúc nào cũng sẵn sàng giết chết con mồi rồi ăn tươi nuốt sống. Thấy cô nhìn mình, y không hề bối rối, thản nhiên cất camera, đưa ngón trỏ ra, chĩa thẳng về phía nhạc yên nhi, khóa chặt mục tiêu, bắt lấy, tóm gọn trong tay, động tác này khiến nhạc yên nhi hoảng hốt trong lòng cô dâng lên một loại dự cảm xấu, vội vàng lui lại một bước, hai tay nắm lấy màn cửa, xoẹt một tiếng kéo rèm, ngăn cách mình khỏi ánh mắt quỷ dị và nguy hiểm kia. Người đó là ai, trông có vẻ không giống phóng viên bình thường, tại sao phải quay mình, y quay bao lâu rồi, có quay được dạ đình xâm không? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong tâm trí nhạc yên nhi nhưng cô không thể có đáp án cho bất cứ câu hỏi. Nào, cô vô thức lấy điện thoại di động ra, định bấm số của dạ đình sâm thế nhưng vừa nghĩ tới cuộc cãi vã nảy lửa khi nãy mình đã nói nhiều câu gây tổn thương đến vậy cô không còn tâm trạng nào nữa làm sao cũng không thể nhấn nút gọi nhạc yên nhi hít sâu một hơi để điện thoại di rộng xuống lại đi đến trước cửa sổ sát đất cô nhấc một góc rèm lên nhìn ra ngoài nhưng người đàn ông kia đã biến mất ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận giống như tất cả những việc vừa phát sinh cũng chỉ là ảo giác ngay lúc nhạc yên nhi đang luống cuống điện thoại bỗng nhiên báo có tin nhắn mới có phải là gia dạ đình Sâm không? Nhạc Yên Nhi giật mình, vội vàng đi tới, cầm điện thoại di động lên nhưng hóa ra đó là tin nhắn của An Joy. Em vừa nhận được tin tức mới nhất, người nhà họ Dạ bắt đầu ra tay rồi. Nhìn thấy mấy chữ người nhà họ Dạ, Nhạc Yên Nhi hoảng hốt, vội vàng trả lời, em chắc chứ? Giờ chị tiện nghe điện thoại không? Tin nhắn nói không rõ được. Được, cú điện thoại của An Joy đến ngay lập tức. Nhạc Yên Nhi còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã vội nói, chị em được người của dạ đình sâm nằm vùng ở nhà họ dạ báo tin. Người kia đã đến thành phố A từ sớm rồi, đang dùng hết mọi thủ đoạn để điều tra mối quan hệ vợ chồng của hai người. Chị và dạ đình sâm nhất định phải diễn vở kịch này cho hay vào. Nếu không mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể đó. Nhạc Yên Nhi sửng sốt, cô lo lắng nói, nhanh thế à, bọn họ sẽ điều tra bằng cách nào? Cụ thể thì em cũng không biết, nhưng có thể xác định là để có được tin tức chính xác nhất từ người thừa kế. Nhà họ dạ tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn. Dùng hết các loại phương pháp để dò xét, Nhạc Yên Nhi nghĩ đến người đàn ông kỳ quặc trên máy bay trực thăng khi nãy. Còn chiếc camera trong tay y, cô cảm thấy hoảng sợ. "Hình như chị, chị đã thấy người họ phái tới?" "Cái gì?" An Joy giật mình nói, "Ở đâu? Làm sao chị biết là người của họ?" Nhạc Yên Nhi tả qua về người khi nãy, giọng An Joy trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, "Dựa theo sự miêu tả của chị, có khả năng đó thật sự là người của gia tộc phái đến." Bất kể chi phí, bất luận phương pháp đây đúng là phong cách nhà họ ra em không ngờ bọn họ có lá gan lớn như vậy theo tới cả hội quán baker vậy tối nay bọn họ điều tra được cái gì không chắc là không có nhạc yên nhi không dám chắc lắm thứ duy nhất người kia có khả năng quay được là nụ hôn giữa cô và dạ đình sâm nghĩ đến nụ hôn mãnh liệt lại nguy hiểm vừa rồi ngón tay cô vô thức vuốt lên cánh môi trên đó dường như còn lưu lại mùi máu tanh ngọt của dạ đình sâm nó khiến cô bất giác hoảng hốt dạ đình sâm lúc thường là một người rất cảnh giác chẳng lẽ hắn không hề nhận ra động tĩnh ngoài cửa sổ sao hay là cũng có đôi lúc hắn không thể kiềm chế được lòng mình sau này chị phải cẩn thận hơn một khi người của gia tộc ra tay thì chẳng ai biết họ sẽ sử dụng thủ đoạn gì đâu được nhạc yên nhi đồng ý hỏi tiếp nhưng ai cũng sẽ tốn công tốn sức như người vừa rồi à cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày với thời gian không xác định bị giám sát loại cảm giác này cũng thật là đáng sợ quả thực khó lòng phòng bị không đâu nếu họ ồn ào như vậy dạ đình xâm cũng sẽ ra tay thôi. Căn cứ theo miêu tả của chị, em nghi ngờ người kia chính là cậu hai nhà họ già. Việc này rất giống phong cách của y, cậu hai nhà họ già, là em trai dạ đình xâm, y không chỉ là em trai dạ đình xâm mà còn là kẻ thù không đội trời chung của anh ấy. Đời trước, nhà họ cả có hai anh em trai, ông cả là cha của dạ đình xâm, ông hai là cha của cậu hai, tước vị công tước của nhà họ dạ được truyền đời, vì cha dạ đình xâm mất sớm nên dựa theo luật pháp nước Anh tước vị sẽ do ông hai kế thừa, chỉ sau khi ông ấy qua đời thì mới tới dạ đình xâm. Tuy vậy, người kế thừa tập đoàn lại là anh ấy. Nhạc Yên Nhi nghe An nói xong thì nhíu mày, cho nên dù dạ đình xâm có quyền thừa kế tập đoàn nhưng hiện nay không được kế thừa tước vị. Phải không? Đúng vậy, vì chuyện này nên nội bộ của Lerner đã xảy ra mâu thuẫn lớn. Không ít cao tầng đã bắt đầu lén lút liên hệ với ông hai để đề nghị cho cậu hai thượng vị. Lần này, việc phải tốn công tốn sức điều tra về xu hướng tính dục của gia dạ đình xâm hẳn có liên quan tới bọn họ nhạc yên nhi không ngờ cuộc sống có vẻ đáng mơ ước của gia dạ đình xâm lại có nhiều nguy cơ phía sau như vậy cậu hai lại tự mình đến thành phố a cơ đấy biết được tình thế như nước với lửa của gia dạ đình xâm và cậu hai nhạc yên nhi cảm thấy vô cùng bàng hoàng chiều này quá độc bởi vì quan hệ khó nói của gia dạ đình xâm và cậu hai chắc chắn cậu ta sẽ không nương tay cho lần điều tra này đâu vậy nếu dạ đình sâm bị điều tra ra là gay thì sao? Đây là vấn đề nhạc yên nhi lo nhất, mặc dù cô đã hứa sẽ giúp dạ đình sâm đối phó nhưng chuyện về sau không ai đoán được. Quan hệ của dạ đình sâm và an roi lại thêm vừa được chứng kiến thủ đoạn đáng sợ của cậu hai nhà họ già. Cô đã không còn lòng tin như trước nữa rồi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 145 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Nếu như chứng minh được xu hướng tính dục của anh ấy khác thường gia tộc sẽ không để anh ấy tiếp tục kế thừa sản nghiệp của tập đoàn chắc chắn cậu hai sẽ thượng vị vào thời điểm này một người thừa kế đã bị trục xuất khỏi trung tâm quyền lực chị thử nghĩ xem người đó có thể nhận được kết quả tốt không lời an roi truyền ra từ ống nghe tâm trạng nhạc yên nhi trùng dần xuống mặc dù dạ đình sâm vừa mới nổi giận với cô cưỡng hôn cô nhưng cô vẫn nhớ rõ trước đây hắn đã đối tốt với mình thế nào cô không hy vọng sau này dạ đình sâm xảy ra chuyện gì dạ đình sâm là vương giả trời sinh nếu không thể cầm quyền mà phải cam chịu làm kẻ dưới, vậy hắn sẽ khốn khổ đến nhường nào? Những lời này Gia dạ Đình Sâm chưa bao giờ nói với chị. Chị chỉ biết chị phải đóng vai phu nhân của hắn nhưng không biết mình phải làm những gì. Với chuyện trong gia tộc cũng không hiểu gì cả. Chị nghĩ có lẽ hắn chưa đủ tin tưởng chị nên mới không nói. Chắc do chị không đủ tư cách." Cô vừa dứt lời, An Joy liền cười khẽ, đó là vì quan tâm, không muốn chị biết những ân oán phức tạp đó, không muốn để chị vướng phải những gút mắc lợi ích đó. Đây là tính của dạ đình xâm, là cách bảo vệ người khác của anh ấy. Anh ấy cô giấu diêm cũng là để bảo vệ chị thôi. Nhạc Yên Nhi nghe thế, ngón tay siết chặt điện thoại, trái tim không ngừng đập mạnh, vì cô biết ăn roi nói đúng, dạ đình xâm chính là người như thế. Cũng giống như chuyện xóa Weibo khi trước, rõ ràng hắn đang giúp mình thế nhưng dù bị mình hiểu lầm. Hắn cũng không giải thích một câu nào, nhưng mà dạ đình xâm đã thất vọng với chị rồi. Chị không biết anh ấy có còn tiếp tục thực hiện hợp đồng của bọn chị nữa không? nhớ tới thái độ của gia đình sâm trước khi đi, nhạc yên nhi thở dài, sao, có chuyện gì à, an roi lập tức nhận ra đã có chuyện, hắn, hắn nói hắn muốn giết chị, chị không biết hắn muốn ra tay thật hay là nói nhảm, hắn, hôm nay hắn tức giận vô cùng, anh ấy nói muốn giết chị à, an roi nghe thế mà không hề giật mình, ngược lại còn bật cười, ha ha, anh ấy thực sự nói thế à, nhạc yên nhi thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của an roi. Đây hình như không phải chuyện gì đáng cười cả cô nghi ngờ hỏi em cười cái gì đúng là chị không hiểu dạ đình sâm anh ấy không phải người nhân từ gì chuyện muốn giết người thì quả thực anh ấy làm được thật nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra đâu nói chính xác hơn thì anh ấy sẽ không biểu đạt tình cảm của mình ra anh ấy như một núi băng vậy tự ngăn cách bản thân và người khác cho nên anh ấy nói vậy với chị đồng nghĩa là bộc lộ tình cảm thật của mình ra với anh ấy mà nói đây cũng là lần đầu tiên trong đời đấy Ý của An Joy là Dạ Đình Sâm nổi giận với mình thật ra là do mình đã ở trong lòng hắn. Cô nhớ tới bóng lưng lạnh lùng khi hắn rời đi, hệt như một vị đế vương cô độc, ngồi trên cao nhưng cũng rét lạnh vì vị trí trên cao. Dạ Đình Sâm luôn cao cao tại thượng, luôn có dự tính trước đến mức người khác luôn phải ngưỡng vọng hắn. Nhưng không ai nghĩ đến có lúc hắn cũng là người, có máu có thịt, cuộc sống của hắn đơn điệu như vậy, luôn làm việc bận rộn, việc công ty bề bộn, phải gánh chịu những áp lực nặng nề mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng với cô, hắn luôn cẩn thận, tận trước diễn vai một người chồng tốt, chỉ cần cô ở biệt thự Hoàng Đình, hắn sẽ luôn cố gắng trở về ăn cơm cùng cô, dù đến khi cơm nước xong xuôi, hắn sẽ phải tăng ca trong thư phòng đến khuya. Dạ Đình Sâm, đến cùng thì hắn là hạng người gì? Vì sao hắn không bao giờ chịu nói gì với mình? Chưa một giây phút nào, Nhạc Yên Nhi muốn hiểu Dạ Đình Sâm, muốn đi vào nội tâm của hắn như lúc này, cảm xúc của Nhạc Yên Nhi lên xuống liên tục, thậm chí cô còn muốn khóc vừa nghĩ tới việc mình đã nói những lời gây tổn thương tới dạ đình xâm. Vẻ mặt cô như đưa đám, nhưng mà an doi này, khi nãy chị đã nói những lời rất quá đáng, chị sợ dạ đình xâm không chịu tha thứ cho chị. Không đâu, chị chỉ cần xin lỗi anh ấy thật lòng. À đúng rồi, lúc tâm trạng anh ấy không tốt thì thích uống hồng trà sơ lon. Chị có thể pha cho anh ấy một ly, coi như bày tỏ ấy nấy. Nhạc Yên Nhi liên tục gật đầu. Được, chị biết rồi, nói xong, cô cúp máy, nhạc Yên Nhi khẽ cắn môi cô nhất định phải tìm dạ đình sâm trịnh trọng nói xin lỗi với hắn sau khi nghe an phân tích cô mới biết rằng mình đã nông cạn cỡ nào dạ đình sâm đã vì cô chắn lại bao phiền nhiễu vậy mà từ xưa tới nay cô chưa bao giờ thử tìm hiểu hắn nếu sớm biết những chuyện này chắc chắn cô sẽ không cãi nhau với dạ đình sâm cô nhất định sẽ bình tĩnh lại cố gắng giao lưu với hắn vì dây chuyền đã bị lâm đông lục cầm cô không thể lấy lại được lúc này cô chỉ đành bỏ qua chuyện đó trước vội vàng ra khỏi hội quán baker gọi một chiếc xe về biệt thự Hoàng Đình. Vừa bước vào cửa, nhạc Yên Nhi đã nhận thấy không khí có sự bất thường. Toàn bộ căn biệt thự im phăng phát, người giúp việc im lặng làm việc, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Họ chỉ xoay người chào. Khi thấy nhạc Yên Nhi bước vào nhà, nhạc Yên Nhi cảm thấy khó hiểu. Cô hỏi quản gia thẩm, chuyện gì vậy ạ? À? Quản gia thẩm đi đến bên nhạc Yên Nhi, nói khẽ, khi nãy thiếu ra về, tâm trạng không tốt, nhạc Yên Nhi hiểu ngay. Xem ra gia dạ đình sâm đang rất tức giận, cô hỏi quản gia thẩm trong biệt thự còn hồng trà sơ lon không cảm thấy bất ngờ khi nhạc yên nhi hỏi điều này sắc mặt thẩm quản gia trở nên kỳ lạ thiếu phu nhân muốn uống à nhạc yên nhi lắc đầu không tôi muốn pha cho dạ đình sâm quản gia thẩm dẫn cô vào phòng bếp thiếu phu nhân mời cô đi theo tôi đến phòng bếp quản gia thẩm lấy một bộ tách chén bằng xứ có kiểu dáng châu âu trên tầng cao nhất của tủ bát xuống nói với nhạc yên nhi đây là hồng trà Ceylon được hái từ trang trại trà tốt nhất Sri Lanka. Không biết sao cô lại muốn pha loại này. Nhạc Yên Nhi xấu hổ. Thật ra là tôi chọc giận dạ đình xâm. Nghe nói khi anh ấy buồn phiền sẽ thích uống hồng trà Ceylon nên mới muốn pha cho anh ấy một tách để xin. Lỗi, thật ra người thích uống hồng trà Ceylon không phải thiếu gia, Mà là lão gia. nhắc đến lão gia, quản gia thẩm lộ vẻ hoài niệm. Nhạc Yên Nhi khẽ giật mình, lão gia là cha của dạ đình xâm à, quản gia thẩm gật đầu. Phải, lão gia là một người vô cùng ưu tú, luôn là tấm gương cho thiếu gia học tập, nhưng lão gia qua đời quá sớm. Lúc ấy thiếu gia mới 8 tuổi, còn đang theo học chương trình quý tộc tại châu Âu nên không thể về gặp mặt lão gia lần cuối. Chuyện này vẫn là đả kích nặng nề với thiếu gia. Đây là những điều mà Nhạc Yên Nhi không biết, thật sự khiến người ta giật mình, cô phải che miệng mới không hô lên. Chuyện mất cha với một đứa trẻ 8 tuổi là một đả kích nặng nề biết bao. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 146 của tác phẩm kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Quản gia thẩm nói tiếp, đúng thế, vậy nên khi thiếu gia không vui sẽ thích uống hồng trà sơ lon thì tôi đoán là do ngài ấy vô thức bắt trước thói quen của lão. Ra, dùng việc này để gửi nỗi nhớ thôi, nghe quản gia thẩm nói vậy, nhạc yên nhi đau lòng tới độ gần như không thở nổi. Cô luôn cảm thấy mình rất bi thảm, nhưng ít ra thì khi mẹ qua đời cô cũng đã 12 tuổi dạ đình sâm lại mới 8 tuổi đã mất đi người cha mình luôn sùng bái còn phải đối mặt với áp lực từ mọi phía của gia tộc ép bản thân phải trưởng thành mau chóng nhạc yên nhi cảm thấy vô cùng đau lòng vì đứa bé trai bất lực kia càng hiểu rõ dạ đình sâm cô càng hiểu được vì sao hắn lại có tính cách lạnh lùng cô độc và quyết tuyệt như vậy quản gia thẩm dạy tôi pha trà đi tôi phải xin lỗi dạ đình sâm cẩn thận mới được nhạc yên nhi trịnh trọng nói quản gia thẩm lộ vẻ vui mừng gật gật đầu được vợ chồng trẻ ấy mà mâu thuẫn cãi nhau là việc rất bình thường chỉ cần có thể làm hòa là tốt rồi vì đảm bảo thành ý cho lời xin lỗi từ đầu đến cuối quản gia thẩm chỉ nói quá trình chứ không hề nhúng tay mỗi một công đoạn đều do nhạc yên nhi tự tay thực hiện phải mất thời gian rất lâu mới pha xong một bình hồng trà sơ lon hoàn hảo nhạc yên nhi đặt ấm và chén trà bằng gốm lên khay bưng lên lầu tới trước cửa tư phòng của dạ đình sâm cô do dự một lát mới nhẹ nhàng gõ cửa bên trong không có bất kỳ tiếng động nào, nhạc yên nhi đành phải gõ mạnh hơn, cô lên tiếng, này, dạ đình xâm, tôi pha ấm trà, bên trong vẫn im phăng phát, nếu không phải quản gia thẩm đã nói dạ đình xâm vừa về đã vào thư phòng ngay. Cô thật sự sẽ hoài nghi chuyện trong phòng có người hay không? Nhạc yên nhi cắn môi, đối mặt với thất bại thế này cô lại càng quật cường. Bây giờ anh bận, vậy tôi sẽ chờ anh ngoài cửa nhé, hắn đã không để mình vào, vậy mình ở ngoài cửa chờ là được rồi. Dù sao mình không tin hắn có thể ở trong đó cả đêm không ra Thời gian chậm chậm trôi qua, bóng đêm dần nặng nề Trong cuộc họp qua video, ân duyên Tây vốn đang nghiêm túc thảo luận công việc với gia đình Sâm nhưng khi thấy biểu lộ của hắn lạnh lùng Hơn, gã nhìn đồng hồ, nghi ngờ nhướng mày Hừ, trong nước bây giờ là hơn 12 giờ đêm Anh không phải ở bên cô vợ nhỏ của anh à Gia đình Sâm không thèm chớp mắt, vẫn lạnh nhạt như cũ Đã nghĩ kỹ hợp đồng chưa? hay là cậu thấy lợi nhuận dành cho Eculid cao quá, cần phải giảm 3 phần nữa, mặc dù không bộc lộ chút nào, nhưng ở nơi camera không quay tới, bút trong tay hắn dừng hẳn lại, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ lùng, bên ngoài đã không còn âm thanh, muộn thế này rồi, hẳn cô ấy đã về phòng, ái cha cha, sao lại giống oán phu phòng không gối chiếc thế, vừa nhắc đến đã nổi khùng, lại còn dùng lợi nhuận để uy hiếp em nữa. Hai hôm trước còn tình cảm giạt rào gọi điện thoại cho nhau cơ mà. Sao nào? Giờ không gọi nữa à? Âu Duyên Tây ung dung khoanh tay trước ngực, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, thái độ sợ thiên hạ không loạn, Âu Duyên Tây đã quen gia đình Sâm hơn 20 năm. Họ thực sự là anh em tốt, gã rất hiểu tính hắn, vậy nên chẳng hề bận tâm đến lời đe dọa của gia đình Sâm. Gã nói khi trước, lúc Nhạc Yên Nhi còn đang trong đoàn phim, bất luận gia đình Sâm làm gì cũng sẽ gọi cho cô trước khi đi ngủ. Âu Duyên Tây may mắn gặp được hẳn hai lần, để em đoán xem nào khi trước nhắc tới cô vợ bé nhỏ của anh, gương mặt anh còn hạnh phúc không giấu nổi, bây giờ lại biến thành núi băng, em đoán là cãi nhau với chị dâu hả, lời này chạm đúng nỗi đau của hắn, dạ đình sâm ném văn kiện trong tay xuống bàn, một tiếng bộp vang lên, đôi mắt đen lúc này rất lạnh, cậu, nói nhiều quá, người bình thường thấy dạ đình sâm thế này hẳn đã sớm quỳ xuống xin tha thứ, nhưng Âu Duyên Tây là bạn từ nhỏ của hắn, vẫn có thể đắc ý cười, được rồi, muộn rồi đấy, anh mau đến bên tiểu mỹ nhân của anh đi kẻo lại dục cầu bất mãn. Nổi giận với em, nhưng mà nhắc mới nhớ, em càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Nhạc Yên Nhi đấy. Chẳng ngờ có một cô gái chị được anh, lời còn chưa dứt, Dạ Đình Sâm đã phiền đến độ tắt bụp video, nguồn âm thanh duy nhất trong phòng đã bị tắt đi, chỉ trong tích tắc, căn phòng rơi vào an tĩnh đến đáng sợ. Dạ Đình Sâm nhìn máy tính, lúc này hắn đã không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Trời đã sắp rạng sáng trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhạc yên nhi khi cô cười khi cô khóc khi cô quật cường ngẩng đầu cãi nhau với hắn mọi hình ảnh đều thật rõ ràng càng nghĩ càng thấy nôn nóng hắn phiền muộn mở mắt, rõ ràng là đang giận nhưng lại không thể ngăn lòng mình nhớ đến cô lại nhớ tới cả những thứ mà cô muốn gia đình sâm nghĩ hẳn là mình thiếu nợ cô ấy rồi hắn rút di động ra gửi một tin nhắn bằng bất cứ giá nào phải có được sợi dây truyền biển sao đã không bán ở hội đấu giá tin nhắn đã gửi dạ đình sâm cảm thấy khó chịu trong lòng cũng vơi đi chút ít hắn chỉnh sửa lại tài liệu trước mặt chuẩn bị lấy một bình rượu để cho đầu óc mình bình tĩnh lại kết quả vừa mở cửa thư phòng chân dài còn chưa bước ra ngoài hắn đã thấy một bóng người nhỏ bé cuộn bên góc tường như chú mèo con ngủ thiếp đi nhạc yên nhi vẫn mặc bộ lễ phục mỏng kia hình như vì lạnh nên cô co do khay hồng trà sơ lon đặt trên sàn đã sớm nguội lạnh cô ấy chờ tới tận bây giờ ư vừa nghĩ thế dạ đình sâm cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt cảm giác xót xa trong lòng dâng lên ánh mắt lạnh băng cũng thành ấm áp hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cô cẩn thận ngắm nhìn dung nhan cô khi ngủ hẳn là vì ngủ trên sàn nhà khó chịu lông mày cô nhíu lại dường như trong mộng cũng không vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mệt mỏi của cô dạ đình sâm cảm thấy rất đau lòng hắn nhíu mày khẽ lên tiếng nếu phải xin lỗi tôi thì còn chọc giận tôi làm gì tại sao lại nói những lời gây tổn thương như vậy nhạc yên nhi đang ngủ say tất nhiên cô không trả lời hắn gia đình sâm cũng không cần câu trả lời của cô thấy cô đợi ngoài cửa lâu như vậy cơn giận cả tối